phái Hạo quyển 2 chương 14, tu tâm cửu cảm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Khương Nguyên thần cảm thấy sững sờ, không để lại dấu vết ngược lại quan sát cửu quốc quốc vận, hôm nay các nước quốc vận ào ào mượn nhờ cửu châu mà tấn chức. Bắc Trần, làm hôm nay đại trần chính thống, nó thuận lý thành chương tấn chức đế triều. Mộ Dung Nguyễn Nhi bên kia mượn nhờ thần đạo lập quốc, nói như thế nào cũng sẽ là một cái thổ đức đế triều. Biên giới phía Bắc cùng phía Nam Khương Nguyên Thần không sao cả, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng sẽ có một cái đế triều tồn tại khả năng bất quá Khương nguyên thần trọng tâm tại những kia tu tiên môn phái phía trên hôm nay dực châu con đường phía trước không mở chỉ cần có người tại dực châu tuyên truyền giảng giải kim đan đại đạo không thể nghi ngờ chính là một hồi đại công đức ít nhất có thể dẫn dắt toàn bộ dực châu tu tiên đại triều người muốn tại này hiển thánh tuyên truyền giảng giải kim đan đại đạo từ khương nguyên thần gật đầu là có ý nghĩ này tiêu giao phái Khương Nguyên Thần Tận lực cả đi ra cái này không phải là vì tại Dực Châu thông dong bước chân. Cho dù Kim Quan Đạo xuất hiện một vị Kim đang Tu Sĩ, nhưng trước mắt mà nói, y theo bên này tu hành tiêu chuẩn liền một vị kết Đan Tu Sĩ đều không có. Chỉ là dựa theo Dực Châu hôm nay linh khí bay lên tốc độ. Tại 30 năm sau, ta còn muốn tuyên truyền giảng giải Kim Đan Đạo pháp a đến lúc đó, này Châu đệ nhất vị Kim Đan Tu Sĩ tất nhiên muốn xuất từ môn hạ của ta mới tốt. Tiêu giao phái, Khương Nguyên Thần đã cảm ứng được chính mình lưu lại truyền thừa bị người được, như vậy chính mình mở tiêu giao phái nhất mạch đạo thống, muốn hảo hảo bồi dưỡng này vị đệ tử đích lời, kia bản châu số mệnh nhất định phải bị hắn được, Khương Nguyên Thần nhìn quét toàn bộ dực châu, tuy nhìn trên bầu trời nguyệt quan dần dần đại thịnh. Đem trong tay áo hồng tuyến ném ra ngoài, Khương Nguyên Thần dùng thần niệm linh thức thân thể hiện thân, sau đầu một vòng ngân sắc quang luân chuyển động, phun ra nuốt vào không trung thái âm nguyệt hoa, tâm thần, Khương Nguyên thần hồn phách vốn tựu so với bình thường tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Gia chi trong nê hoàng cung thái âm linh tinh bắt đầu hướng về thuần dương diễn biến, tại Khương Nguyên thần dự tính phía dưới dương thần lúc hẳn là có thể hoàn thành một bước này chuyển dương, hoặc có thể xưng là thái dương tinh, đồng thời, từng sợi ngân hoa nguyệt quan xuất hiện ở Khương Nguyên thần trong tay làm làm vật trung gian. Cùng hồng tuyến lẫn nhau dây dưa. Mộng giới sinh linh mang không ra. Nhưng là đem Khương Nguyên thần chính mình luyện chế tình tia hồng tuyến tống xuất đến, tại nó tiêu tán trước dùng ánh trăng chi lực ngưng hình liền có thể luyện chế chân chính nhân duyên hồng tuyến này là thần khí luyện chế phương pháp hợp thiên nhân chi đạo lấy vòng trời ánh trăng cùng người đạo tình yêu chi lực bệnh mộ dung uyển nhi đồng dạng duỗi tay đem thần đạo pháp lực đầu nhập hồng tuyến phía trên cuối cùng một đạo hồng tuyến tại nàng trong ngọc trưởng bệnh thành một cái đồng tâm kết làm nhân duyên thần khí như thế trước dùng dực châu làm một cái thí nghiệm a mộ dung uyển nhi một đạo linh quan đầu nhập của mình thần điện Tế ti môn được mộ dung uyển nhi thần ý sau bắt đầu một lần nữa tuyên dương tân thần chức, cái này thần chức. Là tại địa nguyên thần nữ trên người tuyên dương, lập tức mộ dung uyển nhi biên ra tới một thần thoại chuyện xưa. Địa nguyên thần nữ người xem người là đạo môn muội tình yêu cách hận, có kinh ren không được thân thuộc, lại có phần đông phàm nhân lâm vào tình yêu không được chính đạo. Cho nên tại khổ tư bảy ngày bảy đêm sau, trong mộng ngẫu nhiên gặp thái hư mộng quân. Mộng quân cười to gợi ý thần nữ hóa thành nhân duyên chi thần trưởng chúng sinh tình yêu chi đạo dẫn vào chính đồ. Sau đó mộng quân lại làm phép thái chúng sinh tình yêu chi niệm luyện chế thần khí truyền thụ địa nguyên thần nữ, những nàng vi chúng sinh ràng buộc nhân duyên hồng tuyến, mộ dung uyển nhi rất thông minh. Tại tuyên dương của mình lúc không quên lôi kéo phía trên khương nguyên thần, khiến cho khương nguyên thần dễ dàng hơn thụ đến chúng sinh tán thành. Hơn nữa đem địa nguyên thần nữ cùng mộng quân thỉnh thoảng liên lụy thoáng cái, tự nhiên cũng sẽ nhượng Khương Nguyên Thần càng thiên hướng thần đạo một chút. Sau đó, Khương Nguyên Thần cùng Mộ Dung Uyển Nhi hai người phân biệt tại Dực Châu Động thủ giấy lụa, vừa mới đưa về mộng giới. Đạo hữu Hôm nay ngươi phải một kiện nhân duyên thần khí, không ngại lại đem những người này mang đi a. À. Khương Nguyên Thần khẽ điểm mộng giới, một tòa thành trì như ẩn như hiện lộ ra, nơi này chính là vây ở thần long trong bụng những kia sinh hồn, sinh hồn phi sinh sự tử, tại loại này xấu hổ trạng thái phía dưới khương nguyên thần cũng không tốt xử trí hôm nay mộ dung uyển nhi vị này thần linh tự mình tiến đến làm khách khương nguyên thần lập tức liền muốn đem những này sinh hồn giao cho mộ dung uyển nhi ta rốt cuộc không phải thần tự cũng sẽ không thu thập thần bột. không bằng giao cho đạo hữu trong non là thu vào dưới trướng cũng tốt đưa cho thánh hài nhi làm tân sinh hồn phách cũng tốt đều xem đạo hữu ý tứ lại là một cái vướng víu gánh nặng ngươi cũng đủ mệt mỏi mộ dung uyển nhi bạch khương nguyên thần liếc sẵn giọng nhưng nhìn xem mộng trong thành ngủ say những kia sinh hồn nàng cảm thấy không đành lòng duỗi tay đem mộng thành thu vào trong tay áo thôi còn tại ta hoàng thiên thần vực là một cái thần bột a à. tại ngươi ở đây chỉ có thể làm cho bọn họ chậm rãi ngủ say đẳng sinh khí tiêu tán đi ta bên kia a tốt xấu coi như là một cá nhân sau mộ dung uyển nhi cáo từ rời đi mà khương nguyên thần tại mộ dung uyển nhi sau khi rời đi sắc mặt lạnh xuống tại mộng giới này ngàn vạn trong mộng cảnh tìm một cái vực châu phàm nhân mộng cảnh tiến vào trong đó nhưng có ngũ giác giác quan thứ sáu thứ sáu biết ý thức cũng liền là linh thức hình thức ban đầu tại trúc cơ kỳ sau các tu sĩ đều thử khống chế ý thức dùng linh thức đến quan trắc thế giới nhưng là nhân thể không đơn giản có giác quan thứ sáu tại giác quan thứ sáu sau còn có thứ bảy biết ta biết Nhân chi bản ngã tại đạo môn lý giải bên trong nhưng chi hồn phách tại trúc cơ sau có thể xưng là linh thần dùng linh thức quan sát đại thiên kim đang sau xưng là âm thần có thể dạ hành xuất khiếu mà nguyên thần sau vi dương thần có thể tự chủ luân hồi chuyển sinh này ba loại đồng dạng là chỉ ý thức nhưng lại đem ý thức chia làm tam cấp độ khương nguyên thần tự tìm hiểu ba nghìn trí tuệ châu phương pháp cùng với quan sát mộng giới sau đem này ba loại ý thức có cẩn thận phân định luyện tinh hóa khí giác quan thứ sáu luyện khí hóa thần thứ bảy cảm giác cùng với luyện thần phản hư thứ tám cảm giác tại khương nguyên thần từ ngọc phật châu lấy được phật môn lý niệm bên trong cũng không có cái gọi là linh cảm nói đến thế giới này phật môn nói cho cùng chỉ là đại quan minh chi đạo vị kia phật môn phật tổ trước kia cũng là đi quan minh vô lượng đường đi từng được gọi là linh quan đạo quân hoặc là vô lượng quan đạo quân khương nguyên thần cửu cảm giác lý niệm mượn nhờ chúng sinh mộng giới cùng với huyễn thuật lý niệm đến phân loại huyễn thuật vừa bắt đầu yêu cầu ngũ giác mông tế, đây cũng là nhãn, tai, khẩu, mũi, thân ngũ giác, ngoài ra giác quan thứ sáu là ý thức, thứ bảy cảm giác là ta biết. Ta biết, đây cũng là khương nguyên thần tại quan sát mộng cảnh sau, từ chúng sinh trên người tìm được cảm giác biết. Mỗi người đều có, đều chôn sâu ở giác quan thứ sáu trong ý thức, giác quan thứ sáu đối ngoại, thứ bảy cảm giác đối nội. Thức tỉnh thứ bảy cảm giác cũng tự ý nghĩa mở ra kim đan cửa chính. Hoặc là nói, Kết đăng lúc kia một đạo tiên thiên thật chính là vật ấy mà thứ 8 cảm giác số mệnh biết cùng thứ 9 cảm giác thiên nhân biết cũng chỉ là hắn dự đoán. Cần hắn chân chính tu luyện thành công sau mới có thể hoàn thiện cửu cảm giác phương pháp, trầm rộ huyễn tu nhất mạch, đại đạo trăm sông đổ về một biển. Mặc dù đạo môn đối với cửu cảm giác chi nói không có chân chính lý luận giảng giải, nhưng đồng dạng cũng tại trong lúc vô hình dùng kim đan phương pháp tiên thiên thật đẳng thuyết pháp đại chỉ những cảm giác này, hương nguyên thần được xưng là một lòng nhị thể này một lòng chỉ chính là hắn bản ngã ý thức, cũng liền là thứ bảy cảm giác. Chỉ có có đủ này một loại ta biết thân thể mới là Khương Nguyên thần chân chính bản tôn. Vậy nên, hắn mới có thể tùy ý điều khiển tiên thiên đạo thể cùng với cô ngư hóa thân đem ý thức của mình qua lại dời đi, như thế đến bảo trì của mình bất tử chi thân, đương nhiên, này đối với tinh thần tiêu hao rất lớn. Khương Nguyên thần cũng cần thường xuyên dùng trong mộng giới dựng dục nguyện lực nguyên thủy dùng bổ túc tinh thần của mình, mộng giới, nói cho cùng là chúng sinh tâm niệm ảnh xạ, Khương Nguyên thần trưởng quản mộng giới cũng có thể mượn nhờ chúng sinh tâm niệm mà thông dong làm việc, bản ngã chấp niệm. Mỗi người tìm dấu ở trong lòng chỗ sâu trong suy nghĩ, nếu như này niệm bị đánh diệt, mất đi bản ngã, ngày sau há có đắc đạo một ngày. Nếu như bị người khác ta chấp bản niệm thay thế, người này nhân cách cũng bị triệt để xóa đi, Khương Nguyên thần nhập mộng sau mặc kệ vị này phàm nhân tính đồ làm những kia phú quý chi mộng, thẳng vào mộng cảnh chỗ sâu trong phong ấn người này ta chấp pháp niệm, điều khiển này phàm nhân thân thể, lặng lẽ đi đại trần đô thành quốc sư phủ. Như thế, đem ta biết suy nghĩ chủng tại người này thức hải, Khương Nguyên Thần có thể điều khiển thân thể này ba canh giờ thời gian. Đây cũng là Khương Nguyên Thần mượn nhờ cửu cảm giác phương pháp suy nghĩ ra tới thủ đoạn nhỏ, quốc sư phủ, có thể là cấm kỵ long khí nguyên nhân, này tòa quốc sư phủ giống như ngày xưa đạo tư một loại tồn tại ở đô thành gốc hương nguyên thần phụ thân phàm trên thân người leo tường đầu nhảy vào quốc sư phủ lập tức một cổ linh thức đưa hắn tập trung hừ đã phát hiện ta còn không ra hương nguyên thần lạnh lùng nói vệ sư đệ nhìn thấy ngươi gia sư huynh liền là như thế thái độ vệ cung vốn nên là bên ngoài du lịch lịch vệ cung rõ ràng xuất hiện ở tại này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện dực châu khương nguyên thần thâm cảm giác này trong có chút chính mình chỗ không biết nguyên do không dám đối với mộ dung uyển nhi nói rõ liền chính mình sau đó tới dò xét khương sư huynh vệ cung tự mình tới đem khương nguyên thần dẫn vào mật thất sau cẩn thận dò xét cái này phàm nhân mới không xác định nói vệ sư đệ ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn ở đây bị thiên môn lão tổ phong ấn ngươi cư nhiên còn có thể nghĩ cách tiến đến khương nguyên thần âm dương quái ký nói là linh hư chân nhân giúp ta mở nói vệ cung sững sờ tranh thủ thời gian đạo giải thích linh hư chân nhân khương nguyên thần sững sờ đột nhiên thở dài chúng ta năm đó chưa đệ tử cùng nhau qua tết tiết kia là bực nào hòa thuận chi cảnh hôm nay lại có cửa này tường tai họa thiên môn lão tổ lưu lại phong ấn linh hư chân nhân cũng không thấy được trách nát mở cũng cần nhờ vào bên trong đích nhân cùng với tử dương chân nhân lưu lại tiên khí làm dẫn dắt đã là linh hư chân nhân trợ giúp vệ cung khai đạo, hơn nữa trả giá lớn như vậy chi phí, đủ để nói rõ vệ cung một điểm vấn đề cũng không có. Nếu như vệ cung thật sự cùng ngoại đạo có quan hệ, như vậy chân nhân môn như thế nào sẽ tốn công tốn sức đem vệ cung đưa vào đến? Như thế cũng nói minh vệ cung trong sạch. Tăng thêm vệ cung đi thiên môn giới một nhóm, như thế cũng có thể nhượng bên ngoài khảo chứng, tại hắn rời đi trong vài năm bên ngoài vẫn có nhân đối ngoại hoạt động, cũng bài trừ hắn hiềm nghi ngược lại sư huynh ngươi vệ cung nghi ngờ nói ta có trần mộ làm định vị thỉnh tiên ký khai đạo sư huynh ngươi lại là vào bằng cách nào sớm tại lúc trước ta liền tại dực châu để lại hậu thủ khương nguyên thần thản nhiên nói chân nhân nhượng ngươi tới này tất nhiên là vì đại trần chuyện tình a sư môn ý tứ là cái gì hôm nay vệ cung bị bài trừ tại hiềm nghi nhân bên ngoài như vậy còn lại nhiều người không cần nghĩ Phương Nguyên Thần tự nhiên đoán được rốt cuộc là ai âm thầm cùng ngoại giới đưa tin lộ ra Thái Hư Đạo Tông tình báo. Đại Trần Vương Triều dù sao cũng là một cái thiên nhân lưu lại Vương Triều, sư môn ý tứ là nhượng ta tại này quan sát giải, nhìn xem kia chỗ thần tiêu thiên đình có thể hay không đối với chúng ta tiến hành định vị. Kết quả Tự hồ không được, Đại Trần Đế Triều tại bị chặt đứt tứ tượng tháp sau đã không thể cùng bên kia liên lạc. Mà ta cũng ở đây chúc vương tộc trên người từng cái kiểm tra, cũng không có phát giác huyết mạch khác thường. Vệ cung giải thích nói. Vậy là tốt rồi. Khương Nguyên thần như có điều suy nghĩ, đối với ta Linh Châu tốt nhất tình huống liền là đại trần hướng không thể thống trị toàn bộ dực châu, ngươi hẳn là minh bạch A. Này là tự nhiên. Vệ cung cười nói, bị sư môn phái đến bên này làm việc, tự nhiên không phải là ngốc tử. Thái hư đạo tông không cần một cái thống nhất đế triều xuất hiện, không đơn thuần là Khương Nguyên thần suy nghĩ. Ta thật sự là nhiều chuyện. Sớm biết sư môn tự có tính toán, ta hạ tất ba ba chạy đến bên này. Khương Nguyên thần đột nhiên từ trào một câu, lại đối với vệ cung nói, "Tính, không nói những thứ này. Ngươi cùng Trần Mộ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc trước đem ngươi đạo thai chủng tại trên người hắn, về sau bởi vậy thành tựu Kim Đan, chẳng lẽ còn có điều cạm bẫy?" Vệ cung một hồi do dự, gật đầu, từ lúc trước ta được đến môn kia thiên tuyệt tông ma chủng chi thuật rốt cuộc có chút không được đầy đủ có thể là lúc trước cho ta kia nhân tận lực lưu lại một tay a à. là ai đưa cho ngươi khương nguyên thần cao mày nói sư huynh không phải sớm có suy đoán sao vệ cung nhìn xem khương nguyên thần nói khẽ ngoại trừ là đồng môn cho đồ vật sư đệ lại không phải người ngu như thế nào sẽ tùy tiện tu hành sắc mặt phức tạp khương nguyên thần nói năm đó vị kia đối với chúng ta coi như là có nhiều chiếu cố không nghĩ hôm nay sư huynh nên biết mã viễn sư đệ chết đi ngươi cảm thấy là ai phía dưới tay vệ cung không để cho khương nguyên thần hoài cựu cơ hội nói thẳng mã viễn sư đệ cùng hắn gần đây thân mật khương nguyên thần vừa mới nói một nửa sau đó cười khổ đúng rồi mã viễn sư đệ cùng hắn quan hệ quá thân mật tự nhiên khả năng phát giác những kia dấu vết để lại mà bị người diệt khẩu bất quá sư môn hôm nay còn giữ hắn làm chi khương nguyên thần không vui chẳng lẽ còn muốn mượn này cả những chuyện gì khả năng muốn dẫn đến người ở sau lưng hắn a à? vệ cung cũng không xác định nói tính những chuyện này ta và ngươi không tốt nhúng tay nghe các trưởng bối đúng là khương nguyên thần không muốn suy nghĩ những này sốt ruột sự bỗng nhiên lại hỏi một sự kiện sư đệ nếu trần mộ cùng sở hướng vân đồng thời gặp chuyện không may ngươi chỉ có thể cứu một cá nhân ngươi cứu ai đương nhiên là sở sư đệ vệ cung không cần nghĩ ngợi nói sau đó hắn giật mình nguyên lai sư huynh vẫn lo lắng của ta vấn đề này yên tâm đi sư đệ vẫn được chia thanh đừng quên lúc trước ta là vì cái gì nhập đạo khương nguyên thần nhịn không được cười lên ngược lại sư huynh suy nghĩ nhiều bất quá chúng ta vài cái cũng coi là đồng đại đệ tử lẫn nhau ở giữa quan hệ coi như là không sai ngươi một gia sư tỷ đối với ngươi cũng rất là lo lắng ngươi đã nghĩ đến tin tường thấy rõ bản tâm vậy khi ta chưa nói a à. trần mộ thích vệ cung tại loại này vương triều trong quý tộc nam phong rất bình thường nhưng là vệ cung hiển nhiên không có phương diện này yêu thích như thế là tốt rồi sư đệ ngươi xem kia không trung ánh trăng như thế nào Khương nguyên thần đột nhiên đi ra mật thất chỉ vào không trung minh nguyệt cảm thán vân hy nguyệt minh thật đẹp ánh trăng a à. thế giới rất lớn chúng ta làm tu đạo chi sĩ muốn tìm tòi đồ vật rất nhiều. Vệ cung đường hoàng cười, cúc tay nói, nhớ rõ đây là chúng ta vài cái một lần uống rượu thời điểm, sư huynh ngươi nói đến tới. Mượn. Nguyệt Minh Tâm, vệ cung lúc trước đối với Trần Mộ Thuyết Pháp kỳ thật là Khương Nguyên Thần đối với chính mình tên cửa hiệu giải thích gần Trường Minh, Trường Minh hậu thế. Lúc trước Lâm Tử Hiên hỏi Khương Nguyên Thần chính mình tên cửa hiệu ý tứ sau, Khương Nguyên Thần chỉ vào trăng sáng nói ra bản thân lập ý như nhật nguyệt một loại vĩnh chiếu thiên địa, này là Khương Nguyên thần đối với chính mình đường nhìn lên. Sau đó lại có Dương Lăng nói đến tư tình nhi nữ, Khương Nguyên thần cười nói, thiên địa khó lường, đại đạo mênh mông, chúng ta cầu đạo hạng người đương gửi gắm tình cảm thiên địa sơn trong nước. Nơi nào có tâm tư đi nói chuyện yêu đương. Vệ cung lúc trước chỉ vào trăng sáng đối với Trần Mộ hồi phục, chính là chỉ cái này, Khương Nguyên thần nhớ tới lúc trước chính mình nhiều người nâng cốc nói hoang, đột nhiên thở dài, đáng tiếc năm đó những kia đồng môn mất đi mấy người tăng thêm vị kia nối liền ngoại đạo, thu. Thập tâm tư, Khương Nguyên Thần đối với vệ cung nói, ngươi đã thấy rõ những này, đạo tâm lập xuống, kia vi huynh tựu tại Nguyên Thần phía trên chờ ngươi. Nguyên Thần Sư huynh thật lớn khí phách. Khương Nguyên Thần ngang nguyệt chấp tay, nếu như ngay cả Nguyên Thần tư chất đều không có, như vậy ta cũng không dám nói gì hậu thế trường minh. Vĩnh diệu thiên địa Đại đạo chi lộ nhiều mẹ quá con côi, ta có tự tin tất nhiên thành tựu Nguyên Thần, thậm chí đi chạm đến thiên tiên thuần dương đạo quả. Nhưng là theo ngàn năm ung dung, năm đó theo ta cùng đi qua những kia đồng đạo, lại có thể còn lại mấy người. Khương Nguyên Thần không hiểu cảm xúc, ngàn năm sau ngoại trừ mộ dung uyển nhi vị này thần nữ khả năng trường tồn, thái hư đạo tông rất nhiều đồng môn lại có thể sống sót mấy người. Cùng vệ cung hàng huyên một hồi, Khương Nguyên Thần xem nhìn thời gian nhanh đến. Liền khu sử phàm nhân thân thể một lần nữa trở về vị trí cũ, mà hắn bản ngã chấp niệm thu vào mộng giới, âm thần tại mộng giới hiện thân, đi vào một ngụm linh tuyền chỗ hút một đạo linh thủy. Này là khương nguyên thần mộng giới căn bản kết quả, công chúng sinh niệm lực phân giải sau tinh khiết nhất nguyện lực hội tụ thần tuyền, một ngụm nước suối, đem khương nguyên thần hao tổn vô hình phục hồi như cũ, thậm chí không phá thì không xây được. Những khương nguyên thần âm thần thân thể càng thêm thuần túy, Thái hư đạo tông trong vườn đào tiên thiên đạo thể mở mắt ra, Khương Nguyên Thần dùng huyễn thuật bao lấy thân tàn, đường kính đi Thái hư đạo tông Đại Thuần Dương cung tìm Tuân Dương vệ cung chuyện tình tổng yếu từ trưởng bối bên này được giải thích mới là đương đi vào Đại Thuần Dương cung thời điểm đúng lúc Lâm Tử Hiên cũng tại Khương Nguyên Thần nhớ mày cẩn thận dùng hà đồ che lấp Lâm Tử Hiên dò xét Khương Nguyên Thần tự nhiên phát giác Khương Nguyên Thần trên người có chút không đúng địa phương chuyên môn dùng nước khí biến ảo tại bên người này là muốn che giấu cái gì? Lâm Tử Hiên không thể so với Khương Nguyên Thần đang thành vô hạ, hôm nay Lâm Tử Hiên vẫn tại ẩn đang giai đoạn ôn dưỡng kim đan, Khương Nguyên Thần đạo hạnh tại hắn phía trên, cuối cùng cũng giấu giếm qua. Ngươi có chuyện gì? Tuân Dương ngồi ở vân trên giường cười hỏi Khương Nguyên Thần. Hắn tự nhiên nhìn ra Khương Nguyên Thần hôm nay vẫn là năm tuổi lớn nhỏ đứa bé pháp thân. Là về vệ, vệ cung sự. Đệ tử tại Dực Châu có chỗ bố trí, chợt thấy vệ cung sư đệ xuất hiện ở Dực Châu, cho nên đến thỉnh giáo một phen tuân dương khẽ giật mình tư nói cũng đúng suy cho cùng lúc trước thiên môn giới là ngươi chủ trì dẫn xuống ngươi ở bên kia có bố trí rất bình thường cũng được ta cũng không gạt ngươi vệ cung phụng linh hư chân nhân chi mệnh đi dực châu giáo hóa đem ta linh châu các nước văn hóa truyền qua tuân dương nói xong hương nguyên thần cảm thấy giật mình văn minh văn tự thiên môn giới văn tự cùng cửu châu giới đại hữu bất đồng kể từ đó bởi vì văn hóa bất đồng hai phe tất phải phải có đại phân tranh linh hư chân nhân mệnh vệ cung qua bên kia phụ tá trần mộ một mặt là phân hóa dực châu không cho nó thành lập nhất thống đế triều một phương diện ngăn chặn thần tiêu thiên đình nhúng tay khả năng mà cuối cùng một chút cũng là vì nhượng hai phe văn hóa dung hợp khiến cho dực châu thực sự trở thành cửu châu một phần tử kể từ đó ngày sau dực châu cùng linh châu phân tranh muốn giảm bớt rất nhiều văn minh xâm lấn. Khương Nguyên thần âm thầm tính toán. Lại nói tiếp, ngươi tại dực châu bố trí không có nói rõ, chắc là vì kia phần kim đang đại đạo công đức A. À. Tuân Dương nói, ngươi đã cùng vệ cung đều ở bên kia nhúng tay, ngươi phụ trách tiên đạo, hắn người phụ trách đạo, hai người các ngươi liên thủ tự được, không thể lẫn nhau nội đấu. Này! Là tự nhiên! Khương Nguyên thần đồng ý đạo, trong nội tâm cũng hạ quyết tâm trở về tìm mộ dung Uyển nhi, nhượng nàng đem lôi châu bên kia văn hóa dẫn vào dực châu phía tây rốt cuộc khương nguyên thần cùng mộ dung uyển nhi tuổi trẻ đối với loại này thâm trình tự nắm chắc không đủ không có ở trước tiên phát giác loại này giáo hóa đại công đức tiến hành thậm chí cũng không có thấy dực châu thiên môn giới văn minh chỗ mang đến phong hiểm đánh sâu vào mặc dù là mộ dung uyển nhi dùng dực châu thành lập một cái hoàng thạch đế triều thì như thế nào cùng lôi châu bên kia văn hóa có chỗ xung đột đích lời ngược lại sẽ dẫn phát một loạt vấn đề lớn trăm năm thời gian không nhận thức được phía dưới có thể cho dực châu chậm rãi tiếp nhận hôm nay kết quả bất quá ngươi đã đề đến vệ cung mong rằng đối với sự kiện kia cũng có chỗ phát hiện a à. lúc trước là ai đúng cảnh dương đạo phái mật báo tuân dương lời nói xoay chuyển đem khương nguyên thần kế tiếp muốn nói lời nói thẳng ra quả nhiên là đào nguyên sư đệ sao khương nguyên thần sắc mặt phức tạp nhìn xem lâm tử hiên sư huynh chắc hẳn cũng biết a à. ừ Đào nguyên sư đệ được đan ma bộ phận truyền thừa bởi vậy bị cảnh dương đạo phái phát giác uy hiếp cùng bên kia có chút liên quan lâm tử hiên thản nhiên nói vì vậy sư môn muốn mượn này thuận tay hố cảnh dương đạo phái một bả mới giữ lại đào nguyên không hề động còn có chu thuần chính kẻ đó tâm tư bất chính đào nguyên chuyện này bên trong cũng có hắn thôi thủ vừa vặn cùng nhau thanh ra ngoài nhìn thấy sư môn sớm có tính toán khương nguyên thần ngẩn người thở dài trưởng môn Ngày sau nếu đối với hai người kia động thủ, có thể hay không nhượng ta nhúng một tay. Từ đến lúc đó mấy người các ngươi đồng môn tự mình đi nhìn xem cũng tốt. Tuân Dương từ chối cho ý kiến, đúng rồi, ta tìm ngươi Lâm Sư huynh thương nghị Hàng Nguyệt cung bên kia chuyện tình. Ngươi vừa vặn tới tạm cùng nhau nghe a. À? Hàng Nguyệt cung. Bên kia nghĩ muốn. Thương Nguyên thần quay đầu nhìn về phía Lâm Tử Hiên. Huyền. Sung, ngươi nói đi. Sư đệ, Hàng Nguyệt Cung có khách tiến đến, bảo là muốn theo chúng ta Thái Hư Đạo Tông đám hỏi. Đám hỏi. Khương Nguyên thần chân chính giật mình, Hàng Nguyệt Cung đám hỏi đối tượng không phải là cảnh dương đạo phái sao, Hàng Nguyệt Cung tu hành pháp môn dùng thái âm nhập đạo, lúc trước Tô Nguyệt nương nương sáng tạo công pháp lúc cũng không phải là đi huyền công chính đạo mà là kiếm đi nét bút nghiêng. Dùng nữ tu âm thể tu hành thái âm chi khí, sau đó dùng thuần dương chi khí chuyển hóa, Hàng Nguyệt Cung có kết đan tam pháp. Thượng đẳng phương pháp dùng tự thân đại nghị lực đại trí tuệ chuyển âm hóa dương, như thế kim đang nên. Trung đẳng phương pháp cùng thuần dương tu sĩ song tu, như thế có thể song song đi vào kim đang cảnh giới, hạ đẳng phương pháp đi thuần dương linh vật đang dược dùng, mượn này đột phá đến kim đang cảnh giới, thượng đẳng phương pháp khó được, hạ đẳng phương pháp tiêu pha linh dược, cho nên hàng nguyệt cung đi đều là trung đẳng song tu phương pháp. Sở dĩ còn đây là trung đẳng chi thuật, liền là xác suất thành công cao, đường đi bằng phẳng còn có thể không duyên cớ cho sư môn mang tới một ngoại môn trợ lực chúng ta vừa mới ra một cái lý văn cùng dịch vương điện liên lạc hàng nguyệt cung này tự ba ba đã chạy tới rồi khương nguyên thần suy cười một tiếng đối với tuân dương chấp chấp tay tuần sư ý tứ là hôm nay linh châu vị trí thay đổi tuân dương nói không đến đầu óc nhưng khương nguyên thần nghe rõ đúng vậy a à, vị trí thay đổi cho nên đối với môn phái khác thái độ cũng muốn sửa lại nay linh châu tại cửu châu trung tâm kể từ đó long mạch dời đi vì lôi kéo minh hữu bảo vệ linh châu tuân dương ý tứ là đám hỏi a à, khi tuần sư ý tứ là người phương nào đi đám hỏi chân truyền đệ tử khương nguyên thần ngẫm lại ta cùng lâm sư huynh đều khó có khả năng dương lăng sư huynh lòng dạ cao hàng nguyệt cung có người nào xứng đôi các nàng cam lòng cho đem bản thân đời sau cung chủ người được đề cử lấy ra vệ cung sư đệ ít nhất phải có vài thập niên tại Dực Châu bận việc. Lý Văn cũng không có khả năng, trừ phi Hàng Nguyệt Cung nói rõ cùng dịch vương điện đối nghịch. Tính tính toán lời nói cũng liền là sở sư đệ. Mà, y theo sở sư đệ khiêu thoát, nhanh nhẹn tính tình, chỉ sợ đối với Hàng Nguyệt Cung vẫn chướng mắt. Khương Nguyên thần ngẫm lại sở hướng vân, vội vàng khuyên nhủ, trưởng môn, ta thái hư đạo tông từ xưa đến nay cũng sẽ không cưỡng chế mệnh lệnh các đệ tử đi đám hỏi, việc này tóm lại muốn hỏi hỏi người trong cuộc ý tứ nếu như là tình đầu ý hợp tự nhiên là dệt hoa trên gấm tiến hành nhưng nếu như ngày sau thành vợ chồng bất hòa ngược lại là sư môn không phải ta đây tự nhiên tin tưởng tuân dương đối với lâm tử hiên một nháy mắt nhượng lâm tử hiên lấy ra một tờ thiếp mời cho khương nguyên thần Hàng. nguyệt cung lần này huyên náo rất lớn chắc hẳn cũng từ thiên môn giới sự kiện trúng phải không ít chỗ tốt lần này chuẩn bị tìm kiếm đạo lữ nữ đệ tử lại có 12 vị, tự hồ vài cái tiên môn đều có thiếp mời, mời chúng ta đi tham gia cái gì Ngọc Trâm sẻ hơn nữa chỉ rõ ngươi. Lâm Tử Hiên cùng với cảnh dương đạo phái Âu Dương Vũ bọn người danh tự. Đương nhiên, Hàng Nguyệt Cung Đích Thực cũng có đám hỏi tâm tư, nếu như chúng ta cố ý hướng đích lời có thể dự định. Lâm Tử Hiên bổ sung nói, Khương Nguyên Thần xem thiếp mời, sau đó Linh Đài Tuệ Kiếm đột nhiên chấn động không ngừng, một đạo hồng sắc xiềng xích cuốn lấy tuệ kiếm tam tai cửu nạn đạo thứ ba kiếp nạn đến tình kiếp khương nguyên thần kinh hải hắn cửu nạn kiếp số đạo thứ ba rốt cục phát ra tình tia loạn tâm nếu không phải hai ngày trước vừa mới luyện chế nhân duyên thần khí hắn tuyệt đối sẽ không phát giác tự thân dị trạng bất quá cũng có thể đúng là bởi vì hắn luyện chế nhân duyên thần khí cho nên mới nhượng hắn đạo thứ ba kiếp nạn hóa thành tình kiếp tay cầm thiệp mời khi nhìn thấy phía trên tên ngô ngọc hàm lúc một đạo nhân quả tuyến lập tức dây dưa tại trên người hắn. Ngoài ra, còn có Trần Nghiên cùng với y nhâm bọn người, rất nhiều đạo. Tại mượn nhờ tuệ kiếm khả năng sau, hắn cảm giác được vô số đạo niệm lực tình ti dây dưa tại trên người hắn. Đương nhiên, này vài đạo tình ti đều không có chân chính sinh thành. Này là kiếp số thiên định sau dùng thiên vận chi lực sinh sinh đem cùng Khương Nguyên thần quan hệ không tệ những người kia nhân quả tuyến chuyển hóa thành tình tia, đây là đạo quân thủ đoạn khống chế tam tai cửu nạn ngọc hằng đại đạo quân. Tại trong thiên địa định ra nhiều loại kiếp số dùng cản trở tu sĩ. Ôn độc, tình khóa, đao binh. Từng đạo kiếp nạn lăng không hiển hóa tại chư tu đỉnh đầu, chỉ có vượt qua này tất cả kiếp nạn sau mới có tư cách vấn đỉnh đạo quân quả vị, tình kiếp, có tình yêu, hữu tình, thân tình v.v., các loại tình duyên môn tế bản tâm thanh minh sau chính là kiếp số hàng lâm lúc. Khương Nguyên thần lúc trước ôn độc chi kiếp, nhìn như tại vừa bắt đầu tránh thoát nhưng về sau bị ma thiên thái tử kích thích bị mất của mình nguyên thân, không phải là không kiếp số không có tiêu tán sạch sẽ, cuối cùng liên lụy đến tam tai kiếp số phía trên nguyên nhân, khương nguyên thần cam lòng cho cam lòng cho. Nhưng nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ buông tha nguyên thân, hắn hạ tất tốn công tốn sức thành hôm nay đứa bé bộ dáng, tình kiếp hàng lâm có rất nhiều loại hình thức, hoặc là yêu nhau tương sát, hoặc là tình dục mê tâm, lại hoặc chính là khương nguyên thần hôm nay tình tia ràng buộc, người với người giao lưu sẽ sinh ra duyên phận, không đơn thuần là giữa nam nữ nam nam nữ nữ chỉ cần có người lẫn nhau câu thông tối tâm bên trong thì có liên lạc đây là nhân duyên mà loại này liên lạc sẽ chậm rãi diễn biến có rất nhiều hữu tình có rất nhiều thân tình mà có cũng liền là tình yêu khương nguyên thần tình kiếp tất nhiên là yêu tình bởi vì trên người hắn cùng những người khác ở giữa nhân duyên tất cả đều chuyển hóa trở thành tình tia bệnh võng tình nhưng là khương nguyên thần lập chí vấn đạo cầu chân nếu như động phàm tâm đạo tâm phá toái, ngày sau nguyên thần kiếp số tất nhiên gây khó dễ. Cho nên, hắn muốn siêu thoát tiêu giao, nhất định phải đem trên người những này tình tiêu đoạn đi, mới xem như chân chính vượt qua một kiếp này mấy, khương nguyên thần sắc mặt không tốt, trước đối với hai người xin lỗi sau vội vàng trở về đạo cung bế quan đoạn đi tình tiêu, tình tiêu rậm rạp chằng chịt, tất cả cùng khương nguyên thần có quan hệ đích nhân. Bọn họ cùng Khương Nguyên Thần nhân duyên cũng bắt đầu hướng về tình ti chuyển hóa, Khương Nguyên Thần ngồi ở rừng đào sau đầu ngân sắc quan luân chuyển động đỉnh đầu đại trí tuệ châu bên trong bắn ra từng đạo linh quan định trụ nhân duyên tuyến sau đó linh đài tuệ kiếm soạt soạt đem người duyên tuyến chặt đứt cha mẹ chi ân thiên địa luân lý há có thể hóa thành tình tia khương nguyên thần cha mẹ thân nhân cùng hắn nhân duyên tuyến theo đó dừng lại bị tuệ kiếm ngăn ra sau hóa thành bình thường nhân duyên tuyến ẩn đi không thấy cũng là khương nguyên thần kim tu bộ phận thần đạo bí pháp tăng thêm hắn linh cảm quá mạnh mẽ cùng với mở cửu cảm giác tu hành chi đạo, những hắn đối với mấy cái này nhân duyên nhân quả tuyến có thể giống như thần linh một loại xem rành mạch, mới có thể có biện pháp đem nó đoạn đi đình chỉ diễn biến tình tia. Nói cách khác, chỉ có thể giống như một loại tu sĩ như vậy, lặng lặng chờ đợi mổ vài đạo nhân duyên tuyến hóa thành tình tia kiếp số tiến đến sau đó dùng đại nghị lực khám phá tình kiếp, bất động bản tâm, nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng làm lên ai có thể làm được, đương nhiên. Tương truyền Ngọc Hằng đại đạo quân bản thể chính là một khỏa ngoan thạch, dùng kim thạch đắc đạo tự nhiên là thất tình khiếu không mở, ngăn cản thân tình tuyến sau, những kia sư môn trưởng bối tuân dương bọn người cùng Khương Nguyên thần nhân duyên tuyến cũng bắt đầu bị hắn từng cái thanh lý đoạn đi, vốn những này nhân duyên tuyến chuyển hóa tình ti chỉ là cho Khương Nguyên thần ngột ngạt. Cũng không trông cậy vào Khương Nguyên thần đến một đoạn cấm kỵ chi luyến, làm như vậy là để quấy nhân duyên tuyến không cho Khương Nguyên Thần phát giác chân chính tình tia đến từ phương nào. Khương Nguyên Thần tìm tam ngày thời gian tại rừng đào tỉnh tọa, rốt cục đem những kia không có khả năng diễn biến trở thành tình ti thân nhân, sư trưởng nhân duyên tuyến từng cái đoạn đi, chỉ còn lại những kia đồng bối trung nhân, kế tiếp liền là sư huynh sư đệ sư muội môn cùng với những kia các đạo hữu. Khương Nguyên thần nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thanh lý những này đã bắt đầu phát ra hồng quan nhân duyên tuyến. Đương hồng quang chân chính chuyển hóa nhân duyên tuyến sau. Nhân duyên cũng đã thành nhân duyên, trước là đồng môn sư huynh đệ, Khương Nguyên thần làm chân truyền đệ tử chân chính cùng hắn có giao lưu vẫn là Lâm Tử Hiên, Dương Lăng, Vệ cung, Sở Hướng Vân, Lý Văn cùng với Chu Thuần Chính cùng Đào Nguyên bọn người, tuệ kiếm chém qua, rất nhiều nhân duyên tuyến theo đó đoạn đi. Chỉ có Lâm Tử Hiên kia một điều vẫn dây dưa tại Khương Nguyên thần mi tâm, Khương Nguyên thần sắc mặt hơi đổi, đột nhiên cười nói, Lâm sư huynh cùng ta từ nhỏ lúc tương giao, ta hai người tình nghĩa huynh đệ thanh bạch, này tuyến cũng đoạn đi a. À. Chỉ một ngón tay đỉnh đầu đại trí tuệ châu cùng với sau đầu quan luôn đồng thời chuyển động hai đạo linh quan bắn về phía nhân duyên tuyến dẫn đầu đưa hắn hóa giải rơi bất quá lúc này hắn vừa mới phát giác được mình và lâm tử hiên duyên phận sâu khương nguyên thần lần đầu tiên cùng lâm tử hiên tương kiến nhớ rõ là tại hoàng lâm sơn thời điểm nhưng là tại thông qua nhân duyên tuyến cảm giác phía dưới hắn mới giật mình hai người bọn họ lúc trước lần đầu tiên tương ngộ hẳn là khương nguyên thần sơ vào sơn môn thời điểm lúc Trước chính mình lần đầu tiên tới đến Bạch Dương Sơn phía dưới, cái kia vì chính mình chỉ đường đích nhân là hắn. Khương Nguyên thần lẩm bẩm nói, sau đó xuyên thấu qua nhân duyên tuyến hắn lại nhìn thấy hai người bọn họ lần thứ hai tương ngộ cảnh tượng. Đó là tại Kim Tuyền Phong đằng sau, Khương Nguyên thần thường xuyên chỗ ngủ. Lâm Tử Hiên bởi vì chính gặp khúc mắt lúc trở lại Kim Tuyền Phong quan sát cũ cảnh, tại Khương Nguyên thần không thể nghi ngờ là nói với Lý Văn lời nói thời điểm đột nhiên mở ngộ, Lâm Tử Hiên vì Khương Nguyên thần chỉ đường Khương Nguyên thần mở ngộ Lâm Tử Hiên, này là hai người duyên phận bắt đầu, tự nhiên còn có loại chuyện này. Khương Nguyên thần chấn kinh rồi, sư huynh có thể chưa từng có nói qua a. À. Bất quá nhìn thấy cái kia nhân duyên tuyến phía trên hồng sắc càng ngày càng đậm, sắp tới đem chuyển hóa thành tình tia sau, Khương Nguyên thần cổ động toàn lực điều động toàn bộ mộng giới lực lượng đem này tuyến đoạn đi. Nhân duyên tuyến vừa đứt, đỉnh núi vân trong nội cung vận công tỉnh tọa Lâm Tử Hiên đột nhiên có cảm giác không tự giác nhìn về phía Khương Nguyên thần thuần dương đạo cung, tối tâm bên trong cảm giác được cái gì bị đoạn đi, cuối cùng cũng đoạn đi rồi. Khương Nguyên thần không hiểu nhẹ nhàng thở ra, đỉnh đầu bích lục đào diệp phiến phiến rơi xuống hóa thành hoàng hắc lá khô, kế tiếp trên người còn có hơn 10 đạo nhan sắc so sánh thâm nhân duyên tuyến tại chậm rãi chuyển hóa. Diêu ly theo ta bất quá là đồng bào chi nghị. Theo đó, nhân duyên tuyến tiêu ẩn. Huyền Thần theo ta là đứng đắn chủ tớ tình lại một điều nhân duyên tuyến rời đi. Âu Dương Vũ theo ta là địch đối môn phái, chẳng lẽ muốn đến một hồi yêu nhau tương sát sao? Điều thứ ba nhân duyên tuyến đình chỉ hướng về tình ti chuyển hóa, theo đó tiêu ẩn, hương Nguyên Thần hôm nay thật giống như đứng ở một cái lối rẽ trên miệng, mỗi một điều tình ti chân chính sinh thành, đều đại biểu hắn tương lai vận mệnh bất đồng đi về hướng nhân quả, gieo xuống bởi vì tại quả còn chưa thành hình lúc có vô số loại khả năng, tàn uyên, đoạn cảnh, lý văn. Một mảnh dài hẹp thuộc về nam tính nhân duyên tuyến đều bị hắn đoạn đi. Tay chân tình, đồng bào tình. Những này tình tưởng tượng muốn chuyển hóa trở thành tình yêu rất khó, Khương Nguyên thần là bình thường nhân, tự nhiên cùng Trần Mộ bất đồng. Tâm tình buông lỏng phía dưới nhìn về phía những kia nữ tính nhân duyên tuyến, lúc này Khương Nguyên thần thần sắc càng thận trọng, âm dương giao cảm, lẫn nhau hấp dẫn, những này nữ tính nhân duyên tuyến đối với nam tu là không tốt nhất đoạn đi. Hơn nữa nhân duyên tuyến là song hướng, còn lại mấy cái bên kia nhân đối với Khương Nguyên thần cảm tình rất bình thường, nhưng những này nữ tu môn. Nếu quả thật có mấy cái thích Khương Nguyên thần. Như vậy tình ti diễn biến tốc độ tuyệt đối là nhanh nhất. Lúc này, bên cạnh hắn chính đạo nhân duyên tuyến đã nhanh chân chính ngưng tụ thành. Cửu điều hồng tuyến, Khương Nguyên thần sắc mặt nhăn nhó lên, đương nhiên, này chỉ là nói rõ có nhân đối với hắn có hảo cảm, nói rõ mị lực của hắn không nhỏ thôi, ánh mắt tại một đạo hồng tuyến thượng đình ngưng một chút ngược lại đêm này đạo hồng tuyến lưu ở cuối cùng xử trí. Không phải này hồng tuyến không có uy hiếp. Ngược lại này hồng tuyến tại chính đạo đã thành hình hồng tuyến bên trong là uy hiếp lớn nhất. Nhưng là Khương Nguyên thần tin tưởng, hồng tuyến kia một mặt đích nhân có thể trợ giúp chính mình xử trí hảo này hồng tuyến. Bất quá Khương Nguyên thần yên tâm đồng thời, hồng tuyến tùy tâm chấn động, tối tâm bên trong lại thô vài phần, lực chú ý ngược lại phóng trong đó một đạo đỏ sậm, xe kinh, tia phía trên, ở trong mắt Khương Nguyên Thần một chỗ khác liên lụy Ngô Ngọc Hàm, mà phụ cận hai cái hồng tuyến chỉ chính là Y Nhâm cùng Trần Nghiên. Hai Vị, ta và các ngươi thật sự không quen A. À. Khương Nguyên Thần đạo tâm vững chắc. Hơn nữa hạ quyết tâm từ chối Ngọc Trâm biết, này hai cái hồng tuyến lập tức đoạn đi. Như thế chính nói rõ Khương Nguyên Thần cùng hai người này duyên phận là từ Ngọc Trâm sẽ bắt đầu. Quả nhiên là hàng nguyệt cung, nếu không phải hàng nguyệt cung đưa tới thiệp mời muốn chơi cái gì thân cận, như thế nào sẽ đột nhiên nhượng ta tác động kiếp số. Khương Nguyên Thần ám mắng lên, vốn Khương Nguyên Thần tu hành thời gian rất thanh nhàn, kết quả cửu nạn kiếp số từ trên trời giáng xuống, đưa hắn kế tiếp vô cùng nhiều kế hoạch quấy rầy, chỉ có thể chậm rãi tại Đào Viên tỉnh tọa đoạn đi tình ti kiếp tác, Khương Nguyên Thần hạ quyết tâm không đi Ngọc Trâm biết, vẹn vẹn đoạn đi hai cái hồng tuyến. Vẫn có Ngô Ngọc Hàm hồng tuyến quấn ở trên người hắn, hơn nữa không phải bình thường chính hồng sắc vẫn là đỏ sậm, sắc bất chính, nói rõ có kiếp số quấn quanh, không đơn thuần là khương nguyên thần kiếp số, hoặc là nói khương nguyên thần chỉ là bị vô tội liên quan đến đi vào đích nhân. Này là Ngô Ngọc Hàm cùng vị kia ma tu tình kiếp, nhưng tình kiếp liên lụy phía dưới càng lúc càng rộng, khương nguyên thần liền là chính giữa cái kia khổ ép pháo hôi một trong này một đạo tình tia hảo đoạn. Khương nguyên thần lạnh lùng cười. Ngô Ngọc Hàm cùng chính mình chỉ là sơ giao, sẽ không phải muốn dùng cái gì trong bụng hài tử là của mình, loại này nói bậy ép mình lấy nàng. Hàng Nguyệt Cung dám nói, hắn tự dám đem chuyện này chân chính xé vỡ. Náo hàng nguyệt cung một cái đầy bụi đất, thái hư đạo tông, bất luận như thế nào cũng sẽ không ép cưỡng bức bản thân đệ tử đi làm đám hỏi quân cờ, bằng không bức phản một vị chân truyền đệ tử đến lúc đó là ai có hại. Thực tế Khương Nguyên thần loại này có hy vọng Nguyên thần nhân, Khương Nguyên thần tâm niệm vừa động, này một điều màu đỏ sậm tình tia chậm rãi bị sương lạnh đông lại. Còn không có đánh tan, bởi vì kia một đầu còn có một chút vấn đề, bất quá không tiến thêm một bước chuyển hóa nhân duyên tình khóa Khương Nguyên Thần tự thật cao hứng, sau đó Khương Nguyên Thần tiếp tục xem còn lại vài đạo tình tia, bốn đạo liên lụy tại bên trong thái hư đạo tông bộ, Khương Nguyên Thần lực lực một nghĩ cũng tự đoán được. Ngoại trừ bản thân những kia sư muội cùng với Hồng Lăng ngoại còn có ai? Hồng Lăng chỉ là nhà của ta tỳ nữ thôi. Khương Nguyên Thần khẽ điểm hồng tuyến, này một điều cũng theo đó tiêu ẩn. Hồng Lăng dưới sự chỉ điểm của Lan chỉ bà bà tự nhiên minh bạch thân phận của mình, mà nàng mặc dù là đã từng đối với Khương Nguyên Thần có chút tình cảm, nhưng sớm chiều ở chung sau cũng chậm chậm chuyển biến trở thành một loại khác tình cảm, tuyệt không phải tình yêu, mà là ở vào khoảng chủ tớ cùng bằng hữu ở giữa. Khương Nguyên Thần chính là cầu đạo chi nhân, người khác thấy không rõ lắm, Hồng Lăng còn không biết sao. Một thanh y cùng Diêu Lan đều là ta làm phép mà vào đạo, tối tâm bên trong nhân quả sớm định, hôm nay tình tia đức quản đúng là nói rõ hai người còn không biết tự thân tình niệm. Khương Nguyên thần thở vào một cái, những này hồng tuyến hảo đoạn nhiều hơn, vốn cũng là như thế, nhất niệm động, tình sinh, nhất niệm động, tình diệt. Làm phép chi ân có thể chuyển hóa thành tình huynh muội, tình thầy trò, chưa hẳn nhất định phải là loại này tình yêu nam nữ, quay đầu lại hảo hảo mời người mở ngộ một phen nghĩ đến này hai người tình tia cũng tự đoạn đi, hai cái hồng tuyến theo đó đông lại lên, áp sau xử lý tuyệt đối không thể nhượng nhân đối với hắn sinh ra tình niệm khương nguyên thần hạ quyết tâm muốn đoạn tuyệt hết thảy khả năng bởi vì hắn đã từng đối với dương lăng bọn người nói qua chính mình gửi gắm tình cảm thiên địa đại đạo không có tư tình nhi nữ hai ngày trước vẫn nói với vệ cung một lần nhượng hắn đừng cố lấy tư tình nhi nữ tu sĩ lời thề không phải dễ dàng phát trong nháy mắt bị đánh mặt hậu quả chỉ có đạo tâm phá toái sau đó thân tử đạo tiêu một con đường lập xuống đạo tâm đường hát có nửa đường sửa đổi chi lý Cửu nạn kiếp số, xét đến cùng chính là nhân kiếp mệnh số diễn biến mà đến, theo tu sĩ mỗi đi một bước, chính đạo kiếp số cũng theo đó biến hóa, nếu có nhân đối với hắn sinh ra cái gì tình cảm, mà Khương Nguyên thần vô pháp đáp lại sau. Khi yêu biệt ly khổ, chuyển hóa, cầu không được khổ, lại chuyển hóa, quán tăng sẽ khổ, lập tức đem tình tiêu hóa thành liên tục phỏng tình, dùng không cùng u oán chi lực dây dưa Khương Nguyên thần không được siêu thoát. Nếu như lại có ngủ lấy uẩn khổ gia thân, lại nên đón sinh lão bệnh tử nổi khổ hương nguyên thần tử kỳ cũng không xa hương nguyên thần làm mộng quân tại trong mộng cảnh nhìn bao nhiêu loại sự tình này rõ ràng là thiếu nữ tình tia ai oán rõ ràng có thể sinh ra cường đại như vậy niệm lực cuối cùng dẫn kia tình lan cùng mình trong giấc mộng gặp gỡ thậm chí có người có thể đủ đem ái ý hóa thành hành động lực cướp cô dâu sát phu đối phó tình địch các loại thủ đoạn tần suất loại này tình yêu uy lực nhượng khương nguyên thần tại quan mộng thời điểm không ngừng liếu lưỡi tình kiếp khó độ may mắn khương nguyên thần phát hiện đúng lúc đúng lúc chỉnh lý tự thân nhân duyên tuyến thanh lý nhân quả đem ba đạo hồng tuyến đông lại ba đạo triệt để đoạn về phía sau chỉ còn lại cuối cùng tiên hồng sắc ba đạo hồng tuyến đã có tình tia bộ phận thuộc tính chỉ cần dây dưa tại khương nguyên thần trên người kiếp số hàng lâm cũng mau đại trí tuệ châu cùng âm thần đạo luân không ngừng chuyển động cưỡng bức mở ba đạo hồng tuyến dây dưa này đạo hồng tia là một thanh thư cái nha đầu kia khương nguyên thần chạm đến này đạo tiên hồng sắc tình tia này đạo tình tia đã chân chính thành hình nha đầu kia đối với ta hữu tình coi như là có cũng có thể là một thanh y sư muội a à. cùng nàng có quan hệ gì khương nguyên thần quấn quyết hắn cùng một thanh thư rất thuộc sao không phải là ban đầu ở lôi đài chiến thời điểm cứu nàng một bả chẳng lẽ là bởi vì là anh hùng cứu mỹ nhân điểm khai tình tia muốn xem xét trong đó đến tột cùng lúc mông lung hồng vụ từ tình tia hiện lên đem khương nguyên thần rình đoạn đi thậm chí một cổ tình niệm hướng về khương nguyên thần âm thần nhuộm đi không hổ là chân chính tình tia khương nguyên thần vội vàng tế lên hà đồ dùng linh quan che chở tự thân tiêu giảm tình niệm ngược lại nhìn về phía hạ một đạo nguyên thanh vị này khờ dại linh tu đối với khương nguyên thần hẳn là một loại ỷ lại nhưng chỉ có loại này ỷ lại dễ dàng nhất chuyển hóa rất tình Khương Nguyên thần quấn quyết một chút, chính phải nghĩ biện pháp đoạn về phía sau, này hồng tuyến chính mình tiêu tán, Nguyên Thanh bên kia có biến. Khương Nguyên thần kinh ngạc đạo, tự hồ Nguyên Thanh bên kia đã xảy ra chuyện, bất quá giờ phút này không phải muốn những thứ này thời điểm, ánh mắt nhìn hướng cuối cùng một đạo tình tia. Cũng liền là ban đầu nhất bị Khương Nguyên thần nhảy qua đi kia một nói. Mộ dung A. Thở dài một tiếng, tự hồ là vui mừng, cũng tự hồ là giải thoát, cũng có vài phần đối với mộ dung biển nhi tín nhiệm lúc này mộng giới đột nhiên truyền đến một đạo tin tức khương nguyên thần thần niệm khẽ động tại mộng giới tiếp đãi mộ dung biển nhi vừa mới gặp mặt không lâu hôm nay rõ ràng lại gặp mặt khương nguyên thần nên tiến đến mộ dung biển nhi nhìn thấy nàng trên cổ tay một điều hồng tuyến sau sắc mặt một khổ xem ra ngươi cũng phát hiện mộ dung biển nhi sau khi ngồi xuống theo tay mình cổ tay tình ti nhìn về phía khương nguyên thần ta chính là thần đạo xuất thân, đối với mình thân mệnh số rất mẫn cảm. Gia chi ta và ngươi hai người đều tu luyện tuệ kiếm chi thuật, chắc hẳn ngươi cũng nên phát hiện mới là. Đây là của ngươi mà kiếp số A. Mộ Dung Nguyễn Nhi không có tam tai cửu nạn, sẽ không đưa tới vị kia đại đạo quân đối với nàng kiếp số, như vậy chỉ có thể là Khương Nguyên thần kiếp số liên lụy đến chính mình, mộ Dung Nguyễn Nhi cùng Khương Nguyên thần riêng có, nhưng là giới hạn tại này. Hai người đều rất lý trí bọn họ rất rõ ràng cái gì là thần tiên có khác đừng xem hôm nay mở miệng một tiếng đạo hữu xưng hô nhưng ngày sau đạo thống chi tranh hai người tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình được phép ta giúp ngươi luyện chế đồng tâm kết thời điểm dẫn động tình tia a khương nguyên thần cười khổ mộ dung Nguyễn nhi tình tia một chỗ khác chính dây dưa cổ tay của hắn ngày hôm trước bởi vì hôm nay quả nếu không phải khương nguyên thần liên quan đến nhân duyên thần khí như thế nào sẽ làm đệ tam kiếp hóa thành tình kiếp mà xa hơn trước nói, nếu như không phải hắn làm phép rất nhiều nữ tu, những này hồng tuyến cũng không thấy được sẽ dây dưa tại trên người hắn. Hết thảy quả, đều là ngày xưa bởi vì ngươi tuyệt đối không thể tại lúc này động tâm. Đạo tâm vừa vỡ, đạo pháp khó thành. Mộ dung uyển nhi lo lắng nói, cho nên ta nghĩ cách trấn áp ta và ngươi hai người tình tia. Mộ dung uyển nhi vén lên vân tay áo, Khương Nguyên thần lúc trước cùng nàng cùng nhau bệnh đồng tâm kết tựu trấn áp tại tình tia phía trên, phong ấn tình tia đối với khương nguyên thần khả năng tạo thành nguy hại khương nguyên thần da mặt khẽ động quả thế khương nguyên thần rất tin nhậm mộ dung uyển nhi thật giống như hắn không cần nhìn tự biết mình cuối cùng một đạo tình tia chỉ chính là mộ dung uyển nhi một loại mà hắn cũng căn bản không có hành động gì trực tiếp đem này đạo tình tia đặt tại cuối cùng bởi vì hắn biết rõ mộ dung uyển nhi cũng nhất định sẽ phát giác tự thân tình huống hơn nữa tại Khương Nguyên thần hành động trước chọn lựa hành động, đây mới thực sự là tri kỷ đạo hữu. Mộ Dung biển Nhi xem chính mình hai người cổ tay kia một đạo tình tia, cân nhắc sau trong tay nhiều ra một ngụm kim sắc tuệ kiếm, đối với tình tia chém tới, tình tia khẽ động. Phía trên từng sợi tình niệm trên không trung đang vào một mai đồng tâm kết, xinh xinh đem Mộ Dung biển Nhi tuệ kiếm ngăn lại. Ô hay! Khương Nguyên thần đồng dạng đem ngân sắc tuệ kiếm tế ra, một đạo điện quang bắn về phía tình tia vàng bạc hào quang cùng tình tia biến thành đồng tâm kết hồng quang đồng thời tiêu tán sau đó một tình vợ chồng hư ảnh hiển hiện tại tình tia trên không lại có biên ương nghịch nước chi cảnh diễn biến còn có hỷ thức hàm đào hoa thanh điểu lạc hồng mai các loại cảnh tượng xuất hiện hai người liên thủ thi triển tuệ kiếm trong khoảng thời gian ngắn cũng đoạn không đi hai người tình tia duyên phận mộ dung uyển nhi thấy này đành phải thôi tình một trong tự bởi vậy mà đến cũng đương bởi vậy chấm dứt ngươi không ngại thử ở nhân gian tác hợp vài đoạn cảm tình có lẽ có thể mượn này được này luyện chế một kiện trấn áp tâm thần bí bảo, vượt qua kiếp số. Mộ dung Nguyễn Nhi buông tay áo, giúp Khương Nguyên Thần nghĩ kế nói, Khương Nguyên Thần hai mắt tỏa sáng, thật sự là một lời bừng tỉnh. Đích thực, này tình ti dây dư thật là phiền toái, nhưng nếu như mình luyện chế một kiện bí bảo, dùng thất tình chi niệm thủ hộ tâm thần có lẽ là được né qua kiếp nạn này. Đa tạ đạo hữu. Khương Nguyên Thần mừng rỡ, hắn tự tay đối với mộng giới thần tuyền khẽ điểm, một đạo thanh tuyền ngưng tụ trong suốt đá thủy tinh rơi trong tay hắn. Tiếp theo, miệng phun một đóa liên hoa đem vật ấy bao lấy, đạo hữu, còn thỉnh giúp ta một bả. Muốn đem mộng giới đồ vật mang đi ra ngoài phải dương hóa, Khương Nguyên thần duỗi tay quán chú một đạo dương khí, mộ dung uyển nhi cũng đem ngọc thủ đặt ở đá thủy tinh phía trên chuyển vận đại địa nguyên khí, tình ti tại hai người cổ tay dây dưa nhộn nhạo, hai người hành động càng ăn ý, tình ti dây dưa cũng càng phiền toái, một phút đồng hồ sau đá thủy tinh hóa thành một khối bạch ngọc mộ dung Nguyễn nhi duỗi tay vẽ một cái bạch ngọc một phân thành hai một bộ phận bị nàng lấy đi ta hôm nay chấp chưởng nhân duyên cũng giúp ngươi một tay tự được bất quá ba năm bên trong ngươi muốn cam đoan chính mình không bị tình tia khó khăn khương nguyên thần gật đầu định vị sở quốc đem còn lại nửa khối bạch ngọc ném tới tượng gỗ của mình hóa thân trong thức hải những hắn nghĩ cách chậm rãi thu thập có kinh ren viên mãn tình niệm hữu tình chi nhân ông trời tác hợp cho Bọn họ âm dương kết hợp sau tất nhiên có một cổ viên mãn vui mừng niệm lực, này một cổ tinh khiết niệm lực cũng là tình yêu dựng dục mà sinh, trùng hợp khắc chế tình tia có thể đem nó hóa giải, ngồi trên tàn cây nhắm mắt dưỡng thần diêu ly chợt có thế mà thay đổi, nhìn xem Khương Nguyên thần chỗ chủ phòng, lại lại lần nữa nhắm mắt lại. Hai ngày này chuyện gì xảy ra, hai ngày trước vừa mới cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Lúc này lại cảm thấy Khương Nguyên thần bên kia đã xảy ra chuyện, mộng giới, Khương Nguyên Thần cùng Mộ Dung ăn ý liên thủ sau, kia đạo tình ti càng nồng đậm, chính hồng chi sắc tình ti ràng buộc ở hai người. Sau đó lại bị Mộ Dung Uyển Nhi cùng Khương Nguyên Thần đồng thời trấn áp. Hai người bọn họ nếu tới cái gì tình kiếp, này là chuẩn bị đến một hồi thần tiên chi tranh sao. Đến lúc đó hai người nhất tề thân vẫn đều là nhẹ. Không thể nói trước, cửu châu bởi vậy đạo hỏa tác mở ra một hồi chân chính đại chiến, hai người kia đều là tội nhân, mộ dung dùng đồng tâm kết giúp Khương Nguyên Thần một lần nữa thôi diễn sao. Hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó Khương Nguyên Thần tình kiếp có thể bị trấn áp 3 năm. 3. Năm bên trong, ngươi dễ tìm nhất những người kia đem hồng tuyến đều chặt đứt. Mộ dung Nguyễn Nhi trong tay nhiều ra đến một thanh kéo hư ảnh, ta cũng sẽ thử giúp ngươi luyện chế chặt đứt hồng tuyến thần khí, hy vọng có thể lại trợ giúp A. Này! Thanh Nguyên Ương cắt bỏ cũng là mộ dung Nguyễn Nhi làm nhân duyên thần hậu tối tâm bên trong tìm hiểu một kiện thần khí luyện chế phương pháp. Nếu như nói đồng tâm kết là ký kết nhân duyên đích lời, một thanh này kéo vàng đao chính là muốn cắt bỏ đoạn nhân duyên tuyến. Đồng tâm kết là có kinh trang tình niệm hội tụ, như vậy chui này uyên ương cắt bỏ liền là cách hận oán niệm. Yêu biệt ly nỗi khổ, quấn quyết si mê chúng sinh, có yêu tự nhiên cũng có hận, hương nguyên thần duỗi tay tại mộng giới một trảo một cổ thanh sắc cách hận niệm lực đầu nhập kéo vàng trong đao, nhượng kéo vàng đao cự ly thành hình tiến thêm một bước diễn biến. Xem ra muốn nhượng vật ấy chân chính sinh ra, thiếp thân muốn đi tự tay chia rẽ vài cái cọc nhân duyên rồi. Mộ dung uyển nhi yên nhiên đạo, sau đó lại dùng đồng tâm kết giúp đỡ Khương Nguyên thần tính toán cái khác chúng nữ cùng hắn hồng tuyến. Cái này gọi diêu lan nữ tu không cần để ý. Mộ dung uyển nhi cười nói, đoạn tuyệt nàng với ngươi khả năng, Ngươi chỉ cần nhượng nàng cùng một cái họ trương tu sĩ nhiều hơn gặp mặt là được. Họ trương. Khương Nguyên thần cảm thấy khẽ động, nhớ tới sư môn đích thực có một vị họ trương nội môn đệ tử cùng Diêu Lan quan hệ không tệ. Đúng rồi, Diêu Lan có khác một cái cọc nhân duyên đích lời. Tự nhiên chặt đứt cùng hắn nhân quả. Mộ dung uyển nhi pháp mắt thấy Khương Nguyên thần trên người vài đạo hồng tuyến, Khi ngô ngọc hàm hồng tuyến với ngươi quan hệ không lớn, ngươi đem cầm bản tâm cũng là được ngược lại là một gia tỷ muội mộ dung uyển nhi vị này nữ tu tâm tư chuyển động vài cái phục lại nói ngươi trực tiếp đem tình huống cáo tri các nàng làm cho các nàng chặt đứt với ngươi tưởng tượng tựu được này cũng có thể khương nguyên thần kinh ngạc nói đương nhiên mộ dung uyển nhi vẻ mặt chân thành đồng dạng là nữ nhân tự nhiên minh bạch cảm thụ của các nàng suy cho cùng ngươi đối với các nàng có đại ân đem ngươi tình huống nói rõ ràng sau các nàng vì ngươi suy nghĩ tự nhiên thu thập bản tâm chặt đứt suy nghĩ. Phải không? Khương Nguyên Thần cũng không nhận ra bản thân hai vị sư muội là kia loại tính tình đích nhân, bất quá mộ dung uyển Nhi nói cũng là một cái biện pháp, vì vậy hắn liền nhớ kỹ, một ngày sau, Diêu Ly bên này lại có dị động. Khi Khương Mẫu không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên nói muốn Khương Nguyên Thần khai chi tán diệp thành gia lập nghiệp. Tuy bị Minh Lý Khương Phụ bác trở về, nhưng Khương Nguyên Thần cũng cảm giác được của mình tình kiếp lực rõ ràng liền bản thân cha mẹ cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Tối tâm bên trong muốn mượn thân tình đến liên lụy nhân duyên, lão nhân mà, muốn nhi tử lấy vợ sinh con suy nghĩ rất bình thường, nhưng Khương Nguyên Thần không là phàm nhân, tự nhiên không thể tùy tiện lại liên lụy cái gì nhân quả, mộ dung uyển nhi trầm ngâm thoáng cái, lời nói không dễ nghe, người hóa vốn là pháp thân trả lại cho nhị lão. Đối với nhị lão mà nói cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hôm nay hắn đẳng chi ngôn không cần để ý tới vốn chính là khương nguyên thần chính là tiên đạo tu sĩ tự thân trường sinh lâu xem tội gì lưu lại huyết mạch truyền thừa ràng buộc nhân quả cuối cùng là cha mẹ ruột khương nguyên thần lắc đầu mộ dung vạn nga cha mẹ chết sớm tuy vừa bắt đầu là nhân tộc nhưng trước mắt nàng có thể là chân chính tiên thiên đạo thể mà mẫu thần cùng khương nguyên thần đồng dạng dùng kim đa nguyên thai phương pháp chuyển sinh thiên nhân tự nhiên sẽ không lý giải khương nguyên thần suy nghĩ bất quá sau đó nàng lại có một chủ ý không bằng như vậy ngươi thuận bọn hắn ý, những ngươi kia cụ khôi lỗi lấy một phàm nhân. Thật sự không được, ta đem ta xá đi kia cụ nhân tộc pháp thân cho ngươi mượn, cùng ngươi diễn một tuần kịch được. Mộ dung Uyển nhi chủ ý khương nguyên thần rốt cuộc không dám đáp ứng, như vậy cả đích lời hắn cùng mộ dung Uyển nhi ở giữa duyên phận chỉ sẽ càng ngày càng sâu. Tuy hai người đều dùng tiên thiên đạo thể làm chân thân thay thế vốn là pháp thân, nhưng đối với pháp thân cũng là có đủ cảm tình a. À. Hai người dụng pháp thân cùng một chỗ, rõ rệt có thể nói là chặt đứt nhân quả, không liên lụy thân mình, nhưng trên thực chất nghĩ như thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Bởi vậy, Khương Nguyên thần mệnh Diêu Ly đi tìm đệ đệ của hắn, đưa hắn trưởng tử mang đến dùng an ủi hai lão. Còn về cái gì cưới vợ thuyết pháp, Khương Nguyên thần một mực không lên tiếng, bất quá tại cất bước mộ dung biển như sau, Khương Nguyên thần cũng đi một chuyến thiên cơ các tìm khôi lỗi phù vận dụng chi thuật. Thật sự không được, mình làm một cái khôi lỗi, chính mình điều khiển này cụ khôi lỗi phối hợp hóa thân tựu được họa bì thuật đào một khôi lỗi chân chương khôi lỗi phù các loại tại lầu hai đi dạo nửa ngày hắn tuyển một đạo hoàng minh khôi lỗi phù luyện chế phương pháp ký trong lòng sẽ đem một sách ghi chép lại phù triện vạn pháp linh phù kinh phóng trở về tiểu tử đừng đi vội vã đi trước cho mình tuyển một môn kiếm pháp cùng với thần thông chi thuật phục minh hít mắt ngủ gà ngủ gật đồng thời hàm hồ đối với khương nguyên thần chỉ điểm nói lần này thật vất vả đến tự vội vàng đem ngươi kim đan sau kiếm pháp cùng với thần thông định ra khương nguyên thần da mặt cứng đờ đi trước trung tâm một cái ngọc đài cầm lấy trong đó phong ấn thái hư tử dương kim chương đương nhiên này nhất bộ kim chương chỉ là một cái chìa khóa thuộc về vô tự thiên thư kia loại đương khương nguyên thần đem thần niệm đầu nhập trong đó sau tuân dương bên kia chánh bản kim chương sẽ sinh ra cảm ứng nhượng hắn lựa chọn sử dụng công pháp thần thông đạo thuật tại kim đan sau do kim đan làm phép câu thông thiên địa rất nhiều đê giai đạo thuật đều là tiện tay vê đến chỉ có những kia chuyên môn cùng công pháp nguyên bộ đạo thuật thần thông mới cần một lần nữa học tập bất quá khương nguyên thần không phải đi phù đạo cần có đạo thuật rất ít chỉ là tại thái hư tử dương kim chương bên trong chọn lựa phù hợp thần thông tử hà bảo y thái hư ảo cảnh hắn đều tu hành một cái là tức giận nói chi tối một cái là ảo đạo chi quan mà kiếm đạo thần thông tử hồng quán nhật Khương Nguyên Thần yên lặng nhìn nhìn, chủ động buông tha cho Khương Nguyên Thần kiếm thuật tạo nghệ, tính không đề cập nữa, cho nên Khương Nguyên Thần tại cái khác rất nhiều đại thần thông bên trong chậm rãi lựa chọn. Nhưng phàm là cùng kiếm đạo có quan hệ thần thông hắn nhìn cũng không nhìn. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở âm dương song luân cùng với hộ thể thiên long chú phía trên âm dương song luân đi chính là âm dương quy nhất con đường, lấy tiên thiên âm dương nhị khí luyện hóa bảo luân, có thể khu động nước pha nóng lạnh hỏa phong lôi đẳng thần thông đối địch, này một môn thần thông là linh hư chân nhân từ bên ngoài tầm được. Sau đó dung nhập thái hư tử dương kim chương bên trong thần thông, suy nghĩ rất lâu, Khương Nguyên thần vẫn là buông tha cho, đem ánh mắt rơi vào hộ pháp thiên long phía trên, hộ pháp thiên long không thể nghi ngờ chính là muốn cô động thiên long chi khí hộ thân, nguyên khí hóa long, nhưng sau khi ngưng tụ chân long kim tính, cuối cùng có thể hóa thành một điều thiên long đối địch. Khương Nguyên Thần trong cơ thể đạo đang phía trên tựu có một điều tiên thiên mờ mịt tử khí ngưng tụ long khí hư ảnh. Vừa vặn giảm đi Khương Nguyên Thần rất đại công phu. Chỉ cần dựa theo bí pháp chú ngữ đem tiên thiên tử linh long khí tế luyện, có thể hóa thành một con rồng ảnh hộ thân hơn nữa. Tại này môn hộ pháp thiên long thần thông bên trong vẫn dung hợp một ít cái khác pháp môn, tỉ như thiên long ngâm, bàn long ấn các loại. Có thể nói, một môn đại thần thông có thể diễn sinh rất nhiều phụ trợ thần thông, Khương Nguyên thần tuyển tất, đem kết quả cáo tri Phục Minh đã nghĩ muốn ly khai. Chờ đã. Phục Minh đứng dậy đưa hắn ngăn lại. Chỉ chỉ cái khác giá sách phía trên những kia kiếm đạo ngọc giảng, 36 loại pháp kiếm, chính mình tuyển một loại đi. Khương. Nguyên thần sắc mặt tối sầm, ngượng ngùng cười, chính là muốn nói cái gì đó thời điểm lưu khải tới trả sách, đúng lúc nhìn thấy Khương Nguyên Thần đang muốn cực nhã đối với Phục Minh cầu xin tha thứ. Tuyển kiếm thuật Lưu Khải mặt không biểu tình nhìn xem Khương Nguyên Thần, Khương Nguyên Thần trong lòng âm thầm kêu khổ. Tại bác đại chân truyền năm vị sư thúc bên trong, Lưu Khải làm người nghiêm khắc nhất, lúc trước Khương Nguyên Thần bởi vì kiếm thuật vấn đề không ít bị Lưu Khải mắng. Pháp kiếm nhất mạch học tự nhiên. Đệ tử lựa chọn thủy chi đạo, ngày sau chậm rãi tìm hiểu là được. Khương Nguyên thần chính chính sắc mặt nói. Hừ. Học tự nhiên. Ngươi có bao lâu không có luyện kiếm rồi? Lưu Khải lạnh lùng nhìn chăm chú Khương Nguyên Thần, tuy ta thái hư đạo tông không yêu cầu kiếm thuật siêu tuyệt, nhưng ngươi điểm này thủ đoạn thật đúng là nghĩ tại những kia cao nhân trước mặt bêu xấu. Vẫn học tự nhiên. Ngươi bộ kia nhược thủy kiếm pháp bao lâu không luyện? Lưu Khải ngẫm lại, đem chính mình nắm trở lại vẫn trong thư tịch rút ra một quyển, trở về hảo hảo đọc đọc. Ngươi đối với kiếm thuật ngộ tính không kém, lại có vị tiền bối kia cho ngươi mượn chi thủ diễn biến kiếm cầu vòng kiếm tiên chi thuật, nếu như như vậy vẫn không thể đủ đem ngươi nhược thủy kiếm pháp tu luyện đến huyển linh trình tự. Như vậy tự trở về đêm này bản kiếm kinh sau một ngàn khắp A. Đón lấy. Lưu Khải lại đối với Phục Minh cuối người chào nói, sư thúc, đệ tử vượt qua. Không sao, tiểu tử này cũng tự cần ngươi loại người tài giỏi này có thể đè ép hắn. Phục Minh lặng lặng đẳng Lưu Khải răng dậy Khương Nguyên Thần, Lúc này mới tiếp lời, ngươi tuyển hộ pháp thiên long này môn thần thông. Có thể cần tầm cái gì tiên thiên nguyên khí làm thần thông hạt giống. Này điểm đệ tử sớm có chuẩn bị. Khương Nguyên thần kính cẩn đạo, sau đó lại mang tới vài bản về hoa sen đạo thuật thần thông điển tịch, đệ tử muốn cùng nhau mượn đọc. A, à, là vì ngươi thiên liên bảo lục. Phục Minh đối với Khương Nguyên thần tự nghĩ ra cái gì kia Tam Liên Kinh cũng có nghe thấy lực lực nhìn xem Khương Nguyên thần lựa chọn bộ bộ sinh liên đẳng đạo thuật bí pháp, ngược lại lại giúp hắn mang tới hơn 10 bản đạo pháp điển tịch, thuật vi mạc, đạo làm gốc, ngươi đã muốn cân nhắc phong phú ngươi thiên liên bảo lục. Như vậy không đơn giản muốn xem bí thuật đạo pháp, cũng cần đem những này lý luận từng cái nghiên cứu nghiên cứu. Nhìn nhìn lại một bên lưu khải, Phục Minh lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu, đương nhiên, mọi chuyện dùng đạo làm gốc, không thể hoang phế ngươi đứng đắn tu hành, khi kiếm thuật nên luyện cũng muốn luyện tập, Đệ Tử hiểu được Đã thành, nếu không có chuyện thì ngươi đi xuống trước đi Phục Minh ngồi trở lại ghế nằm Xua đuổi Khương Nguyên Thần rời đi Khương Nguyên Thần ôm một sấp tử thư tịch thu vào túi càng khôn Bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện Trưởng lão, ngài lúc trước có từng gặp được tình kiếp Không biết kiếp nạn này còn có ứng đối phương pháp Tình kiếp Phục Minh cùng Lưu Khải đang xem Lưu Khải trả trở về những sách kia, khoái kiếm thập tam loại xuất kiếm pháp, chư kiếm đạo sinh khắc ưu khuyết luận, kim linh đạo thái bạch căn bản kiếm điển, các loại. Đương hai người nghe Khương Nguyên Thần đích lời sau ào ào quay đầu qua dò xét Khương Nguyên Thần, ngươi nhập kiếp. Tình. Kiếp, tình kiếp, không đơn thuần là tình, càng quan trọng là đằng sau cái kia kiếp tự, này nói rõ Khương Nguyên Thần một đạo kiếp số tất nhiên là do tình mà sinh. Là tình tiên ngăn đạo. Khương Nguyên thần đại khái đem tình huống của mình nói nói, hai vị trưởng bối lẫn nhau nhìn xem, Lưu Khải nói, tình kiếp cũng không cái gì quá không được, ngươi định rồi bản tâm ta chấp, đạo tâm linh đài thanh minh sau cũng không cần lo lắng cái gì kiếp số. Ngươi cho rằng đều với ngươi dường như. Phục Minh cười mắng một câu, sau đó đối với Khương Nguyên thần nói, ngươi gia lưu sư thúc lúc trước độ tình kiếp. Sinh sinh khám phá tình kiếp một bước bước ra kiếp số, như thế hạng người nghìn bên trong không một. Kỳ trưởng lão có gì biện pháp?" Thương Nguyên thần liền hỏi. "Có a." À? Phục Minh cười tủm tỉm nói, "Đem ngươi tự thân pháp thể biến chất, đem pháp thân hóa thành ta bộ dáng như vậy sau kia tình kiếp uy lực tự nhiên suy yếu." Không ngừng, lại nói, "Căn cứ ta nói câu đối hai bên cánh cửa nhân thể tự thân nghiên cứu, giữa nam nữ âm dương tương tích, tối tâm bên trong tự hữu tình tố sinh thành." Nhưng dựa theo nhân thể sinh trưởng mà nói, tại tuổi già sau loại này tình cảm sẽ dần dần trở thành nhà chúng ta đem người tộc cùng chủng tộc khác đối lập sau biết được loại này tình cảm cùng sinh linh sinh sôi nảy nở có quan hệ tại thanh niên tráng niên thời điểm loại này âm dương tình cảm nếu so với tuổi già sau phải mạnh mẽ này là nhân thể bản năng là đối với người khác phái khao khác bất quá tại kim đăng sau chúng ta có thể dần dần khống chế thân thể cũng liền là bảo trì bản ngã nhưng nếu là làm không được liền đem chính mình diện một cả già yếu là được. Một mặt có thể chậm lại tự thân tình cảm sinh thành. Mà mặt khác cũng có thể giảm bớt người theo đuổi. Hời hợt tuy nói đều là ngoại vật, nhưng này chút nữ tu phần lớn nhìn không thấu, kể từ đó tình ti cũng tự chặt đứt. Khương Nguyên thần nhìn xem của mình tiểu thân thể, nở nụ cười khổ. Nếu như hắn có thể khống chế trưởng thành của mình, thì như thế nào sẽ một mực bảo trì chính mình hôm nay bộ dáng? Xem ra, đệ tử vẫn là chuyên tâm tĩnh tâm dưỡng khí dĩ cầu có thể phá tình kiếp a này thật cũng không dùng có một người có lẽ có thể giúp ngươi phục minh cười cho khương nguyên thần chỉ một con đường lan chỉ bà bà hôm nay thái hư đạo tông nữ tu tu vi cao nhất đích nhân tình kiếp ngươi cũng đụng phải tình kiếp một nha đầu vừa mới đến tìm ta qua nói là nàng cảm giác tự thân tình ti dị động tự hồ kiếp số muốn tới lan chỉ ánh mắt dò xét khương nguyên thần tự hồ tại cân nhắc này hai kiện sự quan hệ một sư muội vị ấy một sư muội ngươi huyền nguyệt sư muội lan chỉ hừ một tiếng thối tiểu tử ngươi kia kiếp số không phải liên lụy thanh y nha đầu a bà bà minh giám thương nguyên thần liên tục cười khổ cũng không phải là sao hơn nữa một hơi liên lụy vài vị đồng môn sư muội phục minh nhượng ngươi tìm đến ta kia bà bà dư thừa đích lời không nói nhiều Tiểu hàng sơn kia nhân lai lịch thân phận ngươi phải biết. Nàng liền là tình kiếp gây khó dễ kết cục. Tình kiếp, sở dĩ xưng là kiếp số, bởi vì tình kiếp nếu không chết nhân quả thực thì không thể đủ xem như tình kiếp. Cùng bình thường song tu đạo lữ, hoặc là tình yêu bất đồng, chỉ cần là nhiễm tình kiếp nhất định gặp chuyện không may, Lan chỉ không giáo khương nguyên thần cái gì độ kiếp biện pháp, mà là đem từ ngàn năm nay những kia độ tình kiếp các tu sĩ chuyện xưa từng cái giảng thuật những khương nguyên thần chính mình phán đoán tình kiếp khương nguyên thần loại này tình ti nhập thần cũng là hiếm thấy chủ yếu là khương nguyên thần chính mình lập xuống đạo nói nói cái gì sẽ không động tâm sau đó lại đi đụng nhân duyên thần đạo kết quả bị mệnh số liên lụy muốn đi tình ti nhân thế đi một lần chỉ cần hắn lông tóc không tổn hao gì đi tới như vậy kiếp số tự nhiên qua nếu như đi không ra cũng chỉ có thể đi tìm chết vừa chết nhưng là những người khác tình kiếp cũng không phải như vậy thường thấy nhất tình kiếp là ma đạo chi kiếp, cũng liền là ngô ngọc hàm kia loại kiếp số. Bởi vì thiên kiến bè phái mà không thể đi cùng một chỗ đích nhân tuyệt đối không phải ngô ngọc hàm này một đôi. Lịch đại đến nay, mỗi trăm năm tổng có như vậy vài đối với số khổ uyên ương. Thậm chí Khương Nguyên Thần nếu như tình kiếp đối tượng là mộ dung uyển như sau, hai người bọn họ cũng sẽ bởi vì thần tiên trận doanh bất đồng mà thụ đến kiếp số liên lụy, ngày sau tất nhiên là tiên thần chi tranh nhất tề thân vẫn kết cục lại có, liền là tình niệm nhiễu loạn tâm trí. Khiến cho tự thân tẩu hỏa nhập ma, mà coi như là có nhân dùng song tu đạo lữ phương pháp vượt qua tình kiếp, suy nghĩ hiểu rõ, nhưng kiếp nạn này mấy chưa hẳn tiêu tán cũng chỉ là đè xuống, sau đó tại nguyên thần kiếp số thời điểm liên lụy đến trên người của ngươi. Suy cho cùng song tu đạo lữ có một cái vấn đề thật lớn đó là kiếp số chia sẻ, đến lúc đó nguyên thần kiếp số đồng thời đối với hai người đến, một cái nhân độ bất quá cũng muốn dắt một người khác cùng chết coi như là một người may mắn vượt qua, cũng sẽ bởi vì song tu đạo lữ thân tử mà khiến cho chính mình không biết không trước Ngọc Hằng đại đạo quân, vị này lập xuống tam tai cửu nạn ngăn trở chúng sinh, dùng nhấp nhô tiên lộ sóng cùng đào xa, khi kiếp số cũng không phải dễ dàng vượt qua, không phải nói. Một đạo kiếp số vượt qua đi tự cũng không tái xuất hiện. Ngẫm lại Khương Nguyên thần ôn độc khó khăn, vốn đã vượt qua đi, nhưng tại kim đang kiếp số thời điểm một lần nữa liên lụy, làm cho Khương Nguyên thần bị mất của mình pháp thân mới xem như đạo tâm viên mãn, tình kiếp cũng là như thế. Nếu như thuận theo bản tâm làm xong tu đạo lữ là có thể độ kiếp, tình kiếp cũng sẽ không khiến nhân như vậy sợ hãi. Này chỉ là trị phần ngọn, tại nguyên thần kiếp số thời điểm nhất định sẽ lại lần nữa bộc phát, hơn nữa mượn nhờ song tu đạo lữ ở giữa thân mật liên lạc làm cho cực khổ chết ngươi. Khương Nguyên thần bị lan chỉ bà bà hung hăng khuyên bảo một phen, nhất định phải chặt đứt tình niệm sau lại để cho hắn đi tìm ngụy hồng hỏi thăm độ kiếp phương pháp ngụy hồng so về những kia đồng môn muốn lương tâm nhiều hơn bất quá hắn cùng lưu khải không hổ là nhất mạch truyền thừa vung cho khương nguyên thần nhất quyển đạo kinh cùng một thiên tĩnh tâm pháp môn nhượng hắn trở về chậm rãi nuôi lòng yên tĩnh khí sau đó tào trưởng lão tôn khang tư không trường minh mỗi một vị trưởng bối đều có cái nhìn của mình thậm chí tĩnh nguyên chân nhân nói cho hắn biết một môn kiếm trảm tình ti chi thuật cuối cùng lại để cho Khương Nguyên Thần đi tuân dương. Nên nói cho ngươi bọn họ nói tất cả, bần đạo cũng không có gì có thể chỉ điểm ngươi. Tuân dương khẽ vẫy hoa sen phất trần, suy nghĩ, tình kiếp A. Sẽ không phải là Ngọc Trâm sẽ đưa tới ngươi kiếp số. Khi tịnh châu ngươi đừng đi, đừng đưa tới ngươi kiếp số. Hàng Nguyệt cung chỉ tên Khương Nguyên Thần, này nói rõ liền là không có hảo ý A. Khương Nguyên Thần cảm thấy ngẫm lại, nói, đệ tử có một việc không rõ, Vừa mới lan chỉ bà bà cho mình giảng đoạn ngọc kiếm chuyện xưa Đệ tử có chút không hiểu Chưởng môn có thể hay không cùng đệ tử lại giảng một chút kia 700 năm trước đoạn ngọc kiếm chuyện xưa Đoạn Ngọc kiếm chuyện xưa Chỉ đúng là đạo môn một vị nữ tu cùng một vị ma tu ở giữa tình cảm lưu luyến Cuối cùng song song tự vận tự tử Đoạn ngọc Đoạn ngọc Khi nữ tu cầm trong tay đoạn ngọc kiếm Tại vừa bắt đầu tự chú định rồi nàng cùng ngọc hà công tử ở giữa tình cảm lưu luyến kết quả Cuối cùng Ngọc Hà công tử dùng đoạn ngọc kiếm tự vận, thật ứng với tự thân kiếp số. Ma đạo chi luyến vô cùng hại người, nhất là chính giữa vị kia bá linh cư sĩ xui xẻo nhất. Khương Nguyên thần hình như có chỗ chỉ một tiếng thở dài khí, lập tức đưa tới tuân dương lòng nghi ngờ, cẩn thận cân nhắc một phen bá linh cư sĩ, tại kia nữ tu sư tôn biết được bản thân đệ tử cùng ma tu tình cảm lưu luyến sau, tận lực giật dây bá linh cư sĩ, nhưng hắn cưới vị kia nữ tu cũng liền là đoạn ngọc kiếm chủ, cuối cùng bị ma tu ngọc hà công tử tại sông tu đại điển trong ngày hôm ấy náo loạn một cái đầy bụi đất từ nay về sau không bao lâu tự tâm ma bột phát mà chết hôm nay thấy khương nguyên thần tận lực chuyển ra tới đây cái ví dụ tuân dương suy nghĩ cẩn thận cái gì thì ra là thế hàn nguyệt cung là có ý nghĩ này sao đó sắc mặt giận dữ tay áo khẽ vẫy đối với khương nguyên thần nói ngươi yên tâm chuyện này bổn tọa tự sẽ vì ngươi làm chủ ta thái hư đạo tông còn không có thấp hèn đến cái kia phân thượng nhượng nhân tùy tiện tính toán. Khương Nguyên thần khó mà nói Minh Ngô Ngọc Hàm cùng kia ma tu chuyện tình, bởi vì lúc trước hắn đã từng hứa hẹn không nói cho người khác. Nhưng là hôm nay chỉ là nói một câu đoạn Ngọc kiếm chuyện xưa tự nhiên không sao, Tuân Dương nghĩ như thế nào cùng Khương Nguyên thần có quan hệ sao? Suy cho cùng không có chỉ mặt gọi tên, không phải sao, Tuân Dương tức giận sau, quanh thân linh cơ không ngừng hiện lên, sau đó hắn dẹp loạn xuống, cũng được. Ngươi đã là tình kiếp bột phát, như vậy vừa vặn theo ta đi thấy một người A, à, có lẽ hắn có cái gì biện pháp tốt. Nói, hai người chỗ mà lập tức từ Đại Thuần Dương Cung dời đi đến Thanh Dương Hồ Bờ, Thanh Dương Hồ phía dưới kia nhân. Khương Nguyên thần kinh ngạc, kia nhân không phải thiên tuyệt tông vị kia người sáng lập sao. Tuần sư ý tứ sẽ không phải là, đợi tí nữa trở ra, bất kể kia người làm sao đối với ngươi nhục mạ đều không nên động thủ. Lúc trước cổ sư bức bách hắn phát xuống lời thề hắn tuyệt đối không thể đối với Thái Hư đạo tông đệ tử ra tay, ngoại trừ tự bảo vệ mình phản kích. Nhà. Khương Nguyên thần đồng ý, xem mặt nước phân ra một đạo thủy ngọc đài giai, cùng sau lưng Tuân Dương nhắm mắt theo đuôi đi tới thủy lao. Thái Hư đạo tông lao tù có tam loại, băng lao, thủy lao cùng với nhà tù tâm tối, đều là Thái Hư đạo tông giam giữ những kia đối đầu cùng với mỗi một vị đệ tử nhốt yêu linh ma tu có chút không tiện ra tay đích nhân đều bị đặt ở tam trong lao mà tam trong lao thủy lao là cao cấp nhất này là khương nguyên thần tại trở thành kim đan sau mới dần dần minh bạch đồ vật nhà tù tâm tối đích lời mỗi một vị đệ tử ra ngoài bắt yêu ma sau đều đầu nhập hắc ngục mà băng lao tại tiểu hàng phía dưới núi băng phong rất nhiều tu sĩ còn về thủy trong lao áp tam vị chân nhân cấp bậc cường giả bị toàn bộ linh châu địa mạch phong ấn trấn áp thủy ngọc cuối bậc thang có ba đạo phân nhánh khẩu ba đạo phân nhánh trên miệng mặt tất cả có chỗ thư. Trong đó một đạo phía trên có Ngọc Hằng Triện Văn viết, Thiên Tuyệt Tử, tên Tuân Dương mang theo Khương Nguyên Thần tiến vào kia một cái lối đi, tại nơi cuối cùng lại có một cái cửa gỗ nhỏ, đẩy ra sau, bên trong là một chỗ tịnh thất, bốn phía có thập khỏa dạ minh châu chiếu rọi ánh sáng. Một vị Tuấn Mỹ Nam tử lẳng lặng ngồi ở tịnh thất trên giường đá đọc đạo kinh. Không hổ là Thái Thượng Đạo Tông đắc ý môn nhân. Quả nhiên là đạo khí tràn đầy. Thương Nguyên Thần âm thầm khen. Vị này thiên tuyệt tử là năm đó Thái Thượng Đạo Tông Môn Nhân, về sau từ Thái Thượng Vong Tình Chi Đạo bên trong diễn sinh đi ra diệt tình tuyệt yêu chi đạo, dùng lực lượng một người tàn sát toàn bộ Thái Thượng Đạo Tông. Cuối cùng rất nhiều tiên môn nhất tề động thủ, tử dương chân nhân đưa hắn trấn áp tại Thanh Dương Hồ phía dưới, còn về thiên tuyệt tông, là thiên tuyệt tử đạo thống truyền thừa không giả, nhưng là hắn tọa hạ một kiện biến hóa linh khí chỗ truyền thừa ma tông thiên tuyệt tông coi trọng đoạn tình diệt yêu sở dĩ bên kia đối với thiên tuyệt tử không chịu buông tha cho chủ yếu là công pháp của bọn hắn có vấn đề tăng thêm cái kia trung thành và tận tâm linh khí nguyên linh đốc xúc vô trần đạo người mới sẽ nghĩ biện pháp cứu người đối với kia kiện linh khí thất tình cầm mà nói toàn bộ thiên tuyệt tông bất quá liền là nó dùng để cứu người quân cờ thôi mỗi một vị đệ tử tại nhập môn thời điểm đều bị nó dùng tình ti ràng buộc đoạn tuyệt những người này phản bội khả năng Bằng không y theo những này ma tu bản tính, cái này tôn trọng khi sư diệt tổ môn phái như thế nào sẽ thật yên lặng duy trì liên tục thời gian dài như vậy còn trở thành ma đạo vài đại phái một trong, hết thảy đều là thiên tuyệt tử năm đó cùng Tử Dương chân nhân một cái đổ ước thôi, Tử Dương chân nhân tầm thái thượng đạo tông không ít truyền thừa. Tối tâm bên trong tiếp được nhân quả, cho nên cần tru sát thiên tuyệt tử trả nhân quả. Nhưng là chỉ là giết người quá không có kỹ thuật hàm lượng, Tử Dương chân nhân ý tứ là triệt để phá thiên tuyệt tử đạo pháp. Vì vậy hai người lập xuống ước định, thiên tuyệt tử không phải cho rằng muốn cầu đạo nhất định phải đoạn tình tuyệt yêu sao. Như vậy tử dương chân nhân liền nói, nhiều loại tình duyên cũng tu đạo động lực, có nhân không cần chặt đứt tình niệm cũng có thể tu hành đến cực điểm cao cảnh giới. Diệt tình chi đạo, cực tình chi đạo, mà bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh đồng dạng cũng là nói, lúc trước thiên tuyệt tử bị đặt ở thanh dương hồ, hai người định ra ước định, thiên tuyệt tử trong hồ tự tù 1.500 năm, Thái hư đạo tông tầm 10 vị đệ tử làm thí luyện lịch kiếp. Nếu thái hư đạo tông thắng, như vậy thiên tuyệt tử liền muốn tự tuyệt tại chỗ. Thiên tuyệt tử đạo tâm vừa vỡ, bị người phá hắn con đường muốn bất tử cũng khó, mà thiên tuyệt tử cũng mệnh của mình kia kiện thiếp thân linh khí mở thiên tuyệt tông nhất mạch, nếu như tại 1.500 năm bên trong được người cứu đi. Như vậy cái này đổ ước cũng không tính là hắn thắng được, nhưng tử dương chân nhân tại các nơi bố trí nhiễu loạn thiên tuyệt tông tầm mắt, tìm hơn một ngàn thâm niên gian mới rốt cuộc xác định thiên tuyệt tử bị đặt ở thanh dương hồ phía dưới còn về cứu viện vậy lại là khác một cái kế hoạch xem này đệ tử hẳn chính là thái hư đạo tông cửu đại đệ tử a tuấn mỹ nam tử vẻn vẹn mặc áo đơn một căn ngọc trâm bó đạo kế lười nhác nhìn xem khương nguyên thần nói không sai tiền bối người này chính là ta thái hư đạo tông tuyển định thứ sáu nhân y theo ước định dùng hết năm đó đổ ước nhà Tiểu tử này liền là trước đó không lâu Linh Hư tới nói cái kia vì cha mẹ buông tha chính mình pháp thân đồ ngu. Thiên tuyệt tử thay đổi tư thế. Mở miệng đối với Khương Nguyên thần lúc trước cách làm một trận chửi rủa nơi nào còn có một chút đắc đạo cao nhân bộ dáng Khương Nguyên thần có tuân dương khuyên bảo, sắc mặt không thay đổi, nghe thiên tuyệt tử ác nói. Những kia ác nói ác ngữ tổng kết lại cũng liền là một câu, vì nhiều loại tình cảm mà cản trở tự thân con đường, quả thực là thiên hạ đệ nhất gỗ mục mắng nửa ngày, xem Khương Nguyên thần sắc mặt không thay đổi sao. Thiên tuyệt tử biến thành đã tọa tư thế, nói, như vậy dựa theo ta cùng tử dương đổ ước, các ngươi là lựa chọn nhượng hắn làm đạo loại tiếp nhận của ta bộ phận lực lượng, hãy để cho hắn nghe ta một lần diễn giải, lại hoặc là nhượng hắn tu hành đến ta này một loại độ cao. Làm sao ngươi xem? Tuân Dương hỏi thăm Khương Nguyên thần ý kiến của mình. Vừa bắt đầu tử dương chân nhân chỉ là muốn phá thiên tuyệt tử đạo, tìm một người thực chất đi ra khác nhất điều đạo, để chứng minh thiên tuyệt tử năm đó đường đi sai rồi về sau thiên tuyệt tử cùng thái hư đạo tông hoàn thành đổ ước thời điểm cũng có đủ loại đa dạng tỉ như từ hắn bên này học một đạo công pháp hoặc là nghe một lần diễn giải nếu không nữa thì nhượng hắn đem một khỏa đạo các loại phía dưới gieo xuống thiên tuyệt tử đạo loại trong lúc vô hình phải chịu đến vị này đại đạo ảnh hưởng cũng sẽ là chậm rãi đi đến tuyệt tình diệt tình đường đi tuy sẽ tu vi tiến nhanh nhưng cuối cùng cũng bất quá là thiên tuyệt tử cái khác phiên bản thôi, đương nhiên, kể từ đó có thiên tuyệt tử hỗ trợ. Khi tình kiếp tự nhiên nhiều hơn vài phần nắm chắc, nhưng là Khương Nguyên thần ngẫm lại, chính mình bóp diệt ý nghĩ này, mượn nhờ tay người khác đến phá kiếp, này pháp vì hắn chỗ không lấy, Khương Nguyên thần chính mình xuất ra một cái bồ đoàn, đệ tử tạm nghe một chút tiền bối đạo pháp A. Nghe. Đạo, tuy cũng có khả năng bị thiên tuyệt tử lý niệm ảnh hưởng, nhưng tổng so với bị gieo xuống diệt tình đạo loại mạnh hơn tuân dương xem khương nguyên thần lựa chọn sau âm thầm gật đầu đứng ở một bên cho khương nguyên thần hộ pháp thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi Xô cẩu đương khương nguyên thần ngồi sau thiên tuyệt tử đi lên liền là một câu đánh sâu vào khương nguyên thần đạo tâm ma đạo chi tranh hạch tâm lý niệm một trong tại sao vi nói tại sao vi ma xét đến cùng cũng liền là lý niệm chi tranh thôi chúng sinh cầu đạo bất quá là thiên nhân quy nhất. Nhân chi đạo, thất tình lục dục chi hóa tại sao cầu được thiên đạo? Bỗng nhiên, một cái nghi vấn xuất hiện ở Khương Nguyên Thần trong lòng, sau đó liền diễn biến thiên nhân hợp nhất chi đạo. Bởi vì tu sĩ thất tình lục dục không cần thiết, cho nên bị thiên đạo cắn trả mà chết đủ loại tràn cảnh. Chúng ta bên trong nhân, tự nhiên noi theo thiên đạo vô tình. Dùng vô tình chi niệm lại vừa hợp thiên đạo. Không đợi Khương Nguyên Thần thanh lý tâm thần, lập tức một đạo lý niệm khắc sâu vào trong lòng, nói rất hay có đạo lý, Khương Nguyên Thần một điểm cơ hội phản bác cũng không có. Ô, Khương Nguyên Thần chỉ là nghe một hồi, cũng cảm giác ngực bị đè nén. Hoàn toàn cùng hắn tu hành bất đồng lý niệm bắt đầu cùng hắn lẫn nhau xung đột, một bên tuân dương cao chặt lông mày, tự hồ tại tùy thời chuẩn bị cứu người. Thiên trường địa cửu nhật nguyệt vĩnh minh, chúng sinh hướng sinh tịch vong. Giải thích thế nào? Không đợi Khương Nguyên Thần điều tức tự thân, Thiên tuyệt tử không ngừng cố gắng nói, Khương Nguyên Thần trong lòng nghi hoặc dần dần lên, còn không đợi chính hắn giải đáp. Thiên tuyệt tử tự thuận thế chính mình giải thích nói, thiên đạo vô tình cho nên trường tồn, chúng sinh hữu tình cho nên theo tình dục sinh diệt. Là Cố, trường sinh chi đạo chính là vô tình chi đạo. Hoa Khương Nguyên Thần một nguồn máu tươi nhổ ra, trong cơ thể khí huyết sôi trào, Tuân Dương lập tức muốn tới cứu người, liên tục khoát tay, Khương Nguyên Thần ý bảo chính mình vô sự, một lần nữa ngồi xong nghe thiên tuyệt tử lý niệm Thiên Nếu có tình thiên cũng lão Nhật nếu không tư nhật vĩnh diệu Chúng ta tu đạo hạng người Giữ lại những kia thất tình lục dục làm chi Thiên tuyệt tử đem của mình Lý niệm thật lớn một trận tuyên dương sau Lại bắt đầu giảng giải của mình đạo pháp Vô tình tâm Lục dục trưởng, thất tình chỉ Còn có đạo tâm lô đỉnh chi thuật Không chút thách khí giảng một thứ đại khái Vừa bắt đầu khương nguyên thần vẫn có chút khó chịu nhưng nghe một hồi sau ngược lại tâm tình bình tĩnh trở lại, không trên một tiếng bộ dạng phục tùng rũ xuống nhãn không lại có chỗ động tĩnh, tuân dương cảm thấy quýnh lên. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng khó có thể khiên qua thiên tuyệt tử loại này ngôn luận bị mê hoặc, mà thiên tuyệt tử cảm thấy cười thầm, những này thái hư đạo tông đệ tử cả đám đều có của mình lý niệm, muốn mê hoặc bọn họ rất khó. Chỉ có thể mượn những kia công pháp dẫn tới bọn họ hứng thú, nhưng chính bọn nó từ từ suy nghĩ công pháp, hơn nữa đi đến vô tình trên đường xin hỏi chân nhân thái thượng ý gì vong tình ý gì khương nguyên thần đợi một hồi rốt cuộc tìm một cái cơ hội đem thiên tuyệt tử đích lời cắt đứt thái thượng vong tình này là thái thượng đạo tông lý niệm bọn họ cho rằng tình có chưa đợi dưới nhất giả vi tình bài bố mà mất đi đạo tâm phía dưới giả theo tình mà động khó cầm bản ngã mà trong người minh bản tâm thanh trừng hoặc có lòng hải ba động nhưng có thể theo đó dẹp loạn còn về phía trên giả chính là vong tình chi đạo cũng không vô tình chính là cực tình mà vong là nhiều loại tình cảm khó nhiễu bản tâm khương nguyên thần nghe nửa ngày thiên tuyệt tử đích lời sau linh thức chìm vào mộng giới chậm rãi thôi diễn cuối cùng từ những lời kia bên trong tìm ra một chút thái thượng đạo tông lý niệm dấu vết tiến hành phản kích thiên tuyệt tử cùng về sau những ngày này tuyệt tông tu sĩ vẫn bất đồng thiên tuyệt tử lúc trước tuy tuyên bố đọa nhập ma đạo nhưng cùng ma đạo những môn phái kia cũng không có thông đồng làm bậy chỉ cần nhìn hắn chung quanh đạo khí trường tồn tự minh bạch vị này đạo nhân vẫn là đạo môn huyền công con đường chỉ là vô tình chi lý niệm cùng đạo môn bất đồng từ đó đi tới một đạo dị đoan phương pháp thôi khi sư diệt tổ chi nhân đoạn khó bị đạo môn chưa đồng đạo tán thành cho nên xưng là ma nhưng là mặc kệ như thế nào thiên tuyệt tử trên người có thái thượng đạo tông khó có thể phai mờ ấn ký mặc dù là giảng giải những kia đạo pháp lý niệm cũng có được vong tình dấu vết nói trắng ra là hắn liền là từ thái thượng vong tình cái này lý niệm trúng kiếm đi nét bút nghiêng, đem tình niệm triệt để trảm lại, lại lĩnh ngộ ra một môn ma đạo tan vỡ công quả tương tự trảm tình chi đạo. Mỗi đoạn đi một đạo tình tư có thể khiến cho tự thân tu vi càng tiến một bước, Khương Nguyên thần tay phải ngón trỏ duỗi ra, nhất điểm hồng quang tại đầu ngón tay hiển hiện, từng sợi tình niệm quấn quanh trên nó. Thất tình chỉ. Thiên Tuyệt Tử trong mắt tinh quang chợt lóe, không đúng, này là diệt tình chỉ. Lục. Dục thất tình, này là thái thượng đạo tông năm đó lưu lại công pháp. Dùng thái thượng ngồi vong tâm trưởng nhiều loại tình ti dục. Vọng làm pháp lực. Như thế, lại có lục dục hủy thân, thất tình diệt thần thuyết pháp, lục dục thất tình tại kim đan sau sẽ có hai đạo chi nhánh, diệt tình chỉ liền là thất tình chi đạo một loại làm. Là dùng điều khiển diệt đi tình niệm, thậm chí đánh nát đối phương âm thần diệt thần tán phách đại sát chiêu này pháp môn đối với trước mắt lâm vào tình kiếp khương nguyên thần vừa vặn hữu dụng thiên tuyệt tử xem khương nguyên thần lĩnh ngộ ra một chút gia lông đạo thuật sau tâm niệm vừa động cười nói cũng được nghe ta một lần diễn giải coi như là ngươi hợp cách kế tiếp tạm nhượng chúng ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có thể hay không thoát khỏi này vô tình chi đạo ảnh hưởng a diệt tình chỉ diệt đi tình niệm trong lúc vô hình cũng là đối với vô tình chi đạo một loại biểu hiện ra đương nhiên đồng dạng cũng có thể nói là vong tình chi đạo cụ thể như thế nào đi còn muốn xem khương nguyên thần ngày sau con đường đạo cơ diễn đạo quả đạo luân hóa đạo quan đối đãi ngươi huyền quan cảnh sau lại tới một lần chúng ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là định rồi vong tình chi lộ mà là bổn tọa vô tình chi đạo nói xong thiên tuyệt tử nhắm mắt lại lại không để ý tới tuân dương hai người tuân dương đối với khương nguyên thần gật gật đầu mang theo hắn quay về đại thuần dương cung nói nhanh lên ngươi tìm hiểu này môn diệt tình điều khiển tuân dương cẩn thận đạo sợ trong chuyện này còn có thiên tuyệt tử lưu lại dấu tay khương nguyên thần ngẫm lại ngón trỏ duỗi ra phía trên tam sợi hồng sắc sợi tơ chấn động từng đạo linh triện từ ngón tay khiêu dược tổ hợp mà thành một mảnh công pháp tuân dương xem qua sau thôi diễn một lần vuốt cầm nói này pháp môn là dùng tự thân tình niệm làm dẫn dắt thậm chí có thanh tịnh tạp niệm công hiệu đối với ngươi trước mắt có trọng dụng hơn nữa tự hồ đích thực có thái thượng đạo tông bóng dáng ngươi từ thiên tuyệt tử bên này được thái thượng đạo tông này môn thất tình tán hồn chỉ cũng có thể là có ngươi tu luyện vọng nguyệt kinh quan hệ vọng nguyệt kinh bên trong kia đạo tán hồn châm cùng với toái tâm chỉ cùng thất tình tam hồn điều khiển có chút tương tự địa phương như thế khương nguyên thần mới có thể loại suy ngươi đi về trước đi hảo hảo bế quan tìm hiểu thoáng cái thần thông bí thuật hàng nguyệt cung bên này giao cho chúng ta trưởng bối ứng đối tượng được muốn nhượng nhà của ta đệ tử thay bọn ngươi che đậy loại này bàn tính nghĩ cũng không muốn nghĩ không đơn thuần là khương nguyên thần liền là mấy vị khác đệ tử thái hư đạo tông cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho khương nguyên thần đồng ý chính mình trở về thuần dương đạo cung không bao lâu lâm tử hiên đưa tới cửu đại đệ tử ngọc điệp kim sách nhượng khương nguyên thần tạm thời chấp chưởng bởi vì lâm tử hiên tự mình mang theo vài vị đồng môn đi ứng cái kia ngọc trâm biết trong cửa việc đều có dương lăng sư huynh phụ trách khương nguyên thần tâm nhãn vừa chuyển đưa tới hồng lăng ngươi tạm quan sát môn bên trong mọi việc nếu dương lăng sư huynh xử trí có chỗ không hợp cấp bậc lễ nghĩa môn quy liền tới cáo ta vâng thiếp thân hiểu được đón lấy khương nguyên thần lại an bài thoáng cái đằng sau mọi việc câu thông thoáng cái bắc địa long uyên hồ tình huống chậm tiến nhập trong khi nửa năm bế quan thần thông bí thuật Cửa kia hộ pháp Thiên Long chú là Thái hư tử Dương Kim Chương tại Kim Đan sau ít có chú pháp hình thần thông, này đạo thần thông căn bản chính là một con rồng chú. Khương Nguyên thần khẩu tụng chú ngữ. Chú ngữ có 49 âm, không lưu lát cuốn khẩu, hơn nữa này âm đều là đạo âm, Khương Nguyên thần cũng muốn cẩn cẩn giật giật niệm tụng luyện tập, không dám vận dụng pháp lực của mình thẳng đến quen thuộc sau, Khương Nguyên thần vừa mới điều khiển pháp lực niệm tụng Long chú. Một con rồng ảnh đột nhiên từ trước mắt hiện lên, tiếp theo Khương Nguyên thần tâm giới bên trong nổi phát hiện mình hộ pháp Thiên Long Tương. Thiên Long Tương, mỗi một vị tu sĩ Thiên Long Tương đều hoàn toàn bất đồng, giao long, cầu long, ly long, ứng long các loại chi nhánh. Khương Nguyên thần thức hải nê hoàng cung xuất hiện này long ảnh, đầu có sông giác, toàn thân tử sắc, tất nhiên là cầu long giống như, chỉ là thân dưới tứ trảo mơ hồ bất định, không được hoàng mỹ, thần niệm nhất định, cái kia long ảnh bỗng nhiên tự nê hoàng cung phía dưới qua 12 trọng lâu, lại qua ngũ tạng kim khuyết, cuối cùng rơi vào khí hải bên trong cùng kim đang mặt ngoài kia đạo tiên thiên mờ mịt tử khí dung hợp khương nguyên thần trong cơ thể một tiếng long ngâm chấn động chấn khương nguyên thần cơ thể không ngừng run rẩy khương nguyên thần sau lưng ngủ tạng huyền tinh phủ tự động bay ra trấn trụ trong cơ thể bạo loạn một cổ phía trên nghịch cảm giác hiện lên khương nguyên thần không tự giác phun ra một đạo tiên thiên tử khí tử khí bên trong ẩn hiện long ảnh đúng là thiên long hạt giống luyện thành tiêu chí như thế có hỗn động hồng lô tử hà bảo y Hộ pháp Thiên Long, Thái hư ảo cảnh tứ môn đại thần thông hộ thân, cũng có thể đủ tự bảo vệ mình. Khương Nguyên thần cảm thấy thầm nghĩ, ánh mắt rơi ở một bên kia bản kiếm kinh phía trên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, khóe miệng co lại, do dự thoáng cái, hắn tiện tay cầm ra bản thân bắt được những kia hoa sen bí thuật chuẩn bị tràn ngập của mình, Thái hư thiên liên bảo lục hoa sen, này là đạo môn thường dùng nhất một loại biểu tượng đủ loại đạo thuật thần thông chú pháp thủ ấn đều có hoa sen dấu vết khương nguyên thần chủng liên chi thuật cùng với bộ bộ sinh liên thuật đều là như thế khi bộ bộ sinh liên được xưng là thiên nhân thông giảng dị bản trước mắt khương nguyên thần chỉ là dùng pháp lực ngưng tụ hai đoá liên hoa đặt đặt chân phía dưới ngày sau tu vi cao thâm lúc có thể hoàn thành cái gọi là hư không dạo bước hoa sen tự khai vô thượng cảnh giới đây là thiên thần thiên tiên môn tự mang thần thông là một loại thiên nhân cảm ứng, còn về chủng liên chi thuật cũng là đạo môn thường thấy nhất thủ đoạn một trong. Nếu đến cao thâm cảnh giới cũng có thể hóa thành một đóa chân chính hoa sen đi ra, này là tạo hóa thủ đoạn, ngoài ra còn có liên hoa ấn, huyền hỏa liên hoa châu các loại thủ đoạn. Khương Nguyên thần nghiên cứu những này hoa sen bí thuật cùng lý luận, mượn nhờ hà đồ thôi diễn chi lực phản bản quy nguyên cũng làm cho hắn trong ba tháng. Có chỗ nhỏ đến ba tháng sau, Khương Nguyên thần ngồi ở tỉnh thất, phía sau hắn một đóa thất thải hoa sen nở rộ. Ba tầng cánh sen bao lấy trung tâm đài sen, kia đài sen bên trong lại có thất hỏa hạt sen không ngừng chấn động, viên thứ nhất màu đỏ hạt sen bay ra, trên không trung diễn biến một vị hồng y đạo nhân, đạo nhân dưới chân hai đóa xích hỏa hoa sen, tránh hồng trần trọc khí. Trên không trung hành tẩu 9981 bước. Độ ách xích bước liên tục, Khương Nguyên thần đệ nhất cái hoàn thành bước đủ bí pháp, sau đó đỉnh đầu bay ra một mặt hư thật bất định tử kim sách vở đem này một đạo bước liên tục pháp môn thu vào trong đó, viên thứ hai màu đen hạt sen sau đó bay ra, không trung một vị huyền phục đạo nhân hai tay tung bay. Một đóa mực sắc hoa sen tại trong hai tay bay ra. Hóa thành một đạo hoa sen cấm pháp có thể làm phong ấn trấn áp bên trong. Huyền hoàng hoa sen cấm pháp, Khương Nguyên Thần từ kia một đống trong điển tịch bốc lên ra tới một môn cấm pháp. Cấm pháp nghiên cứu phi một ngày công có thể thành, Hương Nguyên Thần chỉ là đêm này gác cổng pháp tu sửa sau liền dung nhập của mình thiên liên bảo lục, đỉnh đầu sách vỡ đồng dạng đêm này môn thần thông thu nhận sử dụng, sau đó viên thứ ba kim sắc hạt sen bay ra. Lại là một vị kim sắc đạo phục tu sĩ diễn biến khác một môn thần thông. Này thần thông danh, lưỡi đầy kim liên, không phải là một môn tu hành khẩu thuật pháp môn, đồng dạng cũng là một môn phòng ngự phương pháp. Khi trên lưỡi kim liên lại có ba đạo liên quan bay ra, theo gió lay động lại là ba đạo hoa sen hư ảnh ngăn ở trước mặt tránh được mở công kích. Này cửa ra vào bên trong nhã liên thần thông, bên cạnh hai đạo thần thông một loại bay vào hoa sen bên trong lại qua tam ngày thời gian. Viên thứ tư bạch liên tử mới từ đài sen bay ra, lúc này đài sen phía trên sáng bóng dần dần ảm đạm xuống, bạch liên bên trong, một bạch y tu sĩ đi ra, sau lưng vô số linh quan hóa thành phổ độ bạch liên, mỗi đóa liên hoa bên trong đều có độ hóa, giải thoát chi ý ngoài ra hoa sen chuyển động còn có từng sợi đạo âm hưởng lên này đạo hoa sen công pháp dung hợp khương nguyên thần hôm nay tìm hiểu rất nhiều pháp môn mà thành Bạch Liên Phổ Độ cũng có thể nói là Khương Nguyên Thần trước mắt có thể thôi diễn tinh lọc công pháp cực hạn, lại là ngủ ngày thời gian. Một khỏa thanh sắc hạt sen lại lần nữa bay ra, áo xanh đạo nhân trong tay hoa sen kình khí vũ động, mỗi một phiến cánh hoa chính là một đạo sát khí ngưng tụ khí kình, này là Khương Nguyên Thần lấy khí đạo ngưng tụ sát chiêu, thanh liên kình khí ngũ khỏa hạt sen diễn biến ngũ môn công pháp đạo thuật sau thứ sáu khỏa hạt sen cũng quay tròn bay ra một áo bào màu bạc đạo nhân dưới tay phải rủ xuống ngân quan hào quang trước người hóa thành một chiếc liên đăng chỉ dẫn phương hướng này là một môn chỉ đường tầm khí phương pháp lại có tránh hung xu thế các năng lực danh khoanh tay hoa sen tiếp theo thất thải hoa sen bên trong chói lọi dần dần biến mất thứ bảy khỏa tự sắc hạt sen cuối cùng lão đảo diễn biến cuối cùng một môn công pháp trực tiếp tại khương nguyên thần đỉnh đầu nở rộ một đóa màu tím hoa sen hoa sen hóa sinh hoa cái lại có tử quan chuỗi ngọc rủ xuống này là khương nguyên thần đệ thất đạo hoa sen thần thông tử liên hoa đỉnh thất đạo thần thông sau khương nguyên thần sau lưng thải liên tiêu tán đỉnh đầu thái hư thiên liên bảo lục càng phong phú lúc này tiêu tán thải liên chỗ lại có hai đạo linh quan bay ra một đạo là chủng liên chi thuật một loại là tọa hạ hộ pháp đài sen hai đạo bí thuật bay ra thiên liên bảo lục sau khương nguyên thần ngửa mặt lên trời cười ha hả cửu liên chân pháp mấy tháng công quả không có uổng phí khương nguyên thần đứng dậy một trảo kia bộ thiên liên bảo lục bị hắn sinh sinh bắt lấy phía trên đạo đạo linh triện bảo quan bay múa lại có các loại hoa sen dị tượng bay ra tuy so ra kém thái hư tử dương kim chương cửa kia truyền thừa công pháp nhưng so về khương nguyên thần tại thiên cơ các xem những kia công pháp mà nói cũng tự không kém đây chính là ta trước mắt cực hạn. Khương Nguyên thần chính mình đọc qua bảo lục, nhìn kỹ hết luyện tinh hóa khí bộ, lại nhìn về phía luyện khí hóa thần bộ, khí liên tu hành phương pháp dừng lại huyền quan cảnh giới, sau chính là từng mảnh màu xám chữ viết, là Khương Nguyên thần suy đoán, này bộ bảo lục hội tụ Khương Nguyên thần suốt đời đoạt được. Tuy không thể so với Thái Hư Tử Dương Kim Trương Thiên truy bách luyện, nhưng cũng là Khương Nguyên thần tự thân ngày sau con đường chỗ chỉ. Khương Nguyên thần tại hoàn thiện của mình đạo Pháp sau lại bế quan rất lâu nhìn nhìn kia bản kiếm kinh, đích thực là có rất đại dẫn dắt ý nghĩa, nhưng cho đến bế quan ngày, hắn đều không có suy nghĩ ra đến như thế nào đem nhược thủy kiếm Pháp thôi diễn đến huyển linh trình tự, kia đạo thái âm kiếm ý thà nói là kiếm Pháp, chẳng thà nói là đạo ý. Bị Khương Nguyên thần dung hợp trở thành thức hải thái âm tinh sau, Khương Nguyên thần không định tiếp tục đào tạo sâu này môn thái âm kiếm thuật, mà là ngược lại luyện tập nhược thủy kiếm ý, thủy chi đức này là cùng Khương Nguyên Thần tự thân tính cách cực kỳ phù hợp nói, Khương Nguyên Thần buông kiếm kinh. Đi ra tỉnh thất sau đột nhiên có một kim đồng đáp mây bay mà đến. Gặp qua huyền hạo đạo trưởng. Khương Nguyên Thần ánh mắt khẽ động, nhận ra thân phận của người đến. Này Kim Đồng liền là Khương Nguyên Thần ngày xưa từ thiên môn giới mang về tới này một đôi long phượng thai, về sau bị Linh Hư chân Nhân thu làm đạo đồng, danh Trần Kỳ mà hắn cô muội muội kia bị gọi là trần lân trần kỳ trên cổ treo một cái kỳ lân khóa vàng đây là linh hư chân nhân ban cho hắn pháp khí cũng là mượn nhờ vật ấy mới có thể đáp mây bay phi hành bái kiến hết khương nguyên thần sau nói chân nhân xin ngài đi động thiên một nhóm a à, khương nguyên thần không dám sơ xuất tay áo nhất quyển mang theo trần kỳ cùng nhau bay về phía động thiên tại tới gần động thiên chỗ Nhìn thấy Dương Lăng cũng mang theo Trần Lân từ bên kia chạy đến, hai vị đệ tử lẫn nhau gật đầu, cùng nhau đi vào động thiên bái kiến linh hư chân nhân, Dương Lăng cũng đã tới động thiên mấy lần. Đối với nơi đây hoàn cảnh cũng không kinh dị. Hai người tiến vào thông đạo sau, nhìn thấy linh hư chân nhân không có ở đàn tràng cư phủ thấy hai người. Liên quan tỉnh nguyên, ninh chân nhân, ba người tại động thiên cửa ra vào vẻ mặt nghiêm túc. Đường hai người sau khi đi vào, linh hư chân nhân nói thẳng, hai người các ngươi đi linh châu phía nam một đồi đi một lần chỗ đó có một kiện dị bảo xuất thế không cầu mang về đến chỉ cầu hai người các ngươi có thể tại kia dị bảo trước mặt sáng người thân dị bảo khương nguyên thần hai người đối mặt nhìn xem dương lăng tiến lên một bước trầm giọng nói xin hỏi tam vị chân nhân kia dị bảo là vật gì thiên cơ kính ninh chân nhân cũng là vẻ mặt nghiêm túc chúng ta ba người che lấp thiên cơ bọn ngươi nhanh chóng tại kia thiên cơ kính trước mặt lay một cái, thà rằng nhượng nó linh lực hao hết lại lần nữa ngủ say trăm năm. Cũng không thể rơi vào ngoại nhân chi thủ. Thiên cơ kính Nó bản thể cùng thiên môn đạo thiên môn quan thế kính hợp nhất sau liền là một kiện tiên thiên linh bảo. Khương Nguyên Thần cùng Dương Lăng đều là kiến thức viên bác hạng người, tự nhiên minh bạch vật ấy thần hiệu. Vật ấy có thôi diễn thiên cơ khả năng, trăm năm hiện thân một lần, đó linh lực có thể thôi diễn ba lượt mệnh số. Bọn ngươi hai người nhớ lấy Cầm thiên cơ kính tính tính ta thái hư đạo tông tiền đồ Linh hư chân nhân trịnh trọng nói Khương Nguyên thần ngẫm lại vũ vi chân nhân Cùng vị kia trường minh sư thúc lưu lại đôi câu vài lời Tự nhiên minh bạch thái hư đạo tông ngày sau có một hồi đại kiếp nạn mấy Hai người lập tức tuân mệnh Đứng dậy tiến về phía nam một đồi Linh châu bắc địa long biên hồ Khương Nguyên thần cung kình hóa thân mở mắt ra Nhổ ra tử kim hồ lô mệnh huyền thần tranh thủ thời gian tiến về một đồi trợ trận một đội khác thường bảo xuất thế, ngươi qua bên kia thủ hộ bản tôn. Thương Nguyên thần cẩn thận an bài, sau lại dùng khôi lỗi đối với bên người cùng nhau uống trà diêu ly nói, đạo hữu, lần này cần ngươi ra tay giúp cái bề bộn. Một trên đồi có một kiện dị bảo xuất thế, ngươi đi giúp ta nắm trở lại. Dị bảo. Diêu ly gật đầu. Đem chén trà buông, hỏi cũng không hỏi trực tiếp đứng dậy rời đi. Sau khi trở về, ta và ngươi tiếp tục đẩy lấy mặt co quắp mặt bình tĩnh đi ra khương phủ đại trạch lại âm thầm đưa tới thổ địa nhượng hắn cẩn thận trong non khương phủ sau hắn mới hóa thành một đạo động quan rời đi một khâu linh châu tối phía nam lại hướng mặt trước nhưng chỉ có vân châu địa giới cái này dị bảo ở chỗ này xuất thế thái hư đạo tông cũng không tốt trực tiếp độc chiếm cũng cần cùng còn lại mấy cái bên kia nhận được tin tức đích nhân đã làm một hồi thiên cơ kính xuất thế nếu không phải linh hư chân nhân giật mình địa mạch biến cố cũng sẽ không phát giác vật ấy xuất thế bất quá vật ấy tại một đồi hiện thân tự cũng là nói rõ linh châu những năm này địa thế biến hóa cửu châu đầu mối long mạch hiểu rõ xác thực xác thực bắt đầu hướng về bên này dời đi tam vị chân nhân mượn nhờ địa lợi xu thế liên thủ che lấp thiên cơ đích thực giấu giếm được rất nhiều nhân tăng thêm cửu châu chân nhân môn vốn tựu không nhiều lắm Dọ thám biết thiên cơ kính xuất thế tin tức đích nhân cũng tựu như vậy mấy nhà, cửu tiên môn bên trong chỉ có cảnh dương đạo phái cùng thiên môn đạo sát thực tìm được một đồi chi địa, những người khác mặc dù là phát giác linh vật xuất hiện ở Linh Châu, cũng bị Linh Châu kia hỗn loạn linh cơ lẫn lộn, mấy đạo linh quan đồng thời lập lòe mê hoặc. Chư vị chân nhân rất khó từ Linh Châu rộng lớn địa vực phát giác vị trí cụ thể, cảnh dương động thiên bên trong, một vị lão giả gọi tới Phùng Lương cùng Âu Dương Vũ, hai người các ngươi đi Linh Châu một đồi cầm lấy thiên cơ kính, nếu là gặp phải thái hư đạo tông huyền hạo cầm của ta cửu âm châm đưa hắn đâm chết thà rằng mất đi thiên cơ kính cũng muốn đưa hắn đánh chết hiểu chưa thái hư đạo tông không thể xuất hiện một vị tinh thông bói toán năng lực tu sĩ hai người một người cầm một căn cửu âm châm này là cửu vĩ bò cạp độc cửu vĩ độc châm cô động mà thành cửu âm đuôi bò cạp châm mặc dù là cảnh dương đạo phái cũng chỉ là thu thập đến bác bộ cửu âm đuôi bò cạp châm vật ấy chi độc tính mặc dù là sắp độ kiếp kim đan viên mãn cảnh giới đại tu sĩ cũng muốn phí một phen thủ đoạn. Nhậm Khương Nguyên thần như thế nào tu vi cao thâm. Bị vật ấy chập tổn thương cũng chỉ có thân tử đạo tiêu hóa làm nước mũ kết cục thiên môn đạo, thiên môn lão tổ hình như có chỗ cảm giác, cười nói, hôm nay này trả nhân quả cơ hội xem như đến. Hắn đưa tới vân môn đạo nhân, đưa lỗ tai công đạo một trận cũng làm cho hắn tiến về một đồi đi một lần. Kia, thiên cơ kính theo ta môn bên trong duyên pháp rất sâu làm gì được thiên cơ kính có linh giờ phút này phi nhập ta thiên môn đạo lúc vật ấy ngươi nếu có duyên có thể dò xét thoáng cái tự thân tương lai nếu như vô duyên cũng không thể cưỡng cầu thiên môn lão tổ phân phó vân môn sau khi rời đi trên nửa đường đột nhiên đụng phải long môn chân nhân long môn chân nhân tại cả đời này chính là vân môn người dẫn đường hôm nay tuy đều khôi phục kiếp trước chân linh nhưng Long Môn đối với Vân Môn Tổng cũng có một phần làm phép chi ân. Nghe được Vân Môn tiến về một đồi sau, hắn đối với Vân Môn nhắc nhở. Sư đệ minh bạch. Vân Môn kiếp trước cũng là một vị chân nhân, tự nhiên minh bạch thiên cơ kính những kia sâu xa, tính toán thời gian, cùng Vân Môn đạo nhân đạo một tiếng tội, cũng từ Nam Hải hướng về một đồi tiến đến. Cửu tiên môn chỉ có tam gia tầm đến một khâu, mà ma đạo bên trong cũng chỉ có vãng sinh điện cùng thôn thiên ma tông phát giác. Vản sinh điện cùng thôn thiên ma tông riêng mình phái tới một người, còn có một vị ẩn thế chân nhân cũng đưa tới một vị y bác của mình đệ tử Khương Nguyên Thần trên đường cùng Dương Lăng thương nghị kế hoạch. Dương Lăng hôm nay cũng nhận được bản thân hộ pháp thần, thậm chí hắn vẫn luyện chế một ngàn huyền hoàng đạo binh làm bày trận chi dùng. Sư huynh, thiên cơ kính đang mang trọng đại đến bên kia trực tiếp làm phép bày xuống đại trận, chuyện còn lại tiểu đệ tử sẽ an bài xua đuổi chư tu. Dương Lăng thật sâu nhìn Khương Nguyên Thần liếc hảo hai người cước trình nhanh nhất đuổi tới sau dương lăng lập tức chiêu đến chính mình hộ pháp thần linh một tôn cầm trong tay đang thư kim cuốn thần linh Người kiểm kê 300 đạo binh bày xuống một tòa ngũ tiên mê tung trận vân hộ pháp thần lĩnh mệnh trong tay đang thư bay ra 300 kim châu kim châu xuống đất hóa thành 300 đạo binh sau đó hộ pháp thần tướng kim cuốn tế lên một tòa đại trận hình dáng hư ảnh trên không trung phát họa sau đó 300 đạo binh dựa theo trận thế tự chủ đi các trận pháp tiết điểm, lại nói tiếp, ta cũng nên tầm một ít đạo binh bố trí. Chính mình luyện chế đan binh, vẫn là phù binh, lại hoặc là đi tìm một ít yêu linh bày trận. Khương Nguyên Thần trong lòng tính toán, đột nhiên linh đài tuệ kiếm cùng đại trí tuệ châu đồng thời chấn động, tối tâm trong có cảm giác một đạo kiếp số tới người. Này cũng không tam tai cửu nạn chi sát kiếp, chính là là có người ác ý tính toán cùng hắn, tối tâm bên trong khiến cho Khương Nguyên thần sinh lòng cảm ứng, lực lượt, lượt một nghĩ, Khương Nguyên thần âm thầm thôi diễn hà đồ tính toán nhân quả, đột nhiên cười nói, một đội Việt tổng cũng không thể gạt được những kia lão đối đầu. Không biết có mấy người sẽ đi qua đối với ta động thủ. Vừa vặn bần đạo tu hành đến hóa nguyên cảnh giới sau còn không có như thế nào chân chính động thủ, còn nhượng bọn ngươi thể nghiệm thoáng cái của ta thiên liên bảo lục A. Xa xa một đạo hoàng vân phi đến, nhưng lại chung quanh thập một tông người tới thập mục tông chỉ là chung quanh một môn phái nhỏ, chỉ có một vị kim đan tu sĩ tọa trấn. Cửa này bên trong tu hành chính là tả đạo đồng thuật, xem như thiên mục thần thông một hệ, nếu như là 12 linh môn chi nhân thì tốt rồi, chúng ta chiếm cứ địa lợi nhân hòa, quả quyết không sợ những kia người ngoại lai. Đáng tiếc, một vị kim đan tu sĩ đoạn khó giúp phía trên gấp cái gì, Khương Nguyên thần âm thầm lắc đầu nghĩ đến. Người kia dừng bước. Khương Nguyên thần cưỡi long mã tiến lên uống ở người tới, đạo hữu, Thái hư đạo tông rất muốn ở chỗ này bày xuống đại trận cùng ngoại đạo đấu pháp, còn thỉnh đạo hữu đường vòng. Người Tới chính là thập mục tông tông chủ, nghe Khương Nguyên thần chi ngôn sau xa xa đứng ở một bên, đạo hữu, không biết vì sao sự muốn ở chỗ này đấu pháp. Vị tông chủ này hai mắt có chút quái dị, là trời sinh trọng đồng chi nhân. Hắn linh mục quan sát dương lăng chỗ đỉnh núi, tự nhiên nhìn ra bên kia sơn thể bên trong có từng cổ linh cơ hiện lên. Tự hồ là một kiện pháp bảo còn có dị thú khương nguyên thần giống như cười mà không phải cười chắp tay nói ta linh châu có một kiện dị bảo xuất thế ta thái hư đạo tông giật mình có ngoại đạo ngăn trở tuy mệnh sư huynh của ta đệ hai người mang theo đạo binh hộ pháp trước thần đến thu dị bảo có thể hay không thỉnh đạo hữu hỗ trợ đem chung quanh những kia tán tu xua tan đương nhiên đạo tông ta sau đó tự có tạ lễ khương nguyên thần không đợi này tông chủ đáp lời liền niệm tụng chú pháp Bản địa thổ thần cùng với chư vị địa giới sơn thủy chi thần đồng thời bị hắn triệu hoán đi ra, vô số sơn thủy linh khí bao phủ xung quanh. Bọn ngươi cũng theo vị đạo hữu này cùng nhau thủ hộ xung quanh. Chúng ta đấu pháp sợ thu không ngừng tay, bọn ngươi tạm bảo vệ nơi đây phương viên trăm dặm sinh linh. Này là linh châu, tu sĩ khác không lo lắng, Khương Nguyên thần nhưng lo lắng nơi đây hoa hoa thảo thảo bị những kia người ngoại lai phá hư, thập mục tông tông chủ xem chung quanh những kia thần linh chói lọi thậm chí liền bản thân sơn môn thần linh đều đến, cảm thấy cười khổ. Đành phải nói, đạo hữu yên tâm, bần đạo tại này còn có chút hứa mặt mũi, tự có thể xua tan xung quanh những kia tán tu. Cái này dị bảo tuyệt đối là luân không phía trên chính mình, như vậy có thể có được thái hư đạo tông tạ lễ không tồi, thập mục tông tông chủ mang theo vài vị thần linh tại tứ phương trấn thủ, hương nguyên thần tính toán thời gian, lại lần nữa trở lại dương lăng bên người giờ phút này này một tòa núi hoang đã tràn ngập nhiều đóa sương trắng linh vân cả tòa núi hoang bị bao phủ tại một tòa đại trận phía dưới trước hết nhất đuổi tới chính là diêu ly bất quá diêu ly ẩn ở một bên không động thủ tự hồ chỉ là muốn giúp khương nguyên thần hộ pháp một loại khương nguyên thần hình như có sở giác đối với diêu ly ý bảo sau ánh mắt chuyển hướng trung châu phương hướng hai đạo động quan thẳng tắp hướng về phía một đồi bay tới khương nguyên thần cởi long mã ngăn lại âu dương vũ hai người chắp tay nói hai vị đạo hữu mời không biết chuyện gì tiến đến ta linh châu chi địa phía trước nhà của ta sư huynh đang tại thu phục một kiện dị bảo có thể hay không thỉnh hai vị đạo hữu đường vòng mà đi âu dương vũ cao thấp dò xét khương nguyên thần cười nói đạo hữu những này tràn diện lời nói tự không cần phải nói chúng ta cũng là vì một dưới đồi mặt vật kia đạo hữu đi ra ngăn trở vậy đã làm một hồi a à. âu dương vũ tay nắm tứ tượng tháp cảm thấy đối với khương nguyên thần hôm nay tu vi làm một cái cân nhắc lúc trước khương nguyên thần tại truyền ngôi đại điển thời điểm gây ra đến kia một phen dị tượng tự nhiên bị nhiều chuyện người tốt một phen tuyên truyền cửu tiên môn này đại đệ tử bên trong đệ nhất vị kim đăng đích nhân chính là khương nguyên thần tăng thêm hắn dẫn dắt thiên môn giới dung hợp chuyện tình thậm chí có nhân ở phía sau trợ giúp nói cái gì cửu châu đệ nhất nhân bất quá này lời đồn không lên bao lâu tự bị thái hư đạo tông đè ép xuống cho nên Khương Nguyên Thần sau khi xuất quan cũng không có nghe được phương diện này đồn đãi. Bất quá y theo Âu Dương Vũ ngạo khí, như thế nào sẽ không nghĩ biện pháp cùng Khương Nguyên Thần thi đấu một phen, trong tay tứ tượng tháp chói lọi lấp lánh. Vừa mới bị Âu Dương Vũ tế lên thời điểm Khương Nguyên Thần đỉnh đầu một đóa đấu đại màu tím hoa sen nở rộ. Ngươi trước đi, ở đây có ta. Âu Dương Vũ đối với Phùng Lương khẽ quát một tiếng, bên người hiển hiện thanh long bạch hổ giống như, đạo hữu, ngươi kia long hổ như ý ở đâu? Khương Nguyên thần khẽ cười nói, đạo hữu, ta và ngươi hai người đều là hóa nguyên chi cảnh, chỉ bằng vào tu vi tự được, hạ tất dựa vào pháp bảo chi lợi. Khương Nguyên thần tiện tay pháp bảo phần lớn tại hóa thân bên kia, hôm nay long hổ như ý cùng tử kim hồ lô cũng không nơi tay, chỉ có hà đồ có thể cùng tứ tượng tháp liều mạng, bất quá hà đồ chính là Khương Nguyên thần bản mệnh pháp bảo, Khương Nguyên thần không muốn tại lúc này triển lộ, Lợi dụng chính mình mới tu luyện Tử Liên Hoa đỉnh diễn biến tường vân chuỗi ngọc nâng tứ tượng tháp, như thế, Khương Nguyên thần pháp lực chi hùng hồn có thể thấy được đốn, ngạnh sanh sanh dùng thần thông đạo pháp chống được tứ tượng tháp một kích, sau đó, Khương Nguyên thần cầm trong tay tử thần trung lên. Trường tiên như linh xà loại đó đối với Âu Dương Vũ quấn đi. Pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận, ngươi kia pháp bảo nhiều hơn, chỉ để ý lấy ra dùng liền là. Âu Dương Vũ những năm này khổ tâm tế luyện tứ tượng tháp, ngoại trừ mình trong tay áo một bả thanh phong kiếm, cũng tiên thiếu có cái gì pháp bảo tại thân, bất quá pháp bảo quý tinh mà không đắt nhiều, hắn khẽ điểm tứ tượng tháp. Phía nam cửa tháp mở rộng ra, một con hỏa điểu tinh phách từ trong tháp bay ra mỗi hướng khương nguyên thần trường tiên linh xà, hỏa điểu chọc tới, linh xà khẽ động, lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quan kiếm ý đâm về Âu Dương Vũ, Âu Dương Vũ trong tay áo bảo kiếm hiện lên. Liên tiếp cùng khương nguyên thần giao kích tam kiếm sau, tử thần kiếm ngược lại hóa làm liên đăng đem không trung con hỏa điểu kia tinh phách trấn áp, cuối cùng đặt ở bay trở về Khương Nguyên thần trong tay. Là đang miệng tước điểu tinh phách. Khương Nguyên thần trở tay đem tinh phách thôn vệ luyện hóa đến liên đăng bên trong, lại lần nữa nhìn về phía Âu Dương Vũ. Lúc này không đơn thuần là Âu Dương Vũ đẳng cảnh dương đạo phái môn nhân, vân môn đạo nhân cùng vãng sinh điện một vị hóa nguyên cảnh sát thủ, cùng với thôn thiên ma tông tu sĩ cũng đều đến cảm giác được ba đạo khí cơ sau, Khương Nguyên Thần cũng không còn vừa bắt đầu thoải mái. Ba người này, ngoại trừ Thông Thiên Ma Tông bên kia là một cái uẩn đang cảnh giới tu sĩ, khác hai người tu vi không thấy được chỗ thua kém Khương Nguyên Thần. Hơn nữa Vân Môn Đạo Nhân có thể là một vị chân nhân chuyển thế, liền là này một người tự cần Khương Nguyên Thần toàn lực ứng phó. Hơn nữa tại lúc này Khương Nguyên Thần rất rõ ràng cảm giác được tự thân nguy cơ hàng lâm, không đơn thuần là Âu Dương Vũ kia vãng sinh điện tu sĩ rất rõ ràng đối với chính mình có ác ý còn có thôn thiên ma tông cái kia tu sĩ nếu như mình không nhìn lầm đích lời hẳn là đã từng mặt thành hàng gia đích nhân chính mình tự hồ cùng hắn từng có gặp mặt một lần mặt thành hàng gia lúc trước nhưng chỉ có khương nguyên thần âm chết lão cừu địch môn đều đến khương nguyên thần âm thầm nói thầm trên mặt tiếu ý càng đậm chung quanh sương mù đột nhiên tăng lớn cùng phía dưới ngũ tiên mê tung trận lẫn nhau dung hợp sau đem tất cả mọi người hết thảy bao phủ đi vào. Thậm chí tại xương trắng khỏa trụ sở hữu nhân sau, những này kim đang tu sĩ linh thức cũng nhận được hạn chế. Liền trăm trượng chi địa cũng không có thể phát giác một đồi bên ngoài, thập một tông tông chủ ngăn lại những kia tới tán tu, một đám người nhìn về phía không trung lập xuống thái hư đạo tông ấn ký sau ào ào biến sắc, một người trong đó hỏi thăm thập một tông tông chủ, đạo huynh, ngươi trời sinh mắt thần. Khả năng nhìn ra kia trong bạch vụ cảnh tượng trầm trọng sương mù cuốn lấy này tòa núi hoang ngoại trừ trên đỉnh kia đạo thái hư đạo tông ấn ký mặc dù là hắn mắt thần cũng nhìn không ra trong đó đến tột cùng này sương mù tựa hồ có che lấp linh thức đạo quan diệu dụng bất quá vật ấy chính là vừa mới một vị hộ pháp thần thi triển chắc hẳn cũng là thái hư đạo tông một phương chiếm ưu a à. trong sương mù một đạo tử quan bay đến khương nguyên thần trong tay khương nguyên thần cảm thấy một an cầm hồ lô nhắm ngay âu dương vũ đạo hữu Ngươi đã muốn ta tùy tiện dùng, kia bần đạo cũng tựu không thách khí. Tử Kim Hồ Lô bên trong một đạo bạch khí nâng lên kim quang bắn về phía Âu Dương Vũ, không tốt. Âu Dương Vũ cảm giác một cổ linh cơ tập trung chính mình sau, vội vàng một gõ tứ tượng tháp, tại phương bắc cửa tháp bay ra một chỉ quy xà giao xoa linh thú. Linh thú bay đến Âu Dương Vũ đỉnh đầu. Một đạo huyền quang chụp xuống đem thái bạch tinh khí bắn ra, mặc dù là trong đó kia một đạo kim huyền châu mảnh nhỏ cũng bị ngăn trở huyền vũ tinh phách khương nguyên thần sắc mặt trầm xuống thu hồi của mình thái bạch tinh khí huyền vũ thuộc thủy tự nhiên khắc chế thái bạch tinh khí huyền vũ tinh phách lại liên tưởng vừa mới hỏa điểu tinh phách khương nguyên thần như thế nào sẽ đoán không ra đến âu dương vũ kia tứ tượng tháp tính toán ngưng tụ tứ linh tinh phách đem tứ tượng tháp chân chính tăng lên chí linh khí trình tự huyền vũ chính là thần thú chi loại nếu như là chân chính huyền vũ trên đời như vậy khương nguyên thần cũng không dám chạm đến mũi nhọn nhưng là huyền vũ tự thân cũng có được cái gọi là đẳng cấp chi phân. Kém nhất một bậc quy xà giao xoa, lại phía trên nhất đẳng quy thân đuôi rắn, mà mạnh nhất huyền vũ chính là long thủ quy thân, đã có đủ thiên nhân một bậc thực lực, quy thân đuôi rắn này cấp bậc huyền vũ cũng có thể so với chân nhân, mà kém nhất một bậc huyền vũ linh thú cũng có thể cùng kim đan tu sĩ đối kháng. Âu Dương Vũ trong tay này đạo huyền vũ tinh phách nhưng cảnh dương đạo phái trong bảo khố cất kỹ, nếu không phải hắn quý cầm đầu tịch đại đệ tử, cũng không có tư cách đòi hỏi vật ấy tại tứ tượng tháp bên trong chỉ có huyền vũ tinh phách chính là là chân chính linh phách biến thành cái khác tam môn tinh phách đều là hắn dùng cái khác linh thú hồn phách thay thế bạch hổ dùng mặc dù là bạch hổ nhưng chỉ là bạch sắc lão hổ cùng kia thần thú bạch hổ bát gậy tre cũng đánh không đến chỉ có điều này chỉ bạch hổ tinh phách cũng là dùng thất đầu hổ yêu bồi dưỡng được đến cũng có kim đang thực lực tại bốn đạo tinh phách bên trong xếp hạng vị thứ hai Vị thứ ba chính là một điều trúc diệp thanh linh xà, long xà một loại, cho nên vật ấy dùng để thay thế thanh long. Mà vị thứ tư đúng là Khương Nguyên Thần Thu kia một con hỏa điểu tinh phách, bất quá tại chu tước trong cửa, có một đám hỏa điểu tinh phách. Âu Dương Vũ ý tứ là, dùng nuôi cổ phương pháp đem những này kết đang cảnh giới tinh phách dung hợp trở thành một đạo kim đang cấp bậc hỏa điểu tinh phách thay thế chu tước. Bởi vậy Khương Nguyên Thần mới có thể một kích đắc thủ, đem kia đạo hỏa điểu tinh phách thôn vệ thật lớn sát khí. Còn đây là kim linh đạo thái bạch bí thuật. Âu Dương Vũ khiêu mi hỏi, Khương Nguyên thần bất chấp để ý tới Âu Dương Vũ, qua tay rung mở đô thiên kỳ, trong đó năm đạo huyền quang bay ra đem Khương Nguyên thần sau lưng vô ảnh kiếm chấn khai, sau đó Khương Nguyên thần buồn bã nói, vãn sinh điện ngân bài sát thủ. Chư vị chân nhân tất cả có ăn ý, không thể phái huyền quang ở trên tu sĩ, nhưng có rất nhiều lý lịch thâm hậu hóa nguyên cảnh giới tu sĩ lại khả năng tiến đến. Cô sinh lão tổ lần này hạ nhẫn tâm, muốn nhờ bản thân vị này ngân bài sát thủ diệt Khương Nguyên Thần cùng Diêu Ly hai người. sau về Diêu Ly vừa mới vừa mới đi vào ngân bài hàng ngũ đích nhân bất đồng, vị này ngân bài sát thủ nhưng giết 10 vị cùng giai kim đang tu sĩ, vãng sinh điện có ngọc, kim, ngân, đồng, thiết ngũ đẳng tu la sát thủ phân loại. Ngọc bài đối ứng kim đang đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, tại vãng sinh điện cũng vẹn vẹn có 5 vị. Được xưng là ngũ ngọc tử kim bài sát thủ có 12 vị, cũng chỉ có thể có 12 vị, mỗi một vị kim bài sát thủ thượng vị ngoại trừ có phòng trống tình huống, cũng chỉ có thể đủ đánh chết trước một vị kim bài sát thủ. Vãng sinh điện bên trong chém giết chi kịch liệt có thể thấy được đúng mà kim bài sau ngân bài sát thủ đối ứng uẩn đang cùng hóa nguyên cảnh giới, vô sinh lão tổ đang nghe truyện trên TV audio CV phái ra sát thủ là ngân bài điên phong. Có thể nói là vãng sinh điện tu la bên trong trước 20 đích nhân, hai phe giáp công khương nguyên thần cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn dùng xương trắng che đi của mình bộ dạng ẩn ở một bên này xương trắng không cần phải nói tự nhiên là kia sương mù chi linh bổn nguyên biến thành bị cung kình hóa thân liên quan long uyên hồ sương mù luyện tự một đoàn tàn linh mê chướng rơi vào mê chướng bên trong tất phải cũng bị suy yếu linh thức vây hãm nhập trong đó khương nguyên thần mượn nhờ vật ấy được thở dốc cơ hội đột nhiên trước mặt nhiều ra một vị đạo sĩ vân văn lam bạch bào cầm một cây phất trần đúng là thiên môn đạo người quen biết cũ cười lớn nói vân môn đạo hữu cũng là vì thế mà đến vân môn còn không có lên tiếng dương lăng âm thanh xuyên thấu qua một cái đạo binh truyền đến đạo hữu kia thiên cơ kính có thể vận chuyển ba lượt chúng ta sư huynh đệ hai người cầm lấy đi hai lần còn lại lần kia dư ngươi như thế nào thiện vân môn vốn định nói trước đánh chết ma đạo sau lại so đo cái khác hôm nay xem dương lăng như vậy phía trên nói hắn tự nhiên không có ý kiến, biết thời biết thế cùng khương nguyên thần hai người kết minh, khương nguyên thần cho mày ngầm đồng ý dương lăng cái này lôi kéo. tuy hắn nói nếu như thế, ta đem tàng linh mê chướng cùng ngũ tiên mê tung trận triệt để dung hợp, đem những người kia bao phủ tới từng cái diệt trừ a. nói xong, hắn lại lần nữa tế lên tử kim hồ lô, hồ lô miệng phun ra năm đạo hình rồng sương trắng, bay vào ngũ tiên mê tung trận sau khiến cho này một phương đại trận càng nhiều một chút tự nhiên chi diệu cùng cả cái một đồi linh cơ tương hợp sau đó khương nguyên thần đương đi xuống trước tầm kia thôn thiên ma tông đệ tử tiến hành tru sát vân môn đạo nhân suy nghĩ một phen tự đi tìm một vị vô tên thiếu niên muốn đưa hắn khuyên thối thiếu niên danh ngô tử dạ không bao lâu bị một vị chân nhân thu đồ đệ mang đến trong núi tu hành hôm nay kia vị chân nhân có cảm giác thiên cơ kính xuất thế cũng muốn mượn này thôi diễn thoáng cái tự thân mệnh số nhìn xem chính mình còn có vọng càng tiến một bước liền mệnh bản thân đệ tử tiến đến thử một lần cơ duyên ngô tử dạ cầm một đạo u quan linh diệp ẩn đi thân tàn hành tẩu tại trong đại trận ở trong mắt người ngoài cũng bất quá là tại núi hoang mặt đất có một đoàn hắc ảnh tại khu động này linh diệp chính là u quan chân nhân tự tay luyện chế tàn khí chi bảo lặng lẽ vào được trong đại trận chính là khương nguyên thần cùng dương lăng đều không có phát giác có thể vân môn chính là chân nhân chuyển thế pháp nhãn như đuốc đi đến ngô tử dạ biến thành âm ảnh trước mặt duỗi tay đối với âm ảnh chọc tới ngô tử dạ sắc mặt biến hóa hồng bạch nhị sắc bảo kiếm từ âm ảnh đâm về vân môn vân môn khẽ vỗ tráng đỉnh đầu mây trôi hóa thành thiên môn hư ảnh cửa chính mở rộng hai cái bảo kiếm được thu vào trong đó sau đó vân môn niệm tụng chú pháp u quan linh diệp cũng bị hắn trực tiếp thu đi u quan lão hữu đồ nhi ngươi gia sư tôn tốt không hắn kia cửu u tàng linh bí thuật có từng đại thành rồi vân Môn kiếp trước cùng U quan lão đạo coi như là tình bạn cố tri, tự nhiên hiểu được bọn họ bên trong các loại bí pháp. Này U quan Linh Diệp cùng với âm dương sống mái kiếm đều là hắn năm đó sử dụng vật, ngô tử dạ bị bắt đi tàn khí vật trực tiếp hiện ra thân hình, mà xa xa Khương Nguyên thần dương lăng lập tức có cảm giác, chỉ là xem vân môn tại này không tiện ra mặt thôi, ngô tử dạ trong lòng bối rối, trên mặt bất động thanh sắc. Xin hỏi đạo hữu như thế nào xưng hô? Bần đạo vân môn, chính là thiên môn đạo bên trong nhân, năm đó với người gia lão sư tình bạn cố tri. Vân môn cười nói. Khôi phục kiếp trước ký ức sau, đối với hắn mà nói những này đồng bối trung nhân cũng bất quá đều là một đám tiểu hài tử thôi. Cái gì cửu châu đệ nhất nhân thuyết pháp, hắn căn bản không nên để ý, này điểm hắn cùng khương nguyên thần đồng dạng, cửu châu đệ nhất nhân tên tuổi có làm được cái gì? Có thể tu vi từng bước vượt lên đầu, tại những kia uẩn đang đệ tử tranh đấu tên tuổi thời điểm, bọn họ đạt tới hóa nguyên, huyền quan đẳng cảnh giới, xem những người kia thật sự bất quá là tôn tép nhảy nhép thôi, ngô tử dạ theo sư tôn ẩn thế, nhưng thiên môn lão tổ sống lại loại này đại sự tự nhiên cũng đã được nghe nói. Giật mình, nguyên lai là vân môn sư thúc, sư thúc tới đây cũng là vì kia kiện thiên cơ kính. Gật gật đầu, lại lắc đầu, vân môn nói, chỉ là muốn cầu lai bảo kính đánh giá mệnh số thôi, vật ấy đưa về ta thiên môn đạo còn phải đợi mấy lần trước. Ngược lại ngươi, Ngươi tới này đòi hỏi thiên cơ kính, có thể là vì U Quan đạo hữu kia môn công pháp. Không sai. Vân Môn kiếp trước cùng U Quan lão tổ tình bạn cố tri, Ngô Tử Dạ cũng mơ hồ nghe hắn sư Tôn nhắc tới qua, liền nói thẳng bản thân sư Tôn hoàn cảnh. Nhà. Của ta sư Tôn hôm nay khốn tại Bình cảnh, cần nhờ vào kia kiện bảo kính thôi diễn ngày sau đi về hướng. Vân Môn im lặng không nói, đang tại hắn muốn khuyên can thời điểm, Khương Nguyên thần đột nhiên đến đạo hữu đã cùng người này rất có sâu xa vậy hãy để cho bần đạo đến ra tay đi khương nguyên thần toàn thân nhún máu tay mang theo thôn thiên ma tông đệ tử thi thể đứng ở đám mây vân môn sắc mặt cả kinh chỉ là trong chốc lát không thấy mặt này tự tử một người lại nói khương nguyên thần vừa mới đối với thôn thiên ma tông đệ tử động thủ kia thôn thiên ma tông đệ tử tên là hàn minh vốn là mặt thành hàng gia bàn chi đệ tử về sau cơ duyên xảo hợp thêm vào thôn thiên ma tông hơn nữa tìm một chỉ kim đang linh thú thôn vệ tinh hoa, mượn này ma công đại thành đi vào kim đan hàng ngũ. Dựa theo cửu phẩm đang lưu phân định bất quá là tam phẩm đạo đan, mà dựa theo khương nguyên thần lục đạo đan quả mà nói cũng bất quá là chân đan chi cảnh, vẻn vẹn khai ra toàn là linh quan. Liền khương nguyên thần lần đầu tiên kim đan tam sắc quan đều so ra kém, chớ nói chi là lâm tử hiên cửu sắc đan quan, hàng minh tại vừa mới đi vào một đồi thời điểm tự bị khương nguyên thần làm phép cuốn vào trong đó, sau đó huyền thần dẫn đầu đối với hắn công kích. Hai người càng đấu coi như là lực lượng ngang nhau, Khương Nguyên Thần trên không trung lực lực khẽ nhìn, trở tay làm phép đem hỗn động hồng lô rơi xuống, cự đại thôn vệ lực cùng hắn thôn thiên ma công lẫn nhau kiềm chế. Hỗn động hỏa lò chính là Bắc Minh Quy Tàng Kinh Đại Thành sau diễn sinh mà thành đại thần thông, đối với thôn thiên ma công cái này thôn vệ tính công pháp khắc chế lớn nhất, hàng minh có đại cơ duyên, lúc trước kim đang lúc thôn vệ một chỉ thôn thiên ngọc thì mượn này làm đạo quả căng cơ tại cùng khương nguyên thần đấu pháp thời điểm sau lưng một chỉ ngọc bích yêu thiềm hư ảnh hiển hiện thậm chí hắn làn da mặt ngoài hiện lên từng cái bọc mũ tự thật giống một chỉ cự đại thiềm thừa loại đó khương nguyên thần hàn minh hai mắt cố lấy trừng lấy khương nguyên thần trong cơn giận dữ lúc trước nếu không phải khương nguyên thần âm mạc thành một bã bọn họ hàng gia như thế nào sẽ rơi vào như vậy kết cục khương nguyên thần bình tĩnh nói đạo hữu người kia mặc thành hàng gia giàu gì cũng là đạo môn thế gia chỉ vì cùng vãng sinh điện nối liền mà bởi vậy đại họa. Ngươi không tư vẫn lấy làm giới, ngược lại dấn thân vào ma môn, xem trên người của ngươi chân nguyên đục ngầu, nghĩ đến đã từng học thôn thiên ma tông huyết thực phương pháp A. Đáng tiếc bệ ngạn không tại, nói cách khác có thể một hơi tìm tòi nghiên cứu hàng minh trên người sát nghiệt rốt cuộc có bao nhiêu, hỗn động hồng lô chính là khương nguyên thần đắc ý thần thông, sau lưng của hắn một tôn kim sắc hồng lô hiển hiện, hiện cự đại hấp lực khiến cho hàng minh tự thân pháp lực tinh khí không ngừng xói mòn hàng minh mắt thấy không tốt cắn chóc lưỡi phun ra một đạo tinh huyết theo sau đó xoay người liền muốn thi triển độn pháp rời đi ô hay khương nguyên thần chỉ một ngón tay chung quanh xương trắng bắt đầu khởi động sinh sinh khóa lại hàng minh con đường phía trước sau đó chợt nghe khương nguyên thần hét lớn một tiếng tử kim hồ lô bên trong một đạo bạch khí nâng lên kim quang đem hàng minh thân thể trực tiếp chém bất quá tựu tại hàng minh thân thể bị trảm lúc một đạo ô quan từ phía dưới mà đến khương nguyên thần vội vàng tế ra hà đồ bích thủy gợn sóng đạo đạo hiện lên đem kia đạo ô quan ngăn lại sau đó khương nguyên thần sau lưng một tiếng long ngâm vang vọng tử sắc long ảnh bay ra đem ô quan bị phá vỡ ô quan tiêu tán mà hàng minh thân thể bên trong một đạo lục quan độn tẩu chính là khương nguyên thần cũng đuổi không kịp chỉ có thể nhìn hắn trốn hướng sương mù chỗ sâu trong vãng sinh điện khương nguyên thần nhăn nhíu mày huyền thần Ngươi đuổi theo phía trên hắn, đưa hắn ma hồn cầm, cho bệ ngạn luyện pháp A. Khương Nguyên thần phát giác ngô tử giả tung tích, công đạo huyền thần sau, dẫn theo hàng minh thi thể liền ngược lại đi gặp ngô tử Dạ Khương Nguyên thần trong lòng có một cây xứng, qua để cướp đoạt thiên cơ kính những người này. Có có thể sát, có không thể giết, có cần lý do mới có thể sát. Giống như vân môn, bất kể hắn làm như thế nào, chỉ cần có thiên môn lão tổ tại, tự không ai dám đối với hắn hạ sát thủ cho nên dương lăng cũng là dùng lôi kéo là chủ không muốn cùng hắn chống lại suy cho cùng đây là tương lai chân nhân a à. nếu như hắn ghi nhớ cừu hận ngày sau thái hư đạo tông không duyên cớ nhiều hơn một cái đại địch cảnh dương đạo phái đích nhân tự thuộc về có thể sát nhưng cần cớ đích nhân hai phái chi tranh hạ sát thủ quá bình thường nhưng đều là đạo môn bên trong nhân phải làm cho mình đứng ở đạo đức điểm cao mượn này giết người sau còn muốn dùng khổ chủ thân phận đi tìm cảnh dương đạo phái thanh toán mà vãng sinh điện cùng thôn thiên ma tông tựu không sao cả, giết hay không đều là cừu nhân. Vậy nên, đối với của bọn hắn lúc Khương Nguyên Thần không cần lưu thủ, còn về ngô tử dạ lại bất đồng, làm u quan chân nhân đệ tử. Nhìn xem hắn lão sư mặt mũi cũng chỉ có thể đủ nhã nhặn đưa hắn khuyên thối. Nói cách khác, Thái Hư Đạo Tông dẫn đến tới một chân nhân, Khương Nguyên Thần tự thân có lẽ không có gì, nhưng hắn những kia đồng môn. Nếu cái kia chân nhân không để ý mặt mũi lấy lớn hiếp nhỏ, thái hư đạo tông phải chết bao nhiêu đệ tử khương nguyên thần đi tới sau cười nói đạo hữu ta và ngươi hai người so đấu ba chiêu như thế nào ngươi dùng ngươi sư tôn truyền xuống rất nhiều thần thông bí pháp ta nếu chống được ngươi ba đạo sát chiêu đích lời ngươi tạm thối lui như thế nào ngô tử dạ thiếu niên tính tình thường niên tại thâm sơn tu hành tự nhiên không biết ngoại giới hiểm ác đối với bản thân mình bí pháp cũng có chút tự đắc thấy khương nguyên thần như thế làm vẻ ta đây hừ một tiếng chỉ sợ ngươi tiếp bất quá ta kia ba chiêu không công thân tử, ngày sau các ngươi thái hư đạo tông tìm tới tận cửa rồi tìm thầy trò chúng ta phiền toái. Khương Nguyên thần chỉ vào vân môn cười nói, ngươi cứ yên tâm, ngươi vị này vân môn sư thúc tại này, bần đạo nếu thật tài nghệ không bằng người, tự có hắn cho ngươi làm chứng, ta phái cũng không sẽ vì này tìm ngươi môn thầy trò phiền toái. Đây là ngươi nói. Ngô tử giả tinh thần chấn động, Đối với Vân Môn chấp tay, còn Thỉnh sư thúc làm một cái chứng kiến. Xem thiếu niên như thế, Vân Môn nhướng mày, biết rõ tiểu tử này tâm cao khí ngạo, có lòng nhượng Khương Nguyên thần gõ một phen. Vì vậy Vân Môn đem chính mình thu bảo kiếm linh diệp trả lại cho Ngô Tử Dạ, đứng ở một bên xem hai người đấu pháp, Ngô Tử Dạ cầm hồi pháp bảo sau trực tiếp đem U Quang linh diệp tế lên, linh quang đưa hắn bao lấy lại lần nữa biến mất không thấy, Khương Nguyên thần thần sắc ngưng tụ, đích thực lợi hại, không hổ là chân nhân chi bảo vật ấy che lấp bộ dạng, ngay cả mình cũng khó có thể phát giác, Khương Nguyên Thần chỉ một ngón tay, dưới chân bay lên hai đóa độ ách hồng liên phi trên không trung, linh thức phóng ra ngoài, cảm ứng bốn phía nguyên khí biến hóa. Mặc dù là tàn ở thân hình, mà khi ngươi vận động thời điểm chung quanh khí lưu chi biến hóa tự nhiên cũng sẽ đem vị trí của ngươi bạo lộ. Khương Nguyên Thần Linh cảm mạnh, ngay cả chung quanh một chút khí lưu biến hóa đều có thể bổ nhào bắt, tự nhiên không cần lo lắng, vù một tiếng, kiếm quan hiện lên, hồng bạch nhị sắc sống mái kiếm chém qua khương nguyên thần bên hông khương nguyên thần thân hình biến đổi kích thước lưng áo bị kiếm quan chém qua sau hóa thành một đám hồ điệp ở phía xa một lần nữa biến hóa đi ra đạo hữu này là chiêu thứ nhất ngô tử dạ xem này hừ lạnh nói ít ỏi huyễn thuật thôi không đủ gây sợ sao đó hắn xuất ra một mặt nguyệt nha sạn trên không tế lên trong đó một đạo minh nguyệt đứng ở trong sương mù quan hoa chiếu rọi sương mù chung quanh sương mù bị nguyệt quan xua tan thậm chí khương nguyên thần đứng trên không trung thân hình lại lần nữa tan rã mà ở phía xa mới lại lần nữa bạo lộ chân thân huyễn thuật khương nguyên thần huyễn thuật hôm nay có thể mông tế lục cảm giác linh thức thậm chí tại mông tế linh thức đồng thời đã bắt đầu nếm thử đối với đối phương tâm niệm ta biết cũng liền là thứ bảy cảm giác mê hoặc điều khiển điều khiển bản ngã chấp niệm có thể triệt để đưa hắn nhân làm trong tay khôi lỗi đồ bẩn mê hoặc người khác bản ngã suy nghĩ kia sinh tử yêu hận hoàn toàn ở nhân một tay điều khiển này là huyển tu một con đường tử vân môn nhìn ra khương nguyên thần đối với huyển thuật khống chế thủ đoạn sắc mặt không khỏi thay đổi xa nhớ năm đó cách huyễn ma nữ bệnh dịch tả thiên hạ ma đạo chư tu đều bị kia ma nữ đùa bẩn vỗ tay ở giữa hôm nay chẳng lẽ lại muốn đi ra một vị có thể điều khiển chúng sinh như khôi lỗi đích nhân vật lại nói ngô tử dạ dùng nguyệt nha sạn tìm ra khương nguyên thần chân thân sau đem nguyệt nha sạn tế lên một điều trông rất sống động ngân long đánh về phía Khương Nguyên Thần, cực phẩm bảo khí. Khương Nguyên Thần dưới tay phải rủ xuống, ngân quang rơi xuống, kết xuất một đóa ngân sắc liên đang nắm xuất ra đạo đạo ngân hoa. Đỉnh đầu lại có một tòa màu tím hoa sen tách ra, tường vân chuỗi ngọc không phải trường hợp cá biệt. Sau đó tay trái đứng ở trước ngực, một đóa thanh sắc hoa sen kình khí chuyển động. Mỗi một lần chuyển động trong đó cương khí liền tăng tiến một phần, đương ngân long đánh tới sau, tường vân chuỗi ngọc đầu tiên bị tách ra, tiếp theo là tay phải liên đăng tan vỡ. Bất quá giờ phút này kia Ngân Long cũng bị xung kích lực đánh ra chân thân, Khương Nguyên Thần trong miệng thốt ra kim liên nâng nguyệt nha sạn, sau đó lại đem trước ngực thanh liên kình khí đẩy. Hoa sen phía trên nhiều đóa cánh sen rơi lã tả, từng đạo tiên thiên cương khí phản kích nguyệt nha sạn sinh sinh đem vật ấy đẩy lui. Đáng tiếc. Vân Môn ở một bên nhìn xem thẳng lắc đầu. Một kiện cực phẩm bảo khí. Bên trong có 12 đạo bảo cấm đối với những kia kim đang viên mãn tu sĩ mà nói cũng có trọng dụng. Nếu như đổi một cái kim đang tam trọng tu sĩ điều khiển cái này nguyệt nha sạn, như thế nào cũng sẽ không khiến Khương Nguyên thần không duyên cớ mượn nhờ thần thông đạo thuật sinh sinh khiên xuống. Tuy Khương Nguyên thần đạo thuật rất có vài phần kháng đầu, nhưng cũng không thể đủ đền bù một kiện cực phẩm bảo khí trên lệch. Phải biết rằng, Âu Dương Vũ tại tứ tượng tháp bên trong một lần nữa tế luyện cấm chế, mới bất quá đem vật ấy diễn biến chính đạo bảo cấm mà khương nguyên thần hà đồ mới chỉ có ba đạo bảo cấm hắn long hổ như ý cũng bất quá là bảy đạo cấm pháp thôi mà tử kim hồ lô bên trong tiên thiên cấm pháp cũng chỉ là có đủ lục đạo một kiện cực phẩm bảo khí cứ như vậy bị người đánh lui vân môn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem ngô tử dạ thủ đoạn không ngừng lắc đầu đạo hữu đã đệ nhị chiêu ngô tử dạ chưa phát giác ra bực mình đều là kim đang tu sĩ tu vi chênh lệch không lớn cũng không phải vân môn sư thúc kia loại chân nhân chuyển thế, như thế nào sẽ như vậy lợi hại. Tiếp theo, hắn tế lên u quan linh diệp, một đạo u lam sắc chói lọi tại ngực ngưng tụ. Nhìn thấy này đạo quan huy sau, Khương Nguyên Thần bỗng nhiên phát giác một cổ bàn bạc linh cơ tập trung chính mình, bổn mạng huyền quan. Này là u quan chân nhân lưu ở linh diệp bên trong thủ đoạn. Tay hắn nắm tử kim hồ lô. Hà đồ tự động ở sau lưng triển khai, một đạo cùng cuộn trường hà thủy ở bên cạnh hắn vần quanh, đây là hà đồ thành tựu bảo khí sau chỗ diễn biến linh tương kia thủy đều là thiên địa thủy linh tinh khí ngưng tụ khóa lại khương nguyên thần bên người mơ hồ hóa thành một tòa cửu khúc huyền hà đại trận này tòa đại trận liền là hà đồ tấn chức bảo khí sau bên trong vạn xuyên quy lưu đại trận tự động diễn biến mà đến cũng là khương nguyên thần đối với bắc mà chuẩn bị thủ hộ đại trận u quan chậm rì rì đánh hướng khương nguyên thần cái kia do thủy tinh ngưng tụ huyền hà chi thủy bị u quan một chút bài trừ Tuy thủy tinh huyền hà vô cùng vô tận vọt tới, nhưng U quan ương ngạnh phá vỡ hết thảy thủy tinh phòng ngự rơi đến Khương Nguyên Thần trước mặt. Tiểu tử, mau đem ngươi huyền quan thu. Vân môn quát to, này là U quan chân nhân tế luyện trong đó bổn mạng huyền quan. Tuyệt không phải Khương Nguyên Thần bực này cảnh giới tu sĩ có thể chống đỡ. Không ngăn cản ngô tử dạ cử động, chỉ sợ chân thành sinh tử đại thù, ngô tử dạ giờ phút này cũng choáng váng hắn chỉ là nghe bản thân sư tôn nói qua, nếu như vô tình gặp hắn không thể địch lại được chi nhân liền đem vật ấy tế ra hắn tự sẽ động thủ đem kia nhân đánh lui nhưng sư tôn chưa từng có nói qua vật ấy tế ra đi sau không thể thu hồi a à. ngô tử giả rốt cuộc không có kinh nghiệm chiến đấu lúc này vội vàng thu tay lại lại phát hiện kia linh diệp căn bản không nghe chính mình sai sử rốt cuộc còn muốn vận dụng lực lượng của ngươi khương nguyên thần đối với phương bắc khẽ vẫy đạo hữu còn thỉnh xuất thủ long Nguyên hồ thủy trong thần điện, cung kình hóa thân bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn bộ mặt hồ quấy, tất cả thủy nguyên lực bị hắn một ngụm thôn phệ. sau đó cách không truyền lại đến khương nguyên thần, tử kim hồ lô bên trong lại lần nữa bay ra một đạo linh phù, cung kình hóa thân lưu trong đó thủy thần phù chiếu bị bàn bạc thủy thần lực lượng tế lên. Một điều lớn gần trượng tiểu thanh ngọc cô ngư từ đó bay ra. Kình hấp xung quanh huyền nước sông Tinh, nâng lên khương nguyên thần ngồi ở nó trên lưng sau, một ngụm đem u quang chân nhân bổn mạng huyền quan nuốt vào tự đại nổ mạnh lực tại cung kình trong bụng phá qua một phút đồng hồ sau cung kình ảnh xạ tiêu tán mà kia u quan cũng theo đó không thấy ngô tử dạ khương nguyên thần thở nhẹ một tiếng ngô tử dạ vô ý thức tất cả đột nhiên một đạo thất sắc hoa chỉ từ tử kim hồ lô bay ra đưa hắn thu vào trong đó ngươi chơi xấu ngô tử dạ bị khương nguyên thần phóng xuất sau giận dữ nói khương nguyên thần liếc mắt không để ý tới ngô tử dạ kêu gào. Tử kim hồ lô chính là thiên địa tạo hóa mà thành linh vật, trong đó lục đạo tiên thiên cấm pháp hồn trời sinh trọn vẹn, so về cùng giai bảo khí cao hơn một cái cấp bậc. Tăng thêm cái này tiên thiên linh vật đều có của mình đặc thù năng lực, tỉ như thanh ly quan nữ đệ tử bành song linh trong tay vừa quạt ba tiêu có thể vỗ âm dương cương phong, khương nguyên thần long hổ như ý có thể vận chuyển sơn thủy xu thế, mà tử kim hồ lô nội hàm một cái cự đại không gian có thể thu nhiếp hết thảy vật thể cùng với sinh linh. Ngô đạo hữu, đã như vậy, ta đây lại nhượng ngươi một chiêu như thế nào? Ngươi hảo rất nhớ nghĩ như thế nào đối phó ta, như thế nào? Hảo! Vừa nghe lời này, ngô tử dạ tự nhiên không có phản đối ý kiến, nhưng hắn vừa mới đáp ứng, bỗng nhiên lại là một đạo thất sắc linh quan đưa hắn thu vào tử kim hồ lô bên trong, khương nguyên thần vui tươi hớn hở vỗ vỗ hồ lô, muốn thu vào trong đó có một cái nhất định phải đạt thành điều kiện. Bởi vì Tử Kim Hồ Lô loại thủ đoạn này đã liên quan đến nhân quả pháp tắc, cần được được thu vào trong đó kia nhân tán thành. Không cần chân chính thể xác và tinh thần tán thành, chỉ cần hắn điểm cái đầu hoặc là mở miệng đáp ứng một tiếng có thể. Khương Nguyên thần niệm tụng danh tự, kia nhân đáp ứng, bất kể là tức giận mắng cũng tốt, đồng ý cũng được, chỉ cần đối với Khương Nguyên thần hô được gọi là tự có phản ứng, kể từ đó nhân quả sợi dây gắn kết tiếp khương nguyên thần có thể thu vào trong đó lại lần nữa bị phóng xuất còn không đợi ngô tử dạ nói chuyện tự bị vân môn ngăn lại đủ rồi vân môn ngược lại nhìn xem khương nguyên thần tử kim hồ lô không hổ là tiên thiên linh vật bất quá vật ấy hẳn là liên quan đến nhân quả chi đạo a phải nối liền nhân quả sau mới có thể sử dụng hơn nữa vật ấy rõ ràng đã hoàn toàn bị tế luyện a hẳn là huyền hạo đạo hữu ứng sinh vật khương nguyên thần cười mà không nói Vân Môn cũng không nhiều hỏi, đối với Ngô Tử Dạ nói, cái này biết rõ nhân ngoại hữu nhân a. À. U quan Đạo hữu công pháp không sai, nhưng Thái Hư Đạo Tông chính là cửu tiên môn một trong, truyền thừa ngàn năm, trong đó công pháp truyền thừa há có thể kém hơn ngươi. Âm thầm nâng Khương Nguyên thần thoáng cái, Khương Nguyên thần không lên tiếng thu hồi hồ lô đứng ở một bên, Ngô Tử Dạ liên tiếp bị đã kích sau yên lặng không nói, Vân Môn thở dài, thôi, ngươi đi về trước đi. U Quang Đạo hữu cũng tới tiếp người vừa dứt lời. Một đạo mờ mịt chói lọi vạch phá sương mù, tại ngô tử dạ bên người vừa chuyển, liền đem hắn khỏa trong đó mang ra sương mù, hương nguyên thần khẽ khiêu mi, tỉnh xem u quan đạo nhân thủ đoạn, u quan đạo nhân cuốn lấy ngô tử dạ cũng không có trực tiếp trở về núi. Mà là đang sương mù phía trên ngưng tụ hóa thân hư ảnh đối với biên giới phía bắc ba vị đạo nhân chấp tay, gặp qua ba vị đạo hữu. Ba. Đạo tử khí hiển hóa đi ra, một lão một bên trong một thanh ba đạo nhân đồng thời hiện thân, u quan chân nhân xem thái hư đạo tông tam vị chân nhân đồng thời xuất hiện, cười khổ, quý phái đệ tử chiếm cứ thượng phong. Bần đạo chỉ là cứu đi đệ tử, chẳng lẽ ba vị còn muốn tính toán chi ly? Tỉnh nguyên chân nhân nói, đạo hữu, phi là chúng ta so đo, chỉ là của ta gia đệ tử bị ngươi kia linh quan kinh hải, nếu không có hắn thần thông cao tuyệt há có thể sống được. Này kinh thần nhân quả tổng yếu tính toán không phải u quan chân nhân bất đắc dĩ nói ba vị đạo hữu nghĩ phải như thế nào bần đạo thân vô vật dư thừa cũng không có gì đồ vật có thể đền bù tổn thất xem u quan chân nhân làm ra một bộ tướng vô lại ninh chân nhân ha ha một tiếng đạo hữu người sáng mắt không nói tiếng lóng người ban cho đệ tử nguyệt nha sạn dùng chính là thái âm huyền thiết a vật ấy từ đâu mà đến cho huyền hạo một cân thái âm huyền thiết làm đền bù tổn thất việc này tựu này thôi một cân các ngươi cũng là dám mở miệng. Thái âm huyền thiết, thái âm tinh thừa thải chi sắc luyện, trừ lần đó ra chỉ có dùng thái âm nguyệt hoa tẩm bổ ngàn năm mới có thể dựng dục huyền thiết. Loại vật này u quan chân nhân loại này tán tu nơi nào có nhiều như vậy. Bần đạo năm đó tìm một mảnh thái âm tinh mảnh nhỏ. Trong đó huyền thiết bị ta luyện chế cái này nguyệt nha sạn, thái âm tinh hoa bị ta dùng để đột phá nguyên thần, hôm nay chỉ còn lại một đoàn thái âm linh thổ. Tạm tính làm bồi thường a xa xa một đạo u quan bay tới tại tam vị chân nhân trước mắt lộ ra nó bộ mặt thật sự năm đó u quan chân nhân vốn là dùng thái âm huyền khí đột phá sau đó đem thái âm mảnh nhỏ bên trong sắc luyện luyện ra còn lại phía dưới nạp liệu dung hợp thành một đoàn ngân bạch bẩn giữ lại hôm nay đơn giản sẽ đem khối gân gà đưa cho tam vị chân nhân xem như đền bù tổn thất khương nguyên thần chấn kinh linh hư chân nhân ánh mắt khẽ động tự hồ nghĩ đến cái gì gật đầu ngầm đồng ý u quan đạo nhân cử động xem u quan đạo nhân mang ngô tử dạ rời đi u quan đạo nhân sau khi rời đi linh hư chân nhân nhìn trước mắt này một đoàn thái âm linh thổ lúc cũng mệnh cũng không nghĩ tới đến cuối cùng này thái âm vật vẫn đến trong tay hắn hắn đại thủ một vòng linh thổ bay đến khương nguyên thần trên người đem trước sau nhân quả cáo tri cho hắn khương nguyên thần hiểu rõ cười đem linh thổ thu vào trong ngực quả thế khi ngô tử dạ sau lưng có hậu đài thân thể của ta sao chẳng lẽ liền không có chỗ dựa hay sao, môn phái cùng đệ tử là lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Môn phái cần đệ tử mới có thể trường tồn kéo dài, mà các đệ tử mượn nhờ môn phái làm chống đỡ mưa gió bình chướng. Đã u quan chân nhân muốn cứu người, như vậy tam vị chân nhân tự nhiên sẽ cho Khương Nguyên Thần một cái công đạo, Khương Nguyên Thần đối với Vân Môn nói, đạo hữu, hôm nay ngươi muốn làm như thế nào? Khi cảnh dương đạo phái Âu dương đạo hữu, có thể không thỉnh đạo hữu hỗ trợ ngăn trở khương nguyên thần không muốn cùng âu dương vũ giao thủ bởi vì này tư tầm tứ tượng tháp phòng ngự vô song khương nguyên thần thủ đoạn căn bản phá không được phòng ngự của hắn mượn nhờ tử kim hồ lô cũng chỉ có thể đủ thần kỳ mà khó có thể trí thắng đơn giản nhượng vân môn đi giao thủ vừa vặn còn có thể mượn âu dương vũ chi thủ ngăn chặn hắn vân môn nhìn xem vừa mới bị u quan chân nhân đánh vỡ lỗ hổng lớn suy nghĩ sau nói có thể bất quá những người này đạo chích hạng người ta đi ứng phó rồi a à khương nguyên thần cũng nhìn thấy từng đạo động quan từ ngoại mà đến cười lạnh lên dị bảo xuất thế dị tượng càng ngày càng cường may mắn khương nguyên thần dùng sương mù che lấp rồi biến mất có trò đi ra bên ngoài có thể u quan chân nhân cứu người lúc trong lúc vô tình khiến cho linh quang tiết lộ linh quang vừa ra tự nhiên rất cảm động linh châu bên này có thái hư đạo tông ngàn năm uy nghiêm kinh sợ lại có rất nhiều thần linh tu sĩ tỏa trấn mặc dù là tán tu lòng có dục niệm cũng không dám biểu lộ nhưng là Vân Châu bên này lại bất đồng, những người này có thể không thèm để ý cái gì Thái Hư Đạo Tông uy hiếp, ba vị kim đan tu sĩ mang theo hơn 10 vị kết đan ngọc dịch kỳ tu sĩ vội vàng chạy đến, muốn thu cái này dị bảo, Vân Môn xem Khương Nguyên thần khó được lên sát khí, không khỏi thở dài. Ngược lại đi tìm Âu Dương Vũ, Khương Nguyên thần sẽ không đối với Linh Châu chi nhân động thủ, bởi vì nơi này là Thái Hư Đạo Tông cư. Làm Thái Hư Đạo Tông đệ tử, từ nhỏ thụ đến giáo dục liền là linh châu thổ địa là thái hư đạo tông phía trên những kia tán tu cũng đều thụ đến thái hư đạo tông che chở bọn họ nộp lên trên cung phụng thái hư đạo tông cung cấp tu hành lính bảo an địa phương chứng an toàn vậy nên tại đối diện với mấy cái này nhân thời điểm khương nguyên thần có thể vẽ mặt ôn hòa bởi vì này xem như nửa cái người trong nhà là cho bản thân nộp lên trên cung phụng hộ khách lúc trước thập mục tông tông chủ đến thời điểm hắn tự từng âm thầm thở dài nếu 12 linh môn đích nhân đến thì tốt rồi, hôm nay Thái Hư Đạo Tông thế lớn. 12 linh môn phụ thuộc Thái Hư Đạo Tông sinh tồn, bị trói tại đồng nhất cổ xe chiến trường, tăng thêm có mấy nhà linh môn liền là Thái Hư Đạo Tông đệ tử mở ra ngoại đạo thống, chân chính có thể xem như người một nhà, nhưng Vân Châu Tán tu tính cái gì? Đối với Khương Nguyên Thần mà nói vậy là người xa lạ, hôm nay các ngươi chạy đến Linh Châu một đồi đến, không tới xem cách đó không xa cột mốc biên giới không thấy được sương mù phía trên thái hư đạo tông ấn ký. Giết các ngươi đều là bạch sát, vân môn không thích sát sinh, nhưng tại những này tán tu ngốc đến loạn sông tới sau. Hắn cũng mặc kệ sẽ những người này, theo Khương Nguyên thần lăn qua lăn lại đi a. À. Chư vị đạo hữu dừng lại. Khương Nguyên thần đem sương mù khẽ quấn, từng sợi tử khí hóa thành vân tường ngăn lại những này vân châu tán tu, thái hư đạo tông tại này làm việc, chư vị nhanh chóng thối lui, bần đạo coi như việc này không phát sinh qua, nếu như bằng không. Chư vị đạo hữu trăm năm tu hành một khi đều tan, chớ để bần đạo không niệm đồng đạo tình nghĩa. Hào hoa phong nhã, mặc dù là muốn giết người cũng muốn trước tiên ở vừa bắt đầu đem tràn diện nói thanh, chính mình chiếm cứ điểm cao. Hừ. Thái hư đạo tông. Ta Vân Châu có thể không có gì thái hư đạo tông tu sĩ. Một vị hồng râu hồng tu kim đang tu sĩ lớn lối nói, Khương Nguyên thần nhíu mày, đang muốn lúc nói chuyện đột nhiên không trung lôi đình bắt đầu khởi động, Tất một, quý thủy, đinh hỏa, mình thổ, tân kim ngũ loại lôi pháp trên không trung ngưng tụ, rậm rạp chằng chịt lôi đình oanh kích đối diện những kia tán tu. Từng đoàn từng đoàn huyết vụ tạc lên. Một đám tán tu gà bay chó chạy loạn thành nhất đoàn. Khương Nguyên thần sắc mặt khẽ biến, chợt nghe Dương Lăng âm thanh lãnh đạm rơi vào tay bên tai, sư đệ, những thứ này vân châu chi nhân, không cần những kia nói nhảm, toàn bộ diệt liền là. Dương Lăng ngồi ở đỉnh núi, Đối với Khương Nguyên thần kia loại dông dài thái độ không đồng ý, bản thân vị sư đệ này rốt cuộc là tâm địa quá mềm yếu. Hà Tất khuyên nữa nói một phen, đã bọn họ dám xông tới. Tự nhiên cũng muốn thừa nhận phần này quả đắng, ngủ lôi phục ma trận. Dương Lăng sở dĩ vận dụng ngũ tiên mê tung trận chính là vì phối hợp cái này đại trận thi triển, vô số ngũ hành lôi đình rơi xuống, những kia tu vi nông cạn tu sĩ mặc dù là tế lên pháp bảo cũng ào ào bị ngũ lôi oanh đỉnh mà chết, chỉ có ba vị kim đan tu sĩ còn có năm vị kết đan tu sĩ sống quá lôi đình công kích trong sương mù có huyền hoàng sắc bóng người di động dương lăng tọa hạ đạo binh vận chuyển đại trận tự hồ muốn đem những người này ào ào diệt xác thôi sư huynh bên này giao cho ta a à. thương nguyên thần song vương tay ra chung quanh sương trắng chợt có chỗ cảm giác từng sợi ngân sắc mớn nước từ trong sương mù kết xuất rậm rạp chằng chịt mảnh võng dây dưa năm vị kết đan tu sĩ ngươi làm cái gì xích nghiêm xích tu hỏa đạo tu sĩ giận dữ một tiếng miệng phun tam muội chân hỏa đem một vị kết đan tu sĩ đối với công kích của hắn hóa giải là khôi lỗi chi thuật nghiêm đạo hữu cẩn thận một vị tuyết trắng xiêm y kim đang nữ tu cũng kiều quát một tiếng hai tay tung bay đem công kích của mình kết đan tu sĩ đánh lui nhìn xem năm vị kết đan tu sĩ ba vị kim đan tu sĩ không ngừng hoảng hốt năm người hai mắt vô thần thủ cứ cứng ngắc rõ ràng là bị người đã khống chế Nhìn nhìn lại Khương Nguyên thần hai tay nhảy lên, mơ hồ có thể thấy được từng sợi mớn nước bị hắn tác động. Ngươi! Cũng là đạo môn bên trong nhân, rõ ràng dùng này bị ổi thủ đoạn. Kỳ tóc hồng tu sĩ lớn tiếng nói, có bản lĩnh, với ngươi đạo gia một mình đấu. Ba vị đạo hữu, nơi này là của ta sân nhà A. Khương Nguyên thần u tháng tiếng vang lên. Không sai, này tàng linh mê chướng là Khương Nguyên thần tế luyện vật người khác tiến vào trong đó thụ đến cương nguyên thần áp chế, thậm chí thi triển huyễn thuật điều khiển địch nhân cũng so với vốn là thoải mái nhiều hơn, chỉ là môn tế ngũ giác, cương nguyên thần dùng huyễn thuật môn tế năm vị kết đang tu sĩ tai mắt. Làm cho bọn họ lầm cho là mình đang tại ba vị kim đang tu sĩ dưới sự dẫn dắt đối với chính mình động thủ. Tại cương nguyên thần ngoại hạng mắt người bên trong bọn họ là tại đối với chính mình động thủ, mà ở năm người trong mắt chỉ là thi triển toàn lực đối phó cương nguyên thần thôi, từ nay về sau, còn có ngũ giác bên trong thân cảm giác, nhưng hành động do đại não khống chế, truyền đạt đến thân thể tất cả bộ vị. đối với thân cảm thấy khống chế bất quá là chặt đứt bọn họ đại não linh thức cùng thân thể liên lạc, do khương nguyên thần linh thức điều khiển thân thể của bọn hắn mà thôi. viễn thuật được gọi là đại quy mô thủ đoạn công kích. tự nhiên là trải qua trăm ngàn năm nghiệm chứng tán thành. hôm nay khương nguyên thần che đậy ngũ giác, không duyên cớ nhiều ra ngũ cái khôi lỗi cùng ba vị kim đang tu sĩ giao thủ. Đương nhiên, bằng vào ngũ cái kết đang tu sĩ nghĩ muốn giết ba vị kim đan tu sĩ căn bản không có khả năng, cho nên Khương Nguyên thần mục đích chỉ là kiềm chế thôi. Tại ba vị kim đan tu sĩ rốt cục nhịn không được hạ sát thủ thời điểm, ám tự động thủ, kia hồng râu tu sĩ huy động thần hỏa, vừa mới đem một vị kết đan tu sĩ đánh chết sau. Chợt nghe bên người kia đồng bạn kêu một tiếng tên của hắn, Đạo Hữu. Ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn vận dụng bí thuật triệt để giết những này ngu xuẩn vật gặp được loại tình huống này hắn nhất định là gật đầu đồng ý nhưng chỉ có tại hắn đáp ứng đến thời điểm một đạo thất thải linh quan đưa hắn bao lấy đảo mắt đưa hắn phong tại tử kim hồ lô bên trong còn lại hai vị kim đang tu sĩ không khỏi biến sắc nhưng không đợi hai người hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm khương nguyên thần đột nhiên buông tha cho đối với cuối cùng hai vị kết đang tu sĩ khống chế chỉ là tại buông tha cho trước đêm này trong lòng hai người chỗ sâu nhất vẫn nộ đào móc dụ dỗ hai người bọn họ nhân tự bạo, hai vị kết đang tu sĩ tự bạo, tuy sẽ không giết tử kim đang tu sĩ, nhưng đủ nhượng hai người làm phép toàn lực chống đỡ. Tiếp theo, một đạo bạch khí nâng kim quan định trụ một người trong đó hồn phách. Khe khẽ chém một cái đem nữ tu giết chết, cuối cùng trường phía trên chỉ còn lại một thanh niên bộ dáng kim đang tu sĩ. Cần gì chứ? Để đấy vân châu chi địa không đợi, đến theo chúng ta thái hư đạo tông đoạt đồ vật. Khương Nguyên Thần thì thào thanh âm rơi vào tay tu sĩ bên tai, đột nhiên một đạo hối hận chấp niệm hiện lên. Mà ở này loại tâm tình bắt đầu khởi động thời điểm hắn phản phất cũng đã không thể đủ khống chế tự thân suy nghĩ, vô số hối hận ảo não mặt trái tâm tình dũng mãnh vào nê hoàng cung. Gặp. Thanh niên vội vàng niệm động thanh tâm chú ngữ, nhưng Khương Nguyên Thần điều khiển tâm thần thủ đoạn đã có thể làm nhiễu linh thức, thậm chí can thiệp thứ bảy cảm giác ta biết. Đến cuối cùng, hắn chỉ thấy một chỉ như ngọc trên ngón tay hồng mang chợt lóe lên nhẹ nhàng gõ tại mi tâm của hắn thất tình chỉ hoặc là nói diệt tình chỉ dùng thất tình niệm lực diệt lại địch nhân suy nghĩ thậm chí diệt sát kia nhân ta biết khương nguyên thần động thủ sao bay bổng đem tử kim hồ lô bên trong hồng râu tu sĩ thả ra tử kim hồ lô bên trong không gian biết bao to lớn khương nguyên thần rất nhiều đồ vật đều bị tồn trong đó bởi vậy vì phòng ngừa bị tù nhập trong đó địch nhân đối với khương nguyên thần đồ vật lộn xộn Khương Nguyên thần tận lực quyển đi ra một khối địa vực phong ấn những người này, phóng xuất sau, không đợi hồng râu tu sĩ kịp phản ứng, lập tức liền là một đóa thanh liên kình khí xuyên thấu tu sĩ ngực, đưa hắn sinh cơ đều diệt ba vị kim đan tu sĩ. Ngoại trừ thanh niên đần độn, tự thân ta biết bị Khương Nguyên thần phá hủy biến thành ngu ngốc một loại. Hai người khác hời hợp gian tự bị Khương Nguyên thần diệt sát, cẩn thận dò xét thanh niên bộ dáng, Khương Nguyên thần âm thầm gật đầu. Quả nhiên, linh thần, âm thần, dương thần đối ứng linh thức ta biết cùng với túc mệnh thức linh thức bị hủy hồn phách bị hao tổn ta biết bị hủy mình ý thức tiêu tán như si ngốc một loại mà nếu như số mệnh linh quan bị tổn hại như vậy liền là đem một cái nhân chân chính ấn ký hủy diệt a à, túc mệnh thức này là gửi một cái nhân căn bản nhất kinh nghiệm tiên thiên linh quan có thể là dựa theo thế giới pháp tắc mà nói chúng sinh một thế mà chết bọn họ sau khi chết ngoại trừ rất ít người có thể bằng vào tiên thiên linh quan lại lần nữa chuyển sinh, những người khác tiên thiên linh quan đều theo đó phân giải. Không tự giác, Khương Nguyên Thần lại tiến nhập nghiên cứu trạng thái. Tiên thiên linh quan nhất định là tìm phục tại mệnh hồn bên trong. Nhưng là vì cái gì tại dương thần lúc sẽ có địa hồn đưa về bản thể? Chẳng lẽ túc mệnh thức cùng địa hồn vẫn có quan hệ? Nhưng là dựa theo chuyển luân đang lý niệm, địa hồn còn chưa quy nhất kim đang tu sĩ cũng có thể mượn nhờ chuyển luân đang bảo vệ tự thân mệnh hồn một lần nữa chuyển sinh. Như vậy từ này bên cạnh xem, này trưởng quản chúng sinh căn bản ký ức thứ 8 cảm ứng nên tại mệnh hồn mới đúng a à? Khi địa hồn rốt cuộc có cái gì dùng? Chẳng lẽ tam hồn bên trong còn có cái gì bí ẩn hay sao? Khương Nguyên Thần đối với hồn phách linh cảm nghiên cứu rất sâu, nhưng tự hỏi nửa ngày tìm không được đáp án sau đành phải thôi. Vậy nên, ngươi ẩn núp nửa ngày, vẫn không có tìm được cơ hội sao? Khương Nguyên Thần nhìn về phía sương mù một bên, sương mù nhấp nhô, tự hồ bóng người nào cũng không tồn tại. Ta nói a, à. lần sau ngươi che lấp bộ dạng thời điểm tốt nhất đem sương mù vận động quỷ tích cùng nhau mô phỏng xuất hiện đi. Vãng sinh điện đạo hữu. Đương. Một ngụm ô thiết kiếm đâm bên trong Khương Nguyên Thần ngực, đột nhiên kim qua tiếng đánh vang lên, kim sắc phi tiêu sinh sinh năng lại này một đạo công kích sau đó bạch khí hóa thành tam giác đầu bạch xà cuốn lấy kim quang phi tiêu đối với xó gốc khác chém tới, nhưng kim quang qua, ngoại trừ sương mù bị phá mở bên ngoài, không có nửa cái khác. Lại chạy. Khương Nguyên thần biểu môi, quay đầu đối với sau lưng nói, ngươi chân hẳn là cùng hắn hảo hảo học một ít. Đồng dạng là tàn khí chi đạo. Ngươi vị tiền bối này có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn. Diêu ly một bộ hắc sắc trang phục hiện thân, vừa mới hắn giống như phát giác ta. Không sai. Sau về kia loại trải qua nhiều năm lão tiền bối, Diêu Ly thủ đoạn quả thực quá yếu. Vừa mới sát thủ kia tại tránh né Khương Nguyên thần công kích thời điểm còn có thể đề phòng Diêu Ly sát chiêu, một điểm sơ hở đều không có lưu cho Diêu Ly. Ừ, hơn nữa hắn vẫn rất thông minh. Khương Nguyên thần thở dài. Nên ngang tránh ngắn A. Nếu như là đánh lâu dài đích lời, mặt thắng chỉ sẽ đối với Khương Nguyên thần bên này không ngừng nghiêng bởi vì vãng sinh điện sát thủ lực công kích đủ nhưng lại không thể bền bỉ quanh ngủ sắc linh Quang từ xương trắng vọt lên thậm chí dương lăng trận pháp cũng bị cổ lực lượng này hỏng mất một mặt bảo kính từ dưới núi hoang chậm rãi bay lên thiên cơ kính khương nguyên thần kinh hô một tiếng mang theo diêu ly vội vàng đi đoạt bảo kính lúc đó phùng lương đột nhiên tế lên hỏa long châu một điều chân chính hỏa long tinh phách ngăn lại khương nguyên thần đạo hữu người này là tại tìm đường chết ngươi hiểu sao? Khương Nguyên thần giờ phút này khó bảo toàn cái gì phong độ, tại Phùng Lương ra hiện ở trước mặt hắn lúc, tối tâm bên trong cảm ứng kiếp số cũng đã đến, cho nên nói, cảnh dương đạo phái này là quyết tâm muốn giết ta sao? Như vậy tự cho các ngươi trước đi chết đi. Khương Nguyên thần sát ý tràn đầy, tử thần một hồi kiếm minh hưởng lên, những người khác lúc này cũng ào ào đi vào trên núi hoang đầu, Âu Dương Vũ duỗi tay đối với thiên cơ kính chọc tới. Đạo hữu, chậm đã động thủ, Vân môn phất trần nhất quyển, từ từ bạch ti nhốt chặt Âu Dương Vũ, tứ sắc linh quan tại từ từ bạch ti phất trần bên trong bay lên. Hai người tranh đấu càng kịch liệt, Dương Lăng mời đến rất nhiều đạo binh hộ pháp, duỗi tay đối với thiên cơ kính án đi, giờ phút này lại có một hồi tiếng cười như chung bạc vang lên. Một hắc sắc sa y che lấp thân thể ma nữ lặng yên một chưởng phách về phía Dương Lăng. Cút! Dương Lăng sau lưng tử quan hiện ra, tử hà bảo y cố lấy, lại có ba đạo khí liên bay ra đem ma nữ bức lui huyền tẩn giáo cũng tới. Dương Lăng lãnh nhãn nhìn ma nữ, này ma nữ thực sự không phải là được sư môn chi mệnh, mà là đang vân châu biên giới phía bắc đi dạo, vừa hay nhìn thấy một đồi bên này dị tượng liền lặng lẽ tới đi một lần, lúc này, lại có một đạo hoa quan soạt đến, một chỉ ngũ sắc yêu cầm từ không trung bay tới. Lưỡng chích móng vuốt bắt lấy thiên cơ kính trực tiếp thoát đi. Yêu tộc Vân môn đạo nhân một nắm vân quang, hùng vĩ bạch vân thiên môn đứng lặng không trung, bên trong một chỉ mây trôi ngưng tụ đại cầm nã thủ đem yêu cầm trực tiếp bóp vỡ, bạo lực. Vị này hảo hảo tiên sinh rõ ràng cũng có như thế bạo lực một mặt. Nên nói vị này quả nhiên đối với yêu tộc có thật lớn lòng cảnh giác sao? Âu Dương Vũ thầm suy nghĩ đến yêu tộc. Nam Cương Thiên yêu cung nếu tại Thiên môn giới bị dung hợp sau vẫn không có gì động tĩnh đó mới là việc lạ. Cửu Châu linh khí hơi có tăng trưởng, điểm này bất luận cái gì một vị kim đan tu sĩ đều có chỗ phát giác. Như vậy vì linh khí tiến thêm một bước tăng trưởng, rất nhiều nhân ánh mắt đã đặt ở yêu tộc chiếm cứ cái kia bí cảnh phía trên, cho nên thiên yêu cung cung chủ tận lực đưa tới một chỉ kim đang nhị trọng khổng tức yêu trọng đạo thiên cơ kính, cũng là vì tìm tòi nghiên cứu thoáng cái yêu tộc tiền đồ. Không tốt. Vân môn bóp vỡ khổng tức yêu nhân lúc, đột nhiên cảm giác thiên cơ kính hấp thu kia yêu cầm tinh khí đã bắt đầu lần đầu tiên thôi diễn, khổng tức tinh trong nháy mắt bị bóp nát đạo thể, chỉ phải đem nội đang cưỡng chế làm nổ, mượn nhờ nội đang nổ mạnh uy năng thoát ly vân môn khống chế. Hơn nữa đem thiên cơ kính tính toán ra tới yêu tộc tiền đồ ngưng tụ một đạo tin tức truyền lại đến Viêm Châu. Hừ! Tại kia đạo thanh Quang bay về phía Viêm Châu thời điểm, xích tiêu kiếm phái, cảnh dương đạo phái, hạo minh phái ào ào có cao nhân xuất thủ chặn lại kia đạo tin tức. Chư vị, đây là chúng ta yêu tộc xem bói, chư vị cầm lấy đi có làm được cái gì? Trên bầu trời một chỉ kim bằng già thiên, toàn bộ viêm châu bị kim bằng lông cánh bao phủ cửu châu chân nhân môn nhìn thấy này một đầu kim bằng sau ào ào biến sắc trung châu tam đại tiên môn chân nhân môn đồng thời thu tay lại tránh về của mình sơn môn này là năm đó thập phương đại tôn bên trong thiên bằng yêu thánh bản thể thể xác thiên yêu cung cung chủ rõ ràng có thể đem vật ấy tế lên pháp lực của hắn đủ linh hư chân nhân nghi ngờ nói ngẫm lại liền chuẩn bị duỗi tay thử một phen mà có nhân xuất thủ so với hắn còn sớm một đạo vô sinh phá thiên kiếm ý đâm về kim bằng, đồng thời một đạo mây trôi hóa thành linh tác dây dư kim bằng chân thân. Thiên môn lão tổ cùng vô sinh lão tổ đồng thời động thủ. Ma đạo chi tranh tuy trọng yếu, nhưng tất cả mọi người là nhân tộc, nội đấu tổng so với nhượng yêu tộc trầm rộ mạnh hơn, linh hư do dự thoáng cái, rốt cuộc không có xuất thủ, chỉ là lẳng lặng quan sát hai người này thủ đoạn, vô sinh lão tổ được xưng cửu châu đệ nhất nhân. Mà linh hư chân nhân chỉ là đành phải thứ hai, nhưng hôm nay xem ra hắn chỉ có thể tiếp tục thối một vị. Thú vị, nguyên lai like là toàn bộ Thiên Yêu cung đến Liên Thủ Tế lên vị này đại tôn thân hình. Thiên Môn lão tổ cười khẽ thanh truyền đến, không thể nghi ngờ yên ổn tất cả mọi người tộc tu sĩ tâm. Thậm chí vô sinh lão tổ vẫn rất âm hiểm đem Thiên Yêu cung cảnh tượng diễn biến đi ra. Một đám đại yêu cùng Thiên Yêu cung chủ Liên Thủ thúc dục pháp lực dũng mãnh vào kim bằng pháp thân, đem vị này đại tôn thân hình tế lên làm pháp bảo đến sử dụng nếu như tính luôn những kia yêu binh yêu tướng khoảng chừng 10 vạn chi chúng tử tôn bất tài a nếu là vị này đại tôn sống lại sau biết rõ các ngươi như vậy đối đãi tiền nhân pháp thân đã sớm một cái tác vỗ xuống a hạo minh phái chân nhân ung dung đạo châm chọc những này yêu tộc không biết đức không bị giáo hóa hừ thiên yêu cung cung chủ không để ý tới những người này trào phúng lấy được kia một đạo thanh quan sau liền muốn đem kim bằng pháp thân thu hồi Vù một đạo thần tiễn từ dịch vương điện bắn ra cung minh dương cung bắn tên dùng vô thượng đại pháp lực sinh sinh đem khổng tước yêu cầm liều chết tống xuất tin tức đánh nát chỉ trên không trung lưu lại vài cái yêu văn cung minh người đáng chết thiên yêu cung chủ sắc mặt tái nhợt nhìn hầm hầm dịch vương điện bên trong kia nhân bất quá sau đó nhiều người lực chú ý bị yêu văn dời đi nhìn xem những này yêu văn chư vị chân nhân vội vàng phân biệt những này yêu văn sát kiếp trọng Lâm Linh hư chân nhân nghi ngờ nói, chẳng lẽ tiếp theo ma kiếp thời điểm yêu tộc cũng muốn nhúng một tay? Hưng suy tùy tâm. Những lời này lại là có ý gì? Ngọc Dương chân nhân cũng đích nói thầm, bất quá những này chân mọi người cử động ảnh hưởng không được Khương Nguyên thần bọn người, Khương Nguyên thần cùng Phùng Lương truyền đấu sau đem Hà đồ tế lên đem Phùng Lương trấn áp tại huyền trong sông, sau đó một tay chụp vào quãng đến bên cạnh mình thiên cơ kính, do dự thoáng cái. Tuy biết rõ thiên cơ kính bay đến cạnh mình thật trùng hợp Nhưng Khương Nguyên Thần khẽ cắn môi Vẫn là đụng phải đi lên Thái hư đạo tông tiền đồ Mở cho ta, mắc câu rồi Âu Dương Vũ Tu la sát nhân thậm chí bị trấn áp Tại hà đồ bên trong phùng lương đồng thời xuất thủ Đối với đang tại thất thần trạng thái Khương Nguyên Thần hạ sát thủ Tính nhân giả Nhân hàng tính chi, phùng lương bọn người mượn nhờ thiên cơ kính tính toán Khương Nguyên Thần, Khương Nguyên Thần không phải là không mượn nhờ chính mình yếu nhất giờ khắc này đến đem tất cả công kích của đối thủ dẫn đến, chân đạp độ ách hồng liên, cầm trong tay ngân hoa liên đăng, đỉnh đầu tử liên hoa cái, tử hà bảo y mặc trên người. Lại có một điều tử sắc long ảnh vượt qua cổ quấn ở hắn trước ngực. Hà đồ bên trong tự sinh long mã, đô thiên kỳ bên trong bay ra một đạo âm ảnh, thuần dương luân nắm ở sau người phản phất đạo luân, Hương Nguyên Thần tại thất thần trong nháy mắt đó cổ động toàn thân pháp lực, sinh sinh đem chính mình sẽ rất nhiều thần đạo thuật pháp bảo từng cái thi triển ra phòng ngự tại loại này phòng ngự sau hắn thần niệm đầu nhập thiên cơ kính bên trong tìm tòi nghiên cứu thái hư đạo tông tương lai kiếp số ba đạo kiếp số khương nguyên thần cảm thấy sững sờ tại thiên cơ kính bên trong từng mai cổ xưa chữ truyện hiển hóa tuy đều là ngọc hằng truyện văn nhưng vài ngàn năm trước phương pháp sáng tác cùng hiện tại tự thể còn có chút hứa sai biệt khương nguyên thần cố hết sức phân biệt rõ lúc rất nhiều sát chiêu đánh tới Âu Dương Vũ tại xuất thủ sau một chi ngân thương đâm về sau lưng của hắn. Huyền thần diệt thôn thiên ma tông đệ tử ma hồn sau vội vàng chạy đến, tứ tượng tháp tế lên đánh hướng huyền thần, huyền thần không né không tránh. Mượn nhờ Âu Dương Vũ chi thủ đem hoa sen hóa thân tán đi. Gặp Âu Dương Vũ âm thầm vung ra kia một đạo cửu âm đuôi bò cạp châm, triệu hồi công kích huyền thần tứ tượng tháp, lập tức thoát đi tại chỗ. Mà ở hắn rời đi chỗ, huyền thần ký sinh hoa sen bỗng nhiên nổ mạnh cự đại nổ mạnh lực quấy khắp mây trôi tàn linh mê chướng cơ hồ bị chấn vỡ huyền thần bổn mạng thần đàn tại khương nguyên thần chỗ khi hắn buông tha pháp thân sau một đạo linh quan xuất hiện ở khương nguyên thần đỉnh đầu Khi thần đàn bên trong hương khói nguyên khí ào ào tuôn ra một chiếc do vạn dân hương khói nguyện lực ngưng tụ hoa cái đứng ở đỉnh đầu hắn ngăn lại phùng lương cùng với ẩn nút tới huyền tẩn giáo yêu nữ Khi yêu nữ nhãn thấy mình một kích không được tay lập tức lách mình rút đi đã đến, vậy cùng nhau lưu lại a. À. Tràng diện rất hỗn loạn, rất nhiều tu sĩ loạn thành nhất đoàn, Dương Lăng bất chấp cứu viện Khương Nguyên Thần, trở tay vứt ra bản thân bản mệnh pháp bảo, diễn biến một tòa trận đồ đem nàng trấn áp. Đóng lấy điểm 500 đạo binh cuốn lấy muốn bước ra thoát đi Âu Dương Vũ, Âu Dương Vũ tu vi so với Dương Lăng cao hơn, nhưng tại đại trận trấn áp phía dưới cũng bị hắn cưỡng chế ngăn trở, diêu. Ly Ngân hướng cái kia tu la sát thủ muốn thay Khương Nguyên thần ngăn lại kia đoạt mệnh một kiếm, nhưng hai người ở giữa chênh lệch quá lớn tuy diêu ly dùng vô sinh vô sinh tịch diệt pháp ấn chống được kiếm ý nhưng đồng dạng cũng bị chấn nát ngũ tạng vẻn vẹn vẻ một kích liền thối ở một bên lại khó động thủ phùng lương trong lòng mừng thầm tại rất nhiều công kích phía dưới độ ách hồng liên phá toái ngân hoa hoa sen hỏng mất trên đỉnh tử liên cùng với huyền thần biến thành hoa cái ào ào tiêu tán chỉ có hai đạo ngân châm cùng với tu la sát thủ tập hợp lại kiếm thứ hai điểm hướng khương nguyên thần mi tâm đinh một tiếng phùng lương kia căng cửu âm đuôi bò cặp châm chia ra làm cửu tại xuyên thấu tử hà bảo y sau một lần nữa hợp nhất đâm về khương nguyên thần ngực khương nguyên thần đột nhiên mặt mang vẻ cổ quái hai tay cuốn động huyền khí một cổ cường đại hấp lực dẫn dắt phùng lương vọt tới tu la sát thủ ngăn lại hắn kiếm thứ hai a à, phùng lương muốn thoát đi này cổ hấp lực nhưng hỗn động hồng lô thôn vệ lực biết bao mạnh noi theo quy khư mà đến thôn vệ lực khiến cho khương nguyên thần tự thân coi như một cái cự đại vòng xoáy trung tâm mà những người khác tại này cổ hấp nhiếp lực phía dưới ào ào bị hắn cuốn vào trong đó thiên cơ kính bị khương nguyên thần vung ra lúc này được thái hư đạo tông kiếp số lời tiên đoán đã đủ để còn lại vật kia làm cho bọn họ đi tranh đi âu dương vũ mắt sắc nhẫn tâm làm nổ tứ tượng tháp bên trong chu tước môn tất cả tinh phách mượn nhờ lực đánh vào bay ra đại trận chụp vào thiên cơ kính Vân môn do dự thoáng cái, âm thầm chiếu cố Khương Nguyên thần tình huống chuẩn bị cứu viện, tay kia cũng nhúng tay muốn cướp lấy thiên cơ kính. Tăng thêm dương lăng, ba người cách Khương Nguyên thần xa xa lại bắt đầu tranh đấu lên, diêu ly tại Khương Nguyên thần thi triển loại này thôn vệ thần thông thời điểm tự giác trời tràn, chỉ có Phùng Lương cùng Tu La sát thủ bị cuốn vào trong đó, bất quá so về Phùng Lương bị hoàn toàn điều khiển không thể nhúc nhích, Tu la sát thủ sát kiếm thẳng tắp đâm tới, xem nhẹ chung quanh thôn vệ lực, không hổ là trải qua nhiều năm tiền bối. Khương Nguyên thần ngực một cái. Một đạo ngân huy bay ra, phản đâm về Phùng Lương cùng với sau lưng của hắn tu la sát thủ, ba điểm một đường, Phùng Lương để ngang Khương Nguyên thần cùng tu la sát thủ chính giữa, khiến cho cái kia tu la sát thủ căn bản không thấy được kia một điểm ngân huy, nhưng bản năng cảm giác nguy cơ khiến cho hắn tránh đi chỗ hiểm, khi cửu âm đuôi bò cạp châm xuyên thấu phùng lương sau trực tiếp từ hắn bên tai sát bên người mà qua, mà hắn sát kiếm cũng cực kỳ trùng hợp điểm tại Khương Nguyên thần mi tâm, trạng nứt, Khương Nguyên thần khuôn mặt bắt đầu phá toái. Mơ hồ một mặt màu ngân bạch huyễn kính bị giết kiếm điểm trúng, sát thủ đột nhiên sững sờ, xem lên trước mặt trong nháy mắt xuất hiện cái kia năm tuổi đứa bé. Đây là cái gì? a à. Khương Nguyên thần hét lên một tiếng, một cổ vô hình chi lực đem thủy tinh huyễn kính một lần nữa chữa trị lại lần nữa che lấp khương nguyên thần thân tàn nhưng là giờ phút này ngoại trừ tên sát thủ kia bên ngoài phùng lương diêu ly đều thấy được vừa mới cái kia năm tuổi hài đồng lớn nhỏ tồn tại cho nên nói ta căn bản không muốn đi chân chính cùng tu la sát thủ cùng với âu dương vũ loại này khó chơi đối thủ đánh nhau a à? hơi có không chú ý của mình huyễn thuật tự bị phá khương nguyên thần oán hận ngoài đem tử kim hồ lô cùng hà đồ đồng thời tế lên huyền nước sông tinh cùng tàn linh mê chướng dung hợp tại một chỗ một đóa hơn 10 trượng phương viên cự đại bạch vân đem những người này khỏa trong đó mà vân môn âu dương vũ dương lăng ba người đều bị một cổ cường đại cự lực bài xích ra ngoài thậm chí thiên cơ kính mượn nhờ này một cổ xung lượng bay về phía phía nam ba người biến sắc vội vàng thi triển động quan đuổi theo thiên cơ kính tiếp theo ở bên ngoài những kia tán tu tự nhìn thấy một cổ khổng lồ uy năng từ trong đám mây trắng bột phát tử sắc thiểm điện tại tầng mây bên trong xuyên toa bất luận kẻ nào cũng không thể đủ từ trong đó đi ra khương nguyên thần lẳng lặng đứng ở mây trôi trung tâm ngón tay nắm mắt một căn ngân sắc tiểu châm giống như cười mà không phải cười nhìn xem dưới chân kéo dài hơi tàn phùng lương nếu như bần đạo không có nhận lầm này là cửu âm đuôi bò cạp châm a hơn nữa còn là hai quả khương nguyên thần dùng huyễn thuật che đậy thân tàn ngoại nhân trong mắt thanh niên bất quá là khương nguyên thần ảnh xạ thôi Phùng Lương bắn tới kia một mai dựa theo thân cao mà nói thẳng tắp từ Khương Nguyên thần đỉnh đầu bay đi, thậm chí Âu Dương Vũ kia một căn cũng là như thế, Âu Dương Vũ kia một cây châm nhắm ngay Khương Nguyên thần bụng, mà trên thực chất vừa lúc bị Khương Nguyên thần trong ngực kia khối thái âm linh thổ chống được. Khương Nguyên thần thuận tay dùng Phùng Lương kia căn phản kích trở về đâm trúng Phùng Lương. Mà khác một mai cửu âm đuôi bò cạp châm bị Khương Nguyên thần nắm ở trong tay, đáng tiếc Khương Nguyên thần tự thân phản ứng quá nhanh, khiến cho vân môn trên người mang linh dược một điểm tác dụng đều không có. Vân môn xa xa nhìn thấy bên này tình huống sau than nhẹ một tiếng, ngược lại chuyên tâm thu thiên cơ kính. Ngược lại sư tôn không công mất tâm tư, chuẩn bị linh dược căn bản không dùng được A, Hương Khương Nguyên thần khóe miệng khẽ cong, đối với ngân bài sát thủ nói, đạo hữu, này bên trong chỉ còn lại ta và ngươi hai người. Tu Là sát thủ tránh được một kiếp, cảm giác chung quanh mây trôi chậm rãi hướng trung tâm co rút lại sau hết sức chăm chú chuẩn bị kiếm thứ ba nhìn xem góc đang tại hồi khí diêu ly nhìn nhìn lại cương nguyên thần đỉnh đầu đang tại một lần nữa biến hóa huyền thần vị này sát thủ minh bạch không có thời gian của mình kiếm thứ ba chính là quyết định hết thảy sát kiếm Trước cuộc là đệ tam chiêu sát kiếm có thể diệt sát cương nguyên thần thuận lợi xé mở một con đường sống vẫn là cương nguyên thần đẳng diêu ly hai người khôi phục sau ba người đưa hắn thông dong đánh chết Thủy tinh Bạch Vân chậm rãi biến sắc, tại sát thủ trong mắt Khương Nguyên thần Tiếu Dung cũng càng quỷ dị. Mặt trái tâm tình lo nghĩ, hoảng sợ, lo lắng, sợ hãi các loại dũng mãnh vào trong lòng, huyễn thuật. Không dám phân tâm, sát thủ cưỡng chế huy động toàn lực thi triển một chiêu cuối cùng sát kiếm. Tuyệt sinh. Tinh. Khí, thần. Hết thảy hết thảy toàn bộ dung nhập này một đạo sát kiếm bên trong, chỉ thấy hàng quan hiện ra, một cổ giết diệt chúng sinh đến tinh khiết sát ý từ ô quan tuôn ra, sau đó toàn bộ mây đen nhấp nhô không ngừng dừng lại. Một điều lỗ hổng bị hắn cưỡng chế mở ra, nhưng là cũng vẻn vẹn đến đây, tại mở ra thông đạo hơn nửa bị thương Khương Nguyên Thần sau hắn không còn có khí lực thoát đi. Từng cổ mặt trái tâm tình dao động linh thức hồn phách tại nê hoàng cung quấy nhiễu hành động của hắn. Mà thân thể phía trên, một căn ngân châm đâm trúng lồng ngực của hắn, đương nhiên, Khương Nguyên Thần cũng không dễ chịu nhàn nhạt nhìn mình ngực lỗ hổng lớn, thậm chí huyễn kính thần thông bị chân chính phá vỡ, chỉ có một vị năm tuổi đứa bé ngực vỡ ra một đạo không ngừng phúng huyết lỗ hổng, Khương Nguyên thần mạc nói, đáng tiếc. Người kia cuối cùng một kiếm dung hợp hai thức vô sinh kiếm ý, thậm chí có phá thiên hương vị. Này đạo tuyệt sinh chi kiếm rất không tồi. Chỉ tiếc, chỉ tiếc vẫn không thể đủ giết ngươi a. À. Tu la trên mặt mặt nạ tự động tróc ra, bò cạp độc bột phát, sinh cơ dần dần tiêu tán, chỉ lưu trên mặt một tia tiết núi vô sinh sát kiếm chiêu thứ nhất là tiêu diệt sinh mệnh lực mà kiếm thứ hai là hoàn toàn nhằm vào hồn phách thậm chí tại tu la trong tay hoàn thành kiếm thứ ba phá thiên hình thức ban đầu sát đạo kỳ tài không gì hơn cái này nhưng làm cho người tiếc hận chính là hắn rốt cuộc không thể đem ba đạo kiếm ý hoàng mỹ kết hợp trong đó vẫn có chủ thứ hai phân này đạo kiếm ý tuyệt sát nó khả năng tối đa nhất vẫn là nhằm vào hồn phách đối với kim đan tu sĩ mà nói diệt sát hồn phách mới là chân chính giết người chỉ tiếc khương nguyên thần hồn phách không đơn thuần là ẩn sâu trong nê hoàng cung so về tu sĩ khác mà nói khương nguyên thần có mộng giới mộng giới cùng thái hư ảo cảnh thần thông nối liền khương nguyên thần cũng là bằng vào này mới có thể ẩn tàng thân hình giấu giếm được đại bộ phận nhân theo một kiếm này ý nhập thể đâm thẳng nhập nê hoàng cung thức hải hủy diệt hồn phách Khương Nguyên Thần theo đó đem của mình bản ngã suy nghĩ trốn vào mộng giới, sử dụng khôi lỗi phương pháp điều khiển nhục thể của mình trở tay đem cửu âm châm đâm trúng tu la, bị tuyệt sanh kiếm ý đánh trúng sau. Không ai khả năng bảo trì tinh thần tuyệt đối thanh tĩnh. Càng đừng đề phản kích hơn nữa chuẩn xác nắm chắc tu la thân ảnh vị trí, nhưng là Khương Nguyên Thần đem bản ngã âm thần độn tẩu sau, mượn mộng giới thần vực bảo vệ hồn phách của mình, thậm chí đem bộ phận đau đớn suy nghĩ tái giá đến công kình hóa thân, bảo đảm mình có thể đủ chấm dứt đối với thanh tĩnh tư thái một kích bị mất mạng, đây là cái gọi là một lòng nhị thể chỗ tốt. Muốn chân chính hủy diệt Khương Nguyên Thần phải đưa hắn hai cái thân thể cùng với mộng giới cùng nhau hủy diệt. Nói cách khác, hắn mượn nhờ mộng giới bảo tồn âm thần, có thể lại lần nữa sống lại tố thể, hồn phách trở về vị trí cũ, tự đại đau đớn truyền tới. Khương Nguyên Thần kêu lên một tiếng đau đớn, yên lặng làm phép khôi phục thương thế, mà trong thức hải hủy diệt sát ý dựa theo dĩ vãng thói quen hết thảy trấn áp tại tây phương biển chết tử niệm bắt đầu khởi động nhưng kia một đóa kim sắc hoa sen không ngừng chập chờn ngược lại mượn nhờ biển chết bên trong sát ý lớn mạnh tự thân chính là khương nguyên thần nhìn cũng là sinh lòng cố kỵ tiếp theo huyền thần từ thần đàn bên trong sống lại biến hóa mà diêu ly cũng chậm chậm đi tới ngươi diêu ly do dự thoáng cái đang muốn nói cái gì đó thời điểm bị khương nguyên thần cắt đứt vừa mới ngươi thấy cái gì sao nói hắn lại lần nữa dùng huyễn kính ẩn đi thân hình nhưng thân hình nhoáng một cái hắn hôm nay pháp lực cơ hồ hao tổn được sạch sẽ vừa mới dung hợp thủy tinh bạch vân cái kia phạm vi đạo thuật ngưng tụ lĩnh vực chỉ cần chiêu thức ấy tự hao tổn hắn ba thành pháp lực huyền thần sử cái ánh mắt diêu ly nhìn xem trên mặt đất độc phát phùng lương cùng sát thủ hậu quả đoạn nói vừa mới ta bị sát ý mông tâm trước mắt ảo giác không ngừng hiện lên không có gì cả nhìn thấy. Ha! Ha! Khương Nguyên thần thỏa mãn gật đầu, nhượng huyền thần hỗ trợ thu thập sau, một vị nhanh nhẹn giai công tử đi ra Bạch Vân thấy chung quanh thần linh cùng với những kia tán tu, không bao lâu, Dương Lăng bay trở về, đối với Khương Nguyên thần lắc đầu, thiên cơ kính độn không, chúng ta ba cái đều không có tìm được. Dương Lăng từ không lo lắng Khương Nguyên thần, ai chết cái này tai họa cũng tuyệt đối không chết được. A, à. Khương Nguyên thần tính toán một phen, đối với dương lăng nói đem đại khái thoát đi địa phương ghi nhớ lần sau chuyên môn ở bên cạnh chọn lựa đệ tử bái nhập chúng ta đạo tông thiên cơ kính có linh lúc trước liền là cái này tiên thiên linh bảo cố ý biến hóa mới bị người dùng xích tiêu kiếm hung hăng trảm phá một phân thành hai từ nay về sau thiên cơ kính trăm năm vừa ra xuất thế lúc mượn nhờ giúp hắn nhân tính toán theo công thức thiên cơ thời điểm rút ra người khác số mệnh dùng cung mình tu hành vừa mới khương nguyên thần cùng kia yêu cầm tính toán yêu tộc cùng thái hư đạo tông tiền đồ tự cũng làm cho thiên cơ kính rút lấy một chút số mệnh bất quá khương nguyên thần có thái hư đạo tông hồi bổ tự cũng không cần lo lắng tự thân số mệnh xói mòn chỉ là sau khi chuyện thành công hắn cũng cảm giác tự thân đỉnh đầu số mệnh linh vân nếu không đền bù hao tổn thậm chí được sự giúp đỡ của linh hư chân nhân cùng thái hư đạo tông liên lạc càng chặt mật thái hư đạo tông ba lượt kiếp số đối với khương nguyên thần mà nói lúc đó chẳng phải kiếp số sao lúc này này chiến xa là chân chính không thể đi xuống khương nguyên thần cùng dương lăng rời đi một đồi về sơn môn phục mệnh một đồi một cái chết nam sơn trong khe một thiếu niên yên lặng đứng dậy đang nhìn bầu trời thề cả đời này ta nhất định phải đứng ở thế giới đỉnh kiếp trước mất đi những vật kia ta muốn từng cái bảo vệ kiếp trước những kia cừu gia ta muốn từng cái trà đạp. Thiên nếu ngăn đón ta, ta liền nghịch thiên cải mệnh. Giữa ban ngày, đột nhiên một tiếng lôi đình vang lên, tự hồ lại đối với thiếu niên này nói bừa có chỗ đáp lại loại đó, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.